cút. Diệp Phàm nâng ly rượu lên, lạnh lùng quát. Cô gái tóc vàng lập tức cau mày và bỏ đi với vẻ mặt oán hận. Tâm trạng của anh không tốt à? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai Diệp Phàm. Tâm trạng không tốt sao? Sau khi Diệp Phàm đuổi cô ả tóc vàng đi, một giọng nữ khác lại bất chợt vang lên. Ngay lập tức, một mùi thơm quyến rũ xộc thẳng vào mũi hắn. Một người phụ nữ mặc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài ngang vai ngồi bên cạnh Diệp Phàm, cầm ly rượu, sắc mặt hơi đỏ bừng, hiển nhiên đã uống rất nhiều. Người phụ nữ này có vóc dáng quyến rũ, khí chất cao quý, hơn nữa trông cô ta còn có vài phần giống người Long Quốc, có vẻ như là con lai. Có lẽ bởi vì đối phương có chút giống người Long Quốc nên lần này Diệp Phàm không đuổi cô ta đi mà chỉ lặng lẽ uống rượu. Anh là người Long Quốc phải không? Hình như anh đang không được vui. Tôi cũng vậy. Người đẹp nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trông có chút bất lực. Nào, chúng ta uống một ly đi. Người đẹp nâng ly rượu lên và nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng đối phương cùng ly rượu, một hơi uống hết. Sở dĩ hắn uống rượu ở đây là vì trước đó hắn tìm được một cái lệnh bài ở thiên phạt khá giống với ngọc bội gia truyền của mình, chuyện này khiến trong lòng hắn có một dự cảm không tốt lắm, khiến hắn không thể nào chấp nhận được, cho nên sau khi rời tổ chức thiên võng, hắn liền đến đây uống rượu một mình để cố quên đi chuyện này. Ông xã, là hắn đã chọc ghẹo em. Lúc này, cô ả tóc vàng và một người đàn ông trung niên bụng bia xăm trổ đầy mình cùng nhau đi tới. Đằng sau tên đàn ông này là một đám đàn em, cô ta liền chỉ vào Diệp Phàm, vẻ mặt đầy tủi thân nói. Mẹ kiếp, mày dám chọc ghẹo nữ nhân của tao, mày muốn chết đúng không? Đánh chết thằng nhãi này cho tao, tên đàn ông xăm mình hống hách hét lên. Đám đàn em ngay lập tức cầm dao và gậy lao về phía Diệp Phàm. Cô ả tóc vàng đắc ý nhìn Diệp Phàm, rõ ràng là cô ta đang muốn trả thù hắn vì vừa nãy đã mắng cô ta. Cẩn thận! Người đẹp lai cực kỳ bàng hoàng, cô ta không khỏi hét lên khi nhìn thấy đám đàn em lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ném ly rượu trong tay, nó liền vỡ thành từng mảnh, biến thành nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng của đám đàn em. Vù vù, máu bắn văng ra tung tóe, đám đàn em đều mở to mắt như không thể tin nổi rồi đồng loạt ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến cô ả tóc vàng và tên đàn ông xăm mình bên cạnh sợ hãi vô cùng. Những người khác trong quán ba cũng bị dọa sợ. Còn người đẹp lai thì nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lạ thường. Cút, sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo, tràn đầy tà khí hét lên. Phịch, tên đàn ông xăm mình và cô ả tóc vàng bị tiếng hét này của hắn dọa sợ đến mức cả hai ngã nhào xuống đất. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Phàm chợt vang lên. Vừa nhấc máy, hắn khẽ cau mày. Diệp Phàm đứng dậy, trả tiền đồ uống rồi rời đi. Tên tôi là Ngải Á, anh tên là gì? Người đẹp lai nhìn Diệp Phàm rồi đột nhiên lên tiếng. Tuy nhiên, Diệp Phàm không trả lời mà trực tiếp rời đi. Công chúa, chúng ta nên đi thôi, nếu như để hầu tước Bá Luân biết được người ở quán ba uống rượu, nhất định sẽ không vui. Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ đen đã đến bên cạnh người đẹp lai rồi nhắc nhở cô ta. Khi đối phương nhắc đến hầu tước Bá Luân, người đẹp lai khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Tôi còn chưa cưới anh ta đâu, tôi làm cái gì vẫn chưa đến lượt anh ta can thiệp. Trong một biệt thự sang trọng tại Bắc Âu, Diệp Phàm vừa tới thì Huyết Phu, Vua Bắc Cực, Diệm, Ross và những người khác đã có mặt tại đây. Thiếu chủ, bọn họ chào hỏi Diệp Phàm. Mọi người nói tứ sư phụ của tôi đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm thờ ơ nói. Huyết Phu kể cho Diệp Phàm nghe về chuyện điện thiên thần ở ngoại vực. Bây giờ cũng bởi vì tin tức đó mà có không ít tổ chức đang tìm kiếm chủ nhân, chuẩn bị bắt giữ chủ nhân, trong đó có rất nhiều chiến binh của Hắc Bảng cũng đã bắt đầu hành động. Hơn nữa, rất nhiều quốc gia cũng đang tìm kiếm chủ nhân, chuẩn bị bắt chủ nhân đi để giành công với Điện Thiên Thần, nhằm đạt được sự bảo hộ của bọn họ. Hiện tại toàn bộ thế giới phương Tây đều đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân, bọn họ đang dùng mọi thủ đoạn để tìm được chủ nhân. Huyết Phu nói hết với Diệp Phàm. Lại là Điện Thiên Thần, trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sắc lạnh. Điện Thiên Thần này rốt cuộc mạnh đến mức nào mà lại có nhiều thế lực và quốc gia muốn dựa dẫm vào như vậy? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thiếu chủ, Điện Thiên Thần là một trong những tổ chức đứng đầu ngoại vực, thế lực vô cùng cường đại, hơn nữa Điện Chủ Điện Thiên Thần còn nằm trong thần bảng.
Chỉ cần là cường giả trong thần bảng đều có thực lực mạnh đến mức có thể hủy diệt cả một quốc gia, huống chi còn có thêm cả Điện Thiên Thần. Với địa vị của Điện Thiên Thần, ai cũng muốn lấy lòng bọn họ. Lót tộc trưởng của gia tộc Rockfish giới thiệu. Ngoại vực. Thần bảng. Ánh mắt Diệp Phàm khẽ lóe lên. Hắn không biết nhiều về ngoại vực, nhưng hắn đã nghe tứ sư phụ của mình nhắc đến. Ngoại vực là một khu vực đặc biệt trên thế giới này, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quốc gia nào, là một khu vực độc lập, nơi tập hợp vô số thế lực, ở đó chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng. Còn cụ thể như thế nào thì tứ sư phụ Diệp Phàm cũng không nói nhiều. Về thần bảng, hắn chưa từng nghe thấy sư phụ nhắc tới. Thần bảng có phải là một bảng xếp hạng không? Diệp Phàm hỏi thẳng. Thiếu chủ, thần bảng là bảng xếp hạng các cường giả do tổ chức hàng đầu của ngoại vực công bố, tổng cộng có 10 vị trí. Những người có trong danh sách này đều là những cường giả hàng đầu thế giới. Người nào cũng có sức mạnh vô song, có khả năng hủy diệt cả một quốc gia. Bởi vì điều này, người khác đều phải kiêng dè những cường giả trong thần bảng. Ngay cả những nước lớn trên thế giới cũng không dám đắc tội, thậm chí còn muốn kết giao với bọn họ bằng nhiều cách khác nhau. Một khi có thể nhận được sự bảo hộ của một cường giả trong thần bảng, địa vị của đất nước nhất định sẽ cao lên rất nhiều. Lót giải thích, thần bảng mạnh như vậy sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Một người có thể hủy diệt cả một quốc gia, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Cường giả trong thần bảng gần như chưa từng ra tay, nên không ai biết họ mạnh đến mức nào. Diệp nói, trong mắt hiện lên khao khát muốn đấu một trận với một cường giả trong thần bảng. Thiếu chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vua Bắc Cực nhìn Diệp Phàm. Bọn chúng muốn dùng mạng sống của sư phụ ta để tranh công với Điện Thiên Thần, vậy thì cứ để bọn chúng làm đi. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lẽo quát lên, trong mắt tràn ngập sát ý chết người. Ngày hôm sau, tin tức tổ chức thiên phạt bị tiêu diệt nhanh chóng truyền đi, khiến giới hắc ám chấn động. Thiên phạt chính là một tổ chức cấp SSS hàng đầu, thế mà lại bị tiêu diệt trong một đêm, ai mà có bản lĩnh như vậy. Ở Long Quốc, khi người đàn ông mặc mãng bào biết được tin thiên phạt bị diệt, sắc mặt tối sầm lại, vô cùng khó coi. Thiên phạt thật sự bị diệt rồi sao? Ông già ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc trước tin tức này. Ninh lão, ông nói xem có phải tên nhóc con kia đã diệt thiên phạt rồi à? Người đàn ông mặc mãng bào hỏi. Hắn, làm sao có thể, với thực lực của hắn, làm sao có thể diệt thiên phạt, giết chết thiên phạt chủ? Đôi mắt của ông già khẽ nheo lại. Tên nhóc con này có quan hệ với Bách Hoa Lâu, Điện Long Vương và Quân Thiên Sách. Ông có nghĩ rằng hắn chính là đệ tử do bọn họ bồi dưỡng nên không? Người đàn ông mặc mãng bào nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng nói. Đây, không thể nào, làm sao bọn họ có thể cùng lúc nhận một người làm đệ tử? Ông già có chút khó tin. Đừng quên mấy người bọn họ đã biến mất hơn 10 năm. Thật là trùng hợp. Người đàn ông mặc mãng bào nhàn nhạt nói, trong khi ông già nghe thấy lời này liền im lặng. Bất kể tên nhãi con này có liên quan gì đến bọn họ, hắn cũng phải chết, nếu không sẽ rất phiền phức. Người đàn ông mặc mãng bào lạnh lùng quát lên. Cung chủ yên tâm, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Trong vòng 3 ngày, thằng nhãi này nhất định sẽ bị giết chết. Lão già lập tức nói. Người mặc áo mãng bào gật đầu, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Bên ngoài, trong khi mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi về việc thiên phạt bị diệt thì một tin tức khác lại đột nhiên truyền ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Tu La xuất hiện rồi, ở một khu vực nào đó tại Bắc Âu. Tin tức này vừa nổ ra, tất cả mọi người đều kích động. Tin tức trước đó của Điện Thiên Thần đã khiến rất nhiều thế lực và quốc gia nhìn chằm chằm vào Tu La, điên cuồng tìm kiếm dấu vết của ông ấy, hy vọng có thể bắt được ông ấy để trèo lên cây đại thụ là Điện Thiên Thần. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ tìm thấy. Bây giờ vị trí của Tu La đã bị lộ, đối với đám người này mà nói đây đương nhiên là chuyện tốt. Trong nháy mắt, rất nhiều chiến binh của các thế lực ở ngoại vực và giới hắc ám đều hướng về Bắc Âu, thậm chí có vài quốc gia còn phái đại quân đến bao vây và trấn áp Tu La. Lúc này, Tu La dường như biến thành một miếng thịt béo bở, vô số người thèm muốn cắn một miếng. Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống. Một đám người xuất hiện bên ngoài biệt thự nào đó ở Bắc Âu. Bọn họ đều là chiến binh của những thế thực khắp nơi trên thế giới, trong số đó có không ít người là chiến binh của Hắc Bảng. Tu La đang ở bên trong, một chiến binh nhìn chằm chằm vào biệt thự, trầm giọng nói. Hình như vậy. Những người khác đều gật đầu,
nhưng không ai dám xông vào trước. Suy cho cùng, Tu La vốn là một nhân vật được mệnh danh là sát thần, nào có dễ dàng đối phó, vì vậy đám người này không muốn là người đầu tiên xông lên để những người phía sau được hưởng lợi. Nếu như đã đến đây rồi sao lại không vào? Cánh cửa biệt thự đột nhiên mở ra, Diệm bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lẽo. Đây là, đám người nghi ngờ nhìn hắn ta. Đây là Diệm, kẻ đứng thứ 5 trong hắc bảng. Đột nhiên có người nhận ra hắn ta rồi kêu lên. Kẻ thứ 5 trong hắc bảng. Khi những người khác nghe thấy hắc bảng, vẻ mặt của bọn họ liền thay đổi, bọn họ có chút kinh ngạc và e dè nhìn Diệm. Những người có thể lọt vào top 10 của hắc bảng đều là cao thủ hàng đầu trong giới hắc ám, hơn nữa hắn ta còn đứng ở vị trí thứ 5, điều này khó có thể tưởng tượng được. Diệm, sao anh lại ở đây? Anh và Tu La có quan hệ gì vậy? Một chiến binh giới hắc ám nhìn Diệm rồi tò mò hỏi. Tôi là người hầu của Tu La. Diệm nhàn nhạt đáp. Soạt. Nghe vậy, đám chiến binh có mặt ở đây đều kinh ngạc, bọn họ không thể ngờ rằng chiến binh đứng thứ 5 trong hắc bảng lại là người hầu của Tu La. Kẻ đứng thứ 5 trong hắc bảng lại đi làm người hầu cho kẻ khác, thật khiến người của hắc bảng mất hết mặt mũi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một tên đàn ông đầu chọc với thân hình cường tráng, làn da ngăm đen bước ra, trên tay có hơn 20 chiếc vòng thép, tản ra hơi thở cực kỳ nham hiểm. Kẻ thứ 3 trong hắc bảng Hắc Đà. Đám người lại kinh ngạc nhìn tên đàn ông này. Gã ta chính là Hắc Đà, kẻ đứng thứ 3 trong hắc bảng, gã ta đến từ một ngôi chùa cổ và tính cách cực kỳ tàn nhẫn. Hắc Đà. Không ngờ mày cũng tới, làm sao? Mày cũng muốn đối phó chủ nhân của tao à? Diệm lạnh lẽo nhìn Hắc Đà, nói. Hừ, chỉ là Tu La thôi. Ông ta thậm chí còn không có tên trong hắc bảng, có gì đáng sợ chứ? Hôm nay tao sẽ cho ông ta thấy sức mạnh thật sự của Hắc Đà này. Còn mày, cứ chết theo chủ nhân của mày đi. Hắc Đà lạnh lẽo hét lên, cơ thể toát ra tà khí vô cùng đáng sợ. Chỉ dựa vào một mình mày mà cũng muốn đối phó với chủ nhân, đúng là không biết tự lượng sức. Diệm khịt mũi khinh thường, phất tay một cái liền xuất hiện một quả cầu lửa đáng sợ bắn thẳng về phía Hắc Đà. Diệm chính là một thuật sĩ. Hắc Đà nhìn quả cầu lửa đang lao về phía mình, đôi mắt ngưng trọng rồi đấm ra ngoài. Khi gã ta đấm xuống, chiếc vòng thép trên tay gã ta liền phát ra tiếng keng, khiến sức mạnh cú đấm của gã ta càng thêm đáng sợ. Bùm! Hai đòn tấn công va chạm vào nhau tạo ra một tiếng động lớn. A! À, lập tức, Hắc Đà hét lên một tiếng, nắm đấm trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy. Rồi ngọn lửa lan nhanh lên cả người gã ta. A! À, Hắc Đà hét lên một tiếng đầy đau đớn, gã ta muốn thoát khỏi ngọn lửa, nhưng ngọn lửa lại giống như sâu bọ trên thân cây, không có cách nào dập tắt được. Cuối cùng, Hắc Đà bị ngọn lửa của Diệm nuốt chửng, thậm chí xương cốt của gã ta cũng bị đốt cháy. Xèo! Các chiến binh có mặt ở đó nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, trong mắt không nén được sự kinh ngạc. Bọn họ không ngờ rằng Diệm mạnh đến thế. Hắn ta người đứng thứ 5 trong hắc bảng lại có thể giết chết Hắc Đà người đứng thứ 3 trong hắc bảng trong nháy mắt, sức mạnh này thật khủng khiếp. Lúc này, những chiến binh hắc ám khác bị dọa sợ đến mức không dám hành động. Không ngờ rằng ngoài ngoại vực ra, trên thế giới này còn có vài cao thủ có thực lực lợi hại như vậy. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này, một đám người xuất hiện ở đây, tất cả đều mặc trang phục màu đen, trên đầu cũng đội một chiếc khăn đen. Toàn thân tràn ngập tà khí sắc lạnh. Người đàn ông dẫn đầu đám người này nhìn chằm chằm vào Diệp, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Các người đến từ ngoại vực, Diệp nhìn đám người này lạnh lùng nói. Điện Thiên Tôn của ngoại vực, người đàn ông nhàn nhạt đáp. Khi những người khác nghe thấy ba chữ Điện Thiên Tôn, ánh mắt của bọn họ đều không nén được sự sợ hãi đối với đám người đến từ điện này. Điện Thiên Tôn cũng là một thế lực hàng đầu cực kỳ mạnh ở ngoại vực. Tuy rằng địa vị thấp hơn Điện Thiên Thần một chút, nhưng dù vậy Điện Thiên Tôn này cũng đủ mạnh để tiêu diệt những thế lực cấp SSS của giới hắc ám trong nhanh mắt. Điện Thiên Tôn mấy người đến cũng thật nhanh. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Lại một đám người khác xuất hiện ở đây, đều mặc áo giáp màu đỏ, tản ra khí thế chiến đấu đáng sợ. Điện Chiến Hoàng mấy người thế mà cũng tới đây. Điện Chiến Hoàng không phải vẫn luôn coi thường liên minh với Điện Thiên Thần sao? Làm sao? Các người cũng muốn tới để ôm đùi Điện Thiên Thần à? Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu Điện Thiên Tôn nhìn đám người vừa tới rồi chế nhạo. Điện Chiến Hoàng,
lại là một thế lực hàng đầu khác đến từ ngoại vực. Đám người lại một lần nữa kinh ngạc. Điện Chiến Hoàng chúng ta mặc dù khinh thường liên minh với Điện Thiên Thần, nhưng chúng ta muốn xem người có thể khiến Điện Thiên Thần hao tâm tổn sức như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một người đàn ông có râu dẫn đầu Điện Chiến Hoàng hừ lạnh đáp. Lộc cộc lộc cộc. Tiếp theo đó lại có thêm một đám chiến binh từ ngoại vực xuất hiện ở đây. Bọn họ chính là người của Điện Tam Tinh, Điện Cuồng Thần và Điện Thiên Lang. Ba thế lực này cũng là những thế lực hàng đầu ở ngoại vực, cực kỳ cường đại. Ngoài ra, còn có hơn chục thế lực hạng hai ở ngoại vực cũng có mặt ở đây. Những thế lực này về cơ bản là muốn bắt được Tu La để lấy lòng Điện Thiên Thần. Trong nháy mắt, gần 7-8 ngàn chiến binh đến từ ngoại vực tập trung ở bên ngoài biệt thự. Lúc này, bầu không khí ở đây trở nên vô cùng u ám, dường như đông cứng lại. Quả nhiên có rất nhiều người đến. Huyết Phu, Vua Bắc Cực, Lôi Chiến, Natasha Romanoff và những người khác lần lượt xuất hiện, trong mắt bọn họ đều toát lên một tia lạnh lẽo. Tu La đâu, mau kêu ông ta ra ngoài. Người đàn ông mặc đồ đen đứng đầu Điện Thiên Tôn trực tiếp hét lên. Chỉ dựa vào đám các người mà cũng có tư cách gặp được chủ nhân sao? Lỗi Chiến khinh thường nói. Muốn chết. Sắc mặt người đàn ông mặc đồ đen tối sầm lại, tiến lên một bước, hướng về phía Lôi Chiến. Sốt. Huyết Phu vừa động, trong tay hắn ta liền xuất hiện một thanh huyết kiếm, đâm thẳng về phía chiến binh của Điện Thiên Tôn. Huyết kiếm trong tay hắn ta nhanh đến mức lóe lên như một tia sét đẫm máu. Sắc mặt người áo đen liền thay đổi, ông ta nhanh chóng lùi về phía sau, miễn cưỡng tránh được một nhát kiếm của Huyết Phu. Thế nhưng ông ta không ngừng bị Huyết Phu tấn công, buộc phải lui về phía sau. Chẳng lẽ hắn ta chính là sát thủ Huyết Phu, người đứng đầu bảng sát thủ? Những chiến binh của giới hắc ám nhìn thấy Huyết Phu đeo mặt nạ huyết sắc, liền đoán được thân phận của hắn ta. Nhìn kia, còn có quân đoàn Bắc Cực của Vua Bắc Cực, còn người kia chính là Lôi Chiến của Liên Minh Cuồng Chiến. Ngay cả Natasha Romanoff cũng đã xuất hiện. Chẳng lẽ những người này đều là người hầu của Tu La? Những chiến binh của giới hắc ám khi nhận ra thân phận của bọn họ, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Mày! Người đàn ông áo đen của Điện Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Huyết Phu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sốt! Huyết Phu lại tiếp tục ra tay với đối phương, hai người cứ thế đánh nhau rất ác liệt. Chỉ dựa vào sức lực của chúng mày, liệu có thể ngăn cản được tụi tao không? Tốt nhất chúng mày vẫn nên ngoan ngoãn thả tên hèn nhát Tu La đó ra ngoài. Hôm nay ông ta không thể trốn thoát được đâu. Lúc này, chiến binh dẫn đầu của Điện Cuồng Thần mạnh mẽ hét lên. Vút. Một giây tiếp theo, một luồng cực quang màu đen bắn ra, lập tức xuyên thấu qua cơ thể của tên cầm đầm Điện Cuồng Thần, không cho hắn ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Dâm. Thân thể của gã đàn ông trực tiếp ngã rầm xuống đất, chết không nhắm mắt, một đoạn kiếm màu đen đâm vào ngực hắn ta, chính là luồng cực quang màu đen vừa nãy. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả những người có mặt đều bị kinh hoàng. Diệp Phàm bước ra khỏi biệt thự, đi về phía thi thể của tên chiến binh Điện Cuồng Thần, nhẹ nhàng rút đoạn kiếm màu đen từ trong ngực đối phương ra, lạnh lẽo nói, kẻ nào sỉ nhục sư phụ của tao, giết. Mày, mày là đệ tử của Tu La. Những chiến binh khác ở ngoài vực kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Hôm nay các người đều phải chết, Diệp Phàm tàn nhẫn nói. Nói xong. Hắn lao ra vung đoạn kiếm màu đen lên. Phập phập phập. Trong nháy mắt, máu bắn văng tung tóe khắp nơi, xác chết ngã xuống chất đống dưới chân Diệp Phàm. Trong mắt người khác những chiến binh của các thế lực đến từ ngoại vực đều giống như ma quỷ, nhưng lại dễ dàng bị Diệp Phàm giết chết. Bọn họ thậm chí không thể né tránh được Diệp Phàm, vì vậy bọn họ lần lượt bị chém chết. Chưa đầy 3 phút, hàng ngàn chiến binh ngoại vực đã chết thảm trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm giống như một đồ tể thực sự, khiến người ta phải khiếp sợ. Rút, những chiến binh của ngoại vực nhao nhao hét lên, bọn đã hoàn toàn bị sức mạnh của Diệp Phàm dọa sợ. Hắn căn bản không phải người, mà là ác ma. Mặc dù đã có vô vàn kinh nghiệm chiến đấu ở ngoại vực nhưng so với Diệp Phàm, chẳng khác nào đang lấy trứng chọi đá. Đòn sát thủ của Diệp Phàm trực tiếp khiến đám người ngoài này mất đi ý chí chiến đấu, lần lượt bỏ chạy. Lúc này, Vua Bắc Cực, Ross, Ám Minh và những thủ hạ khác lao ra và bắt đầu bao vây, trấn áp nhóm người này. Rầm rập. Đột nhiên, có những tiếng bước chân vang dội truyền đến. Xa xa, xuất hiện một đám binh sĩ được trang bị đầy đủ súng ống,
dày đặc đến mức nhìn thoáng qua cũng có thể đoán có tới 3-4 vạn người. Những người này là quân đoàn được phái đến bởi những quốc gia muốn bắt giữ Tu La để lấy lòng Điện Thiên Thần. Tu La ở đâu? Một tổng tư lệnh đứng đằng trước đám quân đội này rồi trực tiếp hét lên. Chúng mày vẫn chưa đủ tư cách để gặp Tu La, Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Không nói, vậy thì chúng mày đều phải chết. Tổng tư lệnh của một nước khác lập tức hét lên. Kẻ nào dám động vào thiếu chủ? Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Lót chống gậy bước ra ngoài, lạnh lẽo nói. Tộc trưởng, Prophet. Mấy tổng tư lệnh của những quốc gia đó nhìn Lót với vẻ mặt kinh ngạc. Với tư cách là nhà tài phiệt hàng đầu ở thế giới phương Tây, ông ta đương nhiên không xa lạ gì với mấy tổng tư lệnh của những quốc gia này. Và bọn họ không bao giờ ngờ rằng nhà tài phiệt nắm trong tay tài sản hàng chục nghìn tỷ lại thực sự xuất hiện ở đây. Dù là tổng tư lệnh của một quốc gia nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với ông ta, bởi vì chỉ cần một cuộc điện thoại của đối phương cũng đủ khiến nền kinh tế nước họ sụp đổ trong chốc lát. Dám động thủ với thiếu chủ, mấy người thật sự đáng chết. Ra tay, Lót trực tiếp hét lên. Ông ta vừa dứt lời, những âm thanh vù vù đột nhiên vang lên từ không trung. Vô số máy bay trực thăng vũ trang bay qua, trên đó cũng được trang bị súng máy hạng nặng. Bằng bằng bằng. Giây tiếp theo, những khẩu súng máy này bắn điên cuồng vào quân đoàn do các quốc gia này cử đến. Binh lính các quốc gia này còn chưa kịp hành động, đã bị tấn công dồn dập. Dưới cuộc công kích khủng khiếp này, hàng vạn binh lính không có khả năng chống cự, chỉ có thể bị chấp nhận thua cuộc, máu cũng chảy thành sông. Cảnh tượng này khiến tất cả chiến binh ngoại vực và giới hắc ám cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Chưa đầy 10 phút, quân đoàn do các quốc gia này cử đến để đối phó Tu La đã bị xóa sổ hoàn toàn. Mặt đất ngổn ngang xác chết, máu tươi nhuộm đỏ cả đất. Thiếu chủ, có muốn? Để bọn họ rút lui đi. Lót đang muốn hỏi có cần tiêu diệt luôn đám chiến binh của ngoại vực và giới hắc ám hay không thì Diệp Phàm nói thẳng không cần. Đối với hắn, giữa những chiến binh với nhau thì nên giải quyết bằng nắm đấm chứ không phải bằng các vũ khí hạng nặng. Chẳng mấy chốc, tất cả trực thăng đều đã bay đi. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người còn lại. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay lần nữa, thì một giọng nói lạnh lùng khác lại vang lên. Tu La ở đâu? Ngay lập tức. Hàng ngàn người trong tay cầm vũ khí xuất hiện ở đây. Kẻ cầm đầu không ai khác chính là thiếu chủ Caster của Hắc Thiên Sứ, cơ thể hắn ta toát ra sát khí mạnh mẽ. Mày là ai? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Caster. Tao là Caster, thiếu chủ của Hắc Thiên Sứ. Caster lạnh lùng nói. Hắc Thiên Sứ. Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia lạnh lẽo, nói, các người quả nhiên cho tàn lại cháy. Một cho tàn lại cháy. Tiếp tục làm việc gì đó, thường chỉ những việc làm xấu. Tu La ở đâu, mau bảo ông ta cút ra đây. Năm đó ông ta đã diệt Hắc Thiên Sứ của tao, giết chết cha tao. Hôm nay tao sẽ khiến ông ta nợ máu phải giá bằng máu. Caster hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ dựa vào mày sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Mày là ai? Caster nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người chết không cần biết điều đó. Diệp Phàm nói xong liền đi giết đối phương. Lên, Caster hét lên, hàng ngàn người phía sau đều lao về phía Diệp Phàm. Phù phù, đám người Hắc Thiên Sứ làm sao có thể ngăn cản được Diệp Phàm, từng người đều lần lượt chết như ngả dạ. Diệp Phàm bước từng bước về phía Caster, tất cả thành viên của Hắc Thiên Sứ đứng trước mặt hắn đều đã chết thảm. Trong nháy mắt, hơn một nửa số thành viên Hắc Thiên Sứ do Caster mang đến đã bị giết, sắc mặt hắn ta cực kỳ khó coi. Lúc này, Huyết Phu và những người khác lao tới và giết chết những người còn lại của Hắc Thiên Sứ. Dưới sự tấn công của họ, hàng ngàn thành viên Hắc Thiên Sứ do Caster mang đến đều bị giết sạch. Mà Diệp Phàm đứng ở trước mặt Caster, vẻ mặt sát khí đằng đằng. Đối mặt với sát khí mạnh mẽ đến mức kinh người này của Diệp Phàm, Caster sợ hãi đến mức ngã gục xuống đất. Mày, mặt Caster tái nhợt và cơ thể không ngừng run rẩy. Năm đó tứ sư phụ của tao không diệt sạch chúng mày, nhưng hôm nay tao sẽ giết sạch toàn bộ Hắc Thiên Sứ. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hóa ra cậu là đệ tử của Tu La. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên. Một người đàn ông mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ quỷ màu tím xuất hiện, theo sau là hàng trăm người đàn ông mặc áo choàng đen và mặt nạ quỷ vàng. Đại nhân, cứu tôi! Caster nhìn đám người này như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức hét lên.
mấy người cũng là người của Hắc Thiên Sứ. Diệp Phàm nhìn đám người này, lạnh lùng hỏi. Hắc Thiên Sứ chỉ là một lực lượng dưới sự chỉ huy của chúng tôi là quân đoàn Sa Tăng. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu tím lạnh lùng đáp. Quân đoàn Sa Tăng. Diệp Phàm khẽ cau mày, hắn chưa từng nghe nói tới quân đoàn này. Khi Huyết Phu, Diệp, Vua Bắc Cực và những người khác nghe thấy bốn chữ quân đoàn Sa Tăng, vẻ mặt của bọn họ liền thay đổi, lộ ra một chút sợ hãi sâu sắc. Thiếu chủ, quân đoàn Sa Tăng là một trong những quân đoàn đáng sợ nhất trên thế giới. Những người trong quân đoàn của Sa Tăng đều tự gọi mình là ác quỷ, thủ lĩnh của quân đoàn Sa Tăng được mệnh danh là Đại Ma Vương và được các quốc gia trên thế giới liệt vào danh sách những người nguy hiểm nhất. Sức mạnh của quân đoàn Sa Tăng này thậm chí có thể sánh ngang với những thế lực hàng đầu của ngoại vực. Huyết Phu giải thích với Diệp Phàm. Lên! Nghe xong lời giải thích này, trong mắt Diệp Phàm chợt lóe. Nhóc con, nếu cậu là đệ tử của Tu La thì ắt hẳn cậu biết Tu La đang ở đâu. Chỉ cần nói cho tôi biết nơi ở của Tu La, tôi có thể cho cậu chết được toàn thây. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu tím nhìn Diệp Phàm hét lên, trong mắt tràn đầy sự quỷ dị khiến người ta rùng mình. Chỉ dựa vào mấy người cũng có tư cách xưng là ác quỷ sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào mới là ác quỷ thực sự. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Phập. Nói xong, hắn dùng một nhát kiếm giết chết Caster, sau đó lao về phía quân đoàn Sa Tăng. Người đàn ông đeo mặt nạ màu tím nhanh chóng ra tay, vung một thanh kiếm màu đen về phía Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm nhanh chóng dùng kiếm chặn lại, rồi chém đứt lưỡi kiếm sắc bén của đối phương, một kiếm chém đứt cánh tay của hắn ta. Phòng phập phồng phập. Diệp Phàm liên tiếp vung kiếm cắt đứt toàn bộ kinh mạch và đánh gãy xương cốt người đàn ông này, nhưng lại không giết chết hắn ta. Chiến binh của quân đoàn Sa Tăng trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt méo mó, đau đớn hét lên. Ý chí của hắn ta cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu đựng được loại đau đớn này. Bây giờ các người đã có thể trải nghiệm cái gì mới là thủ đoạn của ác quỷ thật sự. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Sau đó hắn lao thẳng về phía những thành viên còn lại của quân đoàn Sa Tăng, cắt đứt toàn bộ kinh mạch và đánh gãy xương của bọn họ, khiến bọn họ trở thành phế vật, nằm trên mặt đất la hét không ngừng. Giờ phút này Diệp Phàm còn tà ác hơn cả ma quỷ. Bộp, bộp, bộp. Đột nhiên có một tràng vỗ tay vang lên. Sau đó, một năng lượng vô hình bao trùm tất cả mọi người. Tất cả mọi người có mặt ở đó, kể cả Huyết Phu, Diệm và những người khác đều cứng đờ không thể cử động. Lúc này, không khí dường như đã hoàn toàn đóng băng. Diệp Phàm nhìn về phía trước, dưới ánh trăng có một bóng người từng bước đi về phía hắn. Dưới ánh trăng chiếu rọi, một bóng người đi về phía Diệp Phàm. Người này mặc áo choàng, vỗ tay. Nhìn chăm chú vào Diệp Phàm bằng vẻ mặt thưởng thức. Người ngày vừa xuất hiện, không khí nơi này đã hoàn toàn đông cứng. Mọi người đều có cảm giác tử vong mãnh liệt và hít thở không thông, như thể bị tử thần bóp chặt cổ. Không tệ, không tệ. Không ngờ rằng hiện giờ trên đời này lại ra đời một thiên tài yêu nghiệt như cậu, thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm vỗ tay, cười nói. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn chăm chú vào người này lạnh nhạt nói. Cậu có thể gọi tôi là bàn tay hắc ám. Ông ta nhìn Diệp Phàm nói. Bàn tay hắc ám. Diệp Phàm nghe thấy tên này thì cau mày. Ông ta vậy mà là bàn tay hắc ám. Bàn tay hắc ám thật sự đến. Giờ phút này, những cường giả của thế giới ngầm, cường giả ngoại vực và đám người Huyết Phu nghe thấy tên của người đàn ông này thì đều cảm thấy khó tin, trong lòng dâng lên một sự chấn động. Bàn tay hắc ám, đứng thứ 9 trong thần bảng. Sở dĩ người này được gọi là bàn tay hắc ám là vì tốc độ ra chiêu của ông ta cực nhanh, trong bóng tối không ai có thể nhìn rõ được ông ta ra tay. Những người muốn giết bàn tay hắc ám, chắc chắn đối phương sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ông ta ra tay. Chiến tích lớn nhất của bàn tay hắc ám là một người đã đột nhập vào hoàng cung của một quốc gia Bắc Âu nào đó, trong sự bao vây của mười mấy vạn đại quân. Ông ta đã tiêu diệt luôn hoàng cung đó và toàn bộ đội quân, mà bản thân ông ta không bị tổn hại gì. Trận chiến này làm bàn tay hắc ám thành danh, sau đó ông ta lại tiến vào ngoại vực và uy danh ngày càng hiển hách, cuối cùng đứng thứ 9 trong thần bảng. Nhân vật như vậy, dù xuất hiện ở đâu cũng đủ khiến người ta run rẩy sợ hãi, thậm chí có thể làm cho nguyên thủ một quốc gia phải quỳ xuống chào đón. Đêm nay,
vị cường giả đứng thứ 9 trong thần bảng lại xuất hiện ở đây. Mà mục tiêu của ông ta đương nhiên là Diệp Phàm. Giờ phút này, sau khi bàn tay hắc ám đứng thứ 9 trong thần bảng tự báo tên, trực tiếp làm cho những người trong thế giới ngầm và ngoại vực dâng lên một cảm giác sợ hãi cái chết mãnh liệt. Đây vẫn là lần đầu tiên họ chạm mặt trực tiếp với một cường giả trong thần bảng. Đối phương chỉ đứng ở đó đã làm cho họ có cảm giác như thấy được tử thần đang đến, toàn thân họ cứng đờ, không thể cử động. Ông cũng tới tìm tứ sư phụ tôi à? Diệp Phàm nhìn bàn tay hắc ám lạnh nhạt nói. Đúng là tôi tới tìm Tu La, không ngờ không gặp được Tu La lại gặp được đồ đệ hắn. Thiên phú của cậu không tệ. Nếu cậu đồng ý thần phục tôi có thể tha cho cậu một mạng. Bàn tay hắc ám nhìn Diệp Phàm nói thẳng. Thần phục ông có tư cách sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, đồng tử của những người khác ở đây đều co rúm lại, trong lòng run rẩy, bọn họ thầm nghĩ rằng người này quá điên rồ, dám nói những lời như vậy với một cường giả trong thần bảng. Đây quả thật là tự tìm đường chết. Ở trong mắt bọn họ, tuy Diệp Phàm đáng sợ nhưng cường giả trong thần bảng còn đáng sợ hơn. Nếu hai người này đánh nhau, người thắng chắc chắn sẽ là bàn tay hắc ám đứng thứ 9 trong thần bảng, Diệp Phàm vĩnh viễn không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chàng trai trẻ, cậu cũng kiêu ngạo lắm. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu xem tôi có đủ tư cách hay không. Bàn tay hắc ám lạnh nhạt nói. Ông ta nói xong, cả người tựa như dịch chuyển tức thời mà biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một bàn tay to đột nhiên xuất hiện từ không gian phía sau Diệp Phàm, hướng về phía hắn mà đánh, đây chính là bàn tay của bàn tay hắc ám. Một đòn này cực kỳ nhanh, từ lúc bàn tay hắc ám biến mất đến khi cái tay này xuất hiện chỉ mất một giây, bởi vậy có thể thấy được bàn tay hắc ám ra chiêu nhanh thế nào, trong bóng tối, mắt thường không thể thấy rõ được đòn tấn công của ông ta. Tốc độ của bàn tay hắc ám nhanh nhưng có người còn nhanh hơn ông ta. Khi bàn tay hắc ám vung tay phải lên đánh trúng Diệp Phàm, bóng dáng của đối phương tựa như bong bóng tan biến trong gió, hóa thành hư không. Tàn ảnh. Sắc mặt bàn tay hắc ám thay đổi, khiếp sợ nói. Bóng dáng vừa rồi của Diệp Phàm cũng không phải người thật của hắn, mà là tàn ảnh hắn để lại. Chỉ khi tốc độ di chuyển của một người đạt đến đỉnh, thì cơ thể của người đó mới biến mất nhưng bóng dáng của người đó vẫn còn, từ đó hình thành tàn ảnh. Muốn đạt tới tốc độ này là không thể nào. Vào lúc này, ngay cả bàn tay hắc ám vốn tự hào về tốc độ của mình cũng vô cùng khiếp sợ. Những người khác thấy Diệp Phàm tránh được một đòn của bàn tay hắc ám thì vô cùng chấn động. Đối mặt với cường giả trong thần bảng, làm sao một cường giả không thuộc thần bảng lại có thể sống được dưới một chiêu của đối phương? E là toàn thế giới và ngoại vực cũng không tìm được mấy người như vậy. Đối với cường giả trong thần bảng, nếu không thể dùng một chiêu giết chết cường giả không thuộc thần bảng thì đó là sỉ nhục đối với họ. Lúc này, sắc mặt của bàn tay hắc ám vô cùng khó coi. Tốc độ của ông không tệ, đáng tiếc còn phải luyện thêm. Người thật Diệp Phàm hiện ra nhìn bàn tay hắc ám lạnh nhạt nói. Bàn tay hắc ám lại đánh về phía Diệp Phàm. Lần này ông ta ra tay nhanh hơn, trong đêm tối, không ai có thể thấy rõ ông ta ra tay như thế nào. Chỉ có bản thân Diệp Phàm mới có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ đang đến gần. Lần này, Diệp Phàm không trốn nữa mà tập trung sức lực toàn thân, trực tiếp đấm một quyền ra ngoài. Giống. Một quyền này đấm ra thậm chí còn vang lên một tiếng rồng ngâm, tựa như rồng thật xuất kích, thế tới không thể đỡ điều này là do trong cơ thể hắn chứa sức mạnh của Long Tỷ. Trong nháy mắt, công kích của Diệp Phàm và bàn tay hắc ám va chạm mạnh mẽ, truyền ra một tiếng vang lớn kinh thiên. Mặt đất dưới chân họ trực tiếp bị sụp đổ, vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đất xung quanh họ. Những người khác ở đây đều bị đánh bay bởi năng lượng bùng phát từ đòn tấn công của họ, một đám người lần lượt ngã xuống đất hộc máu. Phốc! Dưới đòn này, bàn tay hắc ám lùi lại, nôn ra một ngụm máu, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm bằng ánh mắt khó tin. Cậu sao có thể? Bàn tay hắc ám vô cùng chấn động trước thực lực của Diệp Phàm. Những người khác thấy bàn tay hắc ám bị Diệp Phàm đánh bại, đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt cứng đờ. Kết quả này khiến họ cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả những người hầu của Tu La cũng chấn động đến mức không nói nên lời khi nhìn thấy điều này. Bàn tay hắc ám đứng thứ 9 trong thần bảng đấy. Đối với bọn họ, cường giả trong thần bảng là thần linh cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.
mà muốn đánh bại một vị cường giả trong thần bảng thì còn khó hơn lên trời. Cho đến nay, 10 cường giả trong thần bảng chưa từng bị ai đánh bại. Nhưng đêm nay, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Đường Đường là cường giả thứ 9 trong thần bảng lại bị đánh bại bởi một thiếu niên, một khi tin tức này được truyền ra, cả thế giới sẽ chấn động. Diệp Phàm nhìn bàn tay hắc ám, không hề nhiều lời mà lần nữa giết đối phương. Một quyền này vừa đấm ra, bàn tay hắc ám nhanh chóng vung tay chống cự, cơ thể bị đẩy lùi lại. Phút, bàn tay hắc ám trượt quỳ mấy chục mét, sắc mặt ông ta tái nhợt phun ra một ngụm máu. Lúc này, những người khác trợn tròn mắt khi thấy bàn tay hắc ám bị Diệp Phàm nghiền áp hoàn toàn, vẻ mặt trở nên hóa đá. Cậu, bàn tay hắc ám nhìn Diệp Phàm muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phàm lại tấn công lần nữa. Lập tức, bàn tay hắc ám chịu đựng vết thương đứng dậy, nhưng lần này ông ta không tiếp tục chiến đấu với Diệp Phàm mà quay người bỏ chạy. Bàn tay hắc ám đứng thứ 9 trong thần bảng, cứ như vậy mà chạy. Kết quả này không ai có thể ngờ tới. Chạy cũng nhanh lắm. Diệp Phàm thờ ơ nói, liếc mắt nhìn những người khác. Những người khác có mặt tại đây thấy ánh mắt của Diệp Phàm, trong lòng run lên, thậm chí không nói một lời vừa lăn vừa bỏ đi mất. Vị đệ tử của Tu La trước mắt này ngay cả cường giả trong thần bảng cũng đánh bại, nếu bọn họ còn không trốn, có lẽ họ sẽ chết không còn sót lại một chút cặn bã nào. Chỉ trong nháy mắt, những cường giả còn lại của thế giới ngầm và ngoại vực cũng lần lượt bỏ trốn. Giờ phút này, nơi này chỉ còn lại Diệp Phàm và đám người huyết phu. Mà đám người huyết phàm cũng khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Sao mọi người lại có vẻ mặt này? Diệp Phàm nhìn nhóm người này kinh ngạc nói. Thiếu chủ, cậu thật sự đánh bại được bàn tay hắc ám. Cậu đỉnh quá. Lỗi Chiến nhìn Diệp Phàm khen ngợi. Bàn tay hắc ám lợi hại lắm à, sao mọi người lại khiếp sợ như vậy? Diệp Phàm nói. Thiếu chủ, bàn tay hắc ám là người đứng thứ 9 trong thần bảng, trong mắt những người ở ngoại vực và thế giới ngầm ông ta là một tồn tại giống như thần, bất khả chiến bại, anh lại nghiền áp ông ta, người khác sao lại không khiếp sợ được chứ? Hắc quả phụ nhìn Diệp Phàm cảm thán nói. Thiếu chủ, anh quá lợi hại, so với chủ nhân còn lợi hại hơn. Ross khen ngợi nói. Đứng thứ 9 trong thần bảng, chẳng qua chỉ có vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Mà lời này của hắn làm đám người vua Bắc Cực, huyết phu, diễm, ám minh giật giật khóe miệng, trong lòng vô cùng kích thích. Người này thật đáng giận. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau trận chiến này, những người hầu của Tu La càng trở nên thần phục và trung thành hơn với Diệp Phàm. Mọi người truyền giúp tôi một tin. Lúc này, Diệp Phàm mở miệng nói. Thiếu chủ muốn truyền tin gì? Huyết phu hỏi. Lập tức, Diệp Phàm nói ra tin tức hắn muốn truyền đi. Đám người huyết phu lắp bắp kinh hãi nhưng cũng không nói gì thêm. Trong nháy mắt, mặt trăng tàn mặt trời mọc. Một ngày mới đã đến. Nhưng vào ngày này, một tin tức trực tiếp làm nổ tung toàn bộ thế giới và ngoại vực. Đêm qua, 5 thế lực đứng đầu ngoại vực và hơn 10 thế lực đứng thứ 2, cộng với một nhóm cường giả từ thế giới ngầm và mấy vạn quân đoàn, đã hợp lực bao vây Tu La. Nhưng đến mặt của Tu La họ còn chưa nhìn thấy thì đã bị đệ tử của Tu La đánh bại và chịu thương vong nặng nề. Tin tức này vừa truyền ra, tất nhiên đã gây ra chấn động cực lớn. 5 thế lực đứng đầu ngoại vực và 10 mấy thế lực đứng thứ 2 cùng nhau ra tay, nhưng ngay cả đệ tử của Tu La cũng không đối phó được, thật sự làm người ta khó mà tin được. Nhưng cái này còn chưa hết. Vị đệ tử Tu La này không chỉ quét sạch những cường giả của ngoại vực và thế giới ngầm, mà còn giết hàng trăm cường giả của quân đoàn Sa Tăng. Quân đoàn Sa Tăng được công nhận là quân đoàn đáng sợ nhất thế giới, cùng với 2 quân đoàn khác được mệnh danh là 3 quân đoàn đứng đầu thế giới, là một tồn tại không ai dám trêu chọc giống như Điện Thiên Thần vậy. Nhưng vị đệ tử Tu La này đã tiêu diệt hàng trăm người của quân đoàn Sa Tăng, điều này không thể không làm người ta chấn động. Nhưng điều gây chấn động và khó tin nhất là vị đệ tử Tu La này đã đánh bại bàn tay hắc ám đứng thứ 9 trong thần bang. Ngay khi tin tức đệ tử Tu La đánh bại bàn tay hắc ám truyền ra, cả thế giới đã hoàn toàn nổ tung, ngay cả ngoại vực cũng xôn xao. Hạng 9 trong thần bảng lại bị đệ tử của sát thần Tu La đánh bại. Sao có thể? Vô số người không thể tin được tin tức này. Tin tức này quá chấn động nên những người chưa tận mắt chứng kiến đều không thể tin được. Dù sao trong mắt bọn họ, những cường giả trong thần bảng đều là tồn tại thần thoại, hiện tại thần thoại đã bị phá vỡ. Những người này khó mà chấp nhận được.
Nhưng bất kể có ai tin những điều này hay không, đệ tử của sát thần Tu La này đã hoàn toàn trở nên nổi danh, có thể nói là nhất chiến thành danh, danh chấn thế giới. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc trước thực lực nghịch thiên của đệ tử Tu La thì hắn đột nhiên truyền ra một tin tức. Nội dung tin tức này là cảnh cáo Điện Thiên Thần, nếu họ dám đánh chủ ý lên Tu La lần nữa, hắn sẽ khiến thế giới không còn sự tồn tại của Điện Thiên Thần. Khi lời này của Diệp Phàm truyền đi, lại một lần nữa gây chấn động thế giới, thậm chí còn nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở ngoại vực. Đây hoàn toàn là một sự khiêu khích trắng trợn đối với Điện Thiên Thần. Đây cũng là lần đầu tiên có người dám khiêu khích Điện Thiên Thần như thế này. Mà tất cả thế lực đều bắt đầu mong chờ phản ứng của Điện Thiên Thần. Ngoại vực, Điện Thiên Thần. Không ngờ Tu La lại bồi dưỡng được một đệ tử thiên tài như vậy sau hơn 10 năm biến mất. Điện chủ Điện Thiên Thần lạnh nhạt nói. Điện chủ, tên đệ tử Tu La này quá kiêu ngạo, hắn đang khiêu khích uy quyền của Điện Thiên Thần chúng ta, nếu chúng ta không giết hắn, uy nghiêm của Điện Thiên Thần chúng ta sẽ ở đâu? Đúng vậy, tiểu tử này phải chết. Điện chủ, thuộc hạ đồng ý đi giết tiểu tử này. Lúc này, tất cả những cường giả của Điện Thiên Thần sôi nổi nói. Thằng nhãi này thậm chí còn đánh bại bàn tay hắc ám, các người có thể đối phó hắn sao? Điện chủ Điện Thiên Thần lạnh nhạt nói. Đám người này lập tức trầm mặc. Điện chủ, người này sao có thể đánh bại bàn tay hắc ám, tin tức này chắc chắn là giả, hoặc là hắn dùng thủ đoạn khác mới thắng được bàn tay hắc ám. Một cường giả của Điện Thiên Thần nói. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, tiểu tử này nếu có thể trấn áp được người của năm Điện Thiên Tôn, Chiến Hoàng, Tam Tinh, Cuồng Thần, Thiên Lang thì không thể khinh thường được. Đừng vội, người của năm điện kia còn muốn giết hắn hơn chúng ta. Ngồi trên núi xem hổ đấu không phải tốt hơn sao? Điện chủ Điện Thiên Thần cười lạnh, sau đó lạnh nhạt nói, các ngươi phái người theo dõi hắn, mục tiêu của ta không phải hắn, mà là Tu La sau lưng hắn. Vâng, nhóm người này sôi nổi gật đầu. Mà ở ngoại vực, tại bốn thế lực lớn đứng đầu Điện Thiên Tôn, Điện Tam Tinh, Điện Cuồng Thần và Điện Thiên Lang, điện chủ bốn điện cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ thân là thế lực đứng đầu ở ngoại vực chỉ đứng sau Điện Thiên Thần, sao họ có thể chấp nhận bị tát vào mặt như thế này chứ? Lập tức, bốn điện ra lệnh giết chết tên đệ tử Tu La này bằng mọi giá. Trong Điện Chiến Hoàng, điện chủ Điện Chiến Hoàng cũng không vội đối phó Diệp Phàm, mà nhẹ giọng nói, tuổi còn trẻ mà có được thực lực mạnh như vậy, thật thú vị. Các người phái người âm thầm theo dõi hắn. Cùng lúc đó, tại căn cứ của quân đội Sa Tăng, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ màu đen ngồi trên ngai vàng, đôi mắt dưới mặt nạ khiến người ta không rét mà run. Hắn ta là Sa Tăng, chủ nhân của quân đoàn Sa Tăng, được mệnh danh là Đại Ma Vương. Chủ nhân, tên đệ tử Tu La này chúng ta nên xử trí như thế nào? Một tên cấp cao của quân đoàn Sa Tăng quỳ gối trước mặt Sa Tăng dò hỏi. Bắt lấy hắn ta, bổn tọa muốn chơi với hắn một chút. Sa Tăng lạnh lẽo nói, tựa như âm thanh của ác ma khiến người ta run sợ tim đập nhanh. Lúc này, Diệp Phàm nhận được điện thoại từ nguyên soái Long Chiến Thiên của chiến bộ Long Quốc. Ông muốn tôi đến Vương quốc Anh lấy một món quốc bảo. Diệp Phàm cau mày. Đúng vậy, quốc báo này là một quốc báo cực kỳ quý giá đã bị thất lạc của Long Quốc, nó tượng trưng cho vinh quang của Long Quốc, lần này nó được đưa ra bán đấu giá, bên trên yêu cầu phải lấy được nó và vận chuyển về nước an toàn. Tôi biết cậu đã xuất ngoại nên tôi dự định giao việc này cho cậu. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này cậu sẽ có cống hiến to lớn, như vậy mấy lão già trong nội các sẽ không dám tùy tiện đụng vào cậu nữa. Long Chiến Thiên nói. Được, tôi biết rồi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn đã là người của chiến bộ, hắn không thể từ chối nhiệm vụ do Long Chiến Thiên sắp xếp. Huống chi hắn còn là người của Long Quốc. Đương nhiên sẽ không cho phép quốc bảo của nước mình bị người nước ngoài chiếm đoạt, đây là sự sỉ nhục đối với Long Quốc. Ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức đến Vương quốc Anh. Trong nội các của Long Quốc, Long Chiến Thiên giao nhiệm vụ này cho Diệp Phàm. Một trưởng lão nội các mở miệng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không chúng ta muốn đối phó hắn càng thêm khó khăn. Đúng vậy, phải diệt trừ tiểu tử này càng sớm càng tốt. Thừa dịp này để hắn vĩnh viễn không thể trở về Long Quốc đi. Mấy trưởng lão nội các sôi nổi nói. Sau khi nghị luận xong, họ liếc nhìn lão giả đang ngồi ở chủ. Cứ làm như vậy đi. Ánh mắt lão giả lóe lên, gật đầu.
thủ đô Vương quốc Anh, London, ngoài sân bay. Diệp Phàm bước ra ngoài, đi cùng hắn là ba người huyết phu, Diệm và Natasha Romanoff. Ba người này đều lẻ loi một mình nên đi theo Diệp Phàm, về phần những người khác, bọn họ đều có thế lực riêng phải xử lý nên không đi theo đến đây. Hơn nữa chỉ lấy một món quốc bảo mà thôi nên không cần nhiều người đi theo như vậy. Hôm nay, nữ minh tinh Tô Nhược Tuyết của Long Quốc sẽ ghé thăm cửa hàng thương hiệu LV ở thành phố này để tham gia sự kiện. Lúc này, một bản tin đang được phát trên màn hình LED ở sân bay. Người phụ nữ này cũng ở đây. Diệp Phàm nhìn tin tức khẽ cười. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Huyết phu hỏi Diệp Phàm. Mọi người đi tìm hiểu thông tin cụ thể về hội đấu giá quốc bảo này đi. Diệp Phàm phân phó. Ở hậu trường sự kiện nào đó của một thương hiệu LV ở London. Tô Nhược Tuyết vừa mới kết thúc sự kiện, cô đi vào phòng nghỉ ở hậu trường. Nhược Tuyết, lát nữa có tiệc tối em có muốn tham dự không? Hồ Cầm đến trước mặt Tô Nhược Tuyết nói. Chị Cầm, chị biết em ghét nhất là tham dự mấy bữa tiệc này mà, chị đi thay em đi. Tô Nhược Tuyết lắc đầu. Tiên sinh, đây là phòng nghỉ của nghệ sĩ, ngài không thể tùy tiện vào được. Lúc này, ngoài phòng nghỉ truyền đến tiếng ồn ào. Ngay lập tức, cửa phòng nghỉ bị mở ra, một nhóm người bước vào. Người cầm đầu là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, mặc quần áo sang quý, cả người toát lên khí chất quý tộc. Các người là ai? Hồ Cầm nhìn nhóm người này bất mãn nói. Vị này chính là đại thiếu gia Bảo Đức của gia tộc Mendes. Một người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh người thanh niên cao ngạo nói. Gia tộc Mendes. Hồ Cầm nghe thấy tên này thì sắc mặt thay đổi. Về gia tộc này, Hồ Cầm đương nhiên biết đây là hào môn đứng đầu của Vương quốc Anh với tài sản nghìn tỷ, sự kiện LV mà họ tham gia hôm nay là sản nghiệp của họ. Hóa ra là Bảo Đức thiếu gia, xin chào. Tôi là người đại diện của cô Tô Nhược Tuyết, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Hồ Cầm nhìn Bảo Đức cười nói. Cút ngay. Bảo Đức cao ngạo nói, hắn ta duỗi tay đẩy Hồ Cầm qua một bên. Này, NHH làm gì đấy? Tô Nhược Tuyết lập tức đứng lên, chỉ vào Bảo Đức mắng. Phụ nữ Long Quốc quả nhiên xinh đẹp, đúng là có phong tình. Bảo Đức không để ý tới lời trách mắng của Tô Nhược Tuyết, mà nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Trong mắt mang theo tà quang dày đặc. Anh nhìn cái gì? Tô Nhược Tuyết thấy ánh mắt đó của Bảo Đức, không vui nói. Tiểu thư xinh đẹp, không biết tối nay tôi có thể ăn tối với cô không? Bảo Đức nhìn Tô Nhược Tuyết nói thẳng. Không thể. Tô Nhược Tuyết không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Thấy Tô Nhược Tuyết từ chối như vậy, sắc mặt Bảo Đức trở nên khó coi. Người đàn ông mặc vest bên cạnh hắn ta lên tiếng, Tô tiểu thư. Thiếu gia của chúng tôi đã đưa ra lời mời, cô từ chối như vậy có phải là bất lịch sự không? Tôi không thể từ chối à? Tô Nhược Tuyết hừ lạnh nói. Ở Vương quốc Anh còn chưa có ai dám từ chối bổn thiếu. Cô là người đầu tiên dám từ chối bổn thiếu, có cá tính, như vậy bổn thiếu càng thích. Bảo Đức nhìn Tô Nhược Tuyết cười nói, người đâu, dẫn vị tiểu thư xinh đẹp này đi. Lúc này, hai bóng người mặc đồ đen đứng trước mặt Tô Nhược Tuyết. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Bảo Đức, bọn họ là hộ vệ của nhà họ Tô, đồng thời cũng là hai cao thủ huyền cảnh. Ai dám động vào tiểu thư, giết. Hai hộ vệ quát lên. Các người đang uy hiếp tôi. Sắc mặt Bảo Đức lạnh lẽo. Ngay lập tức, nhóm hộ vệ phía sau Bảo Đức rút súng ống ra, họng súng nhắm vào hai hộ vệ. Trong chớp mắt, hàng chục khẩu súng đã nhắm vào hai tên hộ vệ của nhà họ Tô. Lúc này, sắc mặt hai tên hộ vệ ngưng trọng, mặc dù họ có thực lực huyền cảnh nhưng họ hoàn toàn không thể ngăn cản được mấy chục khẩu súng, huống chi còn phải bảo vệ Tô Nhược Tuyết. Thiếu gia Bảo Đức bất giận. Chúng tôi. Lúc này, Hồ Cầm vội vàng đi lên khuyên Bảo Đức, nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết lời đã bị hắn ta tát ngã xuống đất. Chị Cầm. Tô Nhược Tuyết thấy Hồ Cầm bị đánh thì sắc mặt thay đổi, vội vàng đi qua. Mang người phụ nữ này đi. Ai dám ngăn cản thì giết không tha. Bảo Đức hét lên. Tiểu thư chúng tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô ở đế đô Long Quốc, các người muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Tô sao? Hai tên hộ vệ của nhà họ Tô hét lên với Bảo Đức. Nhà họ Tô, là cái há gì? Nơi này là Vương quốc Anh không phải Long Quốc của các người, Bảo Đức tôi chính là đại thiếu của Vương quốc Anh, phụ nữ Long Quốc được tôi coi trọng thì đó vinh hạnh của các người còn dám không đồng ý.
Bảo Đức cao ngạo khinh thường nói. Nghe được những lời cực kỳ nhục nhã này, Tô Nhược Tuyết trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, cô đang định nói gì đó thì bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng, một đế quốc đang suy tàn mà dám kiêu ngạo như vậy. Ai cho mày can đảm đó? Theo giọng nói này truyền đến, nhóm người đang chặn ở cửa của Bảo Đức bị một sức mạnh vô hình thổi bay, rơi xuống đất tan tác. Diệp Phàm hai tay đút túi quần đi vào. Tô Nhược Tuyết thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Mày là ai? Bảo Đức nhìn Diệp Phàm cau mày. Diệp Phàm tát hắn ta ngã xuống đất. Đám hộ vệ của Bảo Đức đang muốn ra tay chống lại Diệp Phàm, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị Diệp Phàm phóng ra uy áp áp chế, toàn bộ quỳ rạp xuống đất hộc máu. Mày! Bảo Đức nằm trên mặt đất phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Kết quả, Diệp Phàm lại đạp lên ngực hắn ta, khiến hắn ta hộc máu lần nữa. Mày tưởng đây là Vương quốc Anh mà bọn mày xưng bá thế giới 100 năm trước à? Hiện giờ Vương quốc Anh là thứ chó má gì, là ai cho mày can đảm coi thường Long quốc, sỉ nhục phụ nữ Long quốc vậy? Diệp Phàm nhìn Bảo Đức gần từng chữ, thanh âm như sấm, khiến cho tên đại thiếu quyền quý của Vương quốc Anh này không ngừng hộc máu. Mày, tao muốn giết mày! Bảo Đức gào lên với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không thèm nói nhảm, hắn một cước đá nát ngực hắn ta, lạnh lùng nói, kẻ sỉ nhục Long quốc, chết! Trái tim Bảo Đức trực tiếp nổ tung. Chết không nhắm mắt. Khi Bảo Đức bị giết, những tên thủ hạ của hắn ta đồng loạt ngây ra. Diệp Phàm liếc nhìn Tô Nhược Tuyết, cô đúng là ở đâu cũng có chuyện xảy ra mà. Cảm ơn anh. Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là đặc biệt tới tìm tôi? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm kích động nói, trong mắt có chút mong chờ. Tôi có việc đến London, vừa lúc biết cô ở đây nên đến xem. Diệp Phàm cong môi. Ồ! Nghe thấy Diệp Phàm không phải đặc biệt tới tìm mình, trong mắt Tô Nhược Tuyết lộ ra vẻ thất vọng. Mày giết thiếu gia tộc Mendes sẽ không bỏ qua cho mày. Lúc này, người đàn ông mặc vest hét lên với Diệp Phàm. Vậy để họ đến tìm tôi đi. Diệp Phàm thờ ơ nói. Ngay sau đó, Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết, Hồ Cầm và hai hộ vệ rời khỏi nơi này. Hôm nay cảm ơn anh. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm nói cảm ơn. Dù sao thì cô cũng là người phát ngôn của nhà họ Đường, hơn nữa tên kia dám sỉ nhục Long quốc, tôi đương nhiên không thể buông tha cho hắn ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tên kia chính là đại thiếu của gia tộc Mendes lại là hào môn đứng đầu có quyền thế ngập trời ở Vương quốc Anh. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên lập tức về Long quốc thôi, nếu không một khi gia tộc Mendes phát hiện thiếu gia nhà bọn họ bị giết, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hồ Cầm trầm trọng nói. Anh có đi với chúng tôi không? Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm hỏi. Tôi còn có việc phải xử lý, các cô đi đi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Một mình anh có ổn không? Lỡ như... Tô Nhược Tuyết lo lắng nhìn Diệp Phàm, hắn nói, không ai có thể làm tôi bị thương. Vậy anh phải cẩn thận. Sau khi Tô Nhược Tuyết dặn dò Diệp Phàm một lần nữa thì rời đi với Hồ Cầm, chuẩn bị về Long Quốc. Sau đó, Diệp Phàm đến một biệt thự ở London. Ba người huyết phu, Natasha Romanoff, Diệp đều ở đây. Biệt thự này từ đâu ra đấy? Của tên Ross kia à? Diệp Phàm nói. Biệt thự họ ở đêm qua là do Ross sắp xếp. Thiếu chủ, đây là nhà ở London của tôi. Natasha Romanoff nói với Diệp Phàm. Giá căn biệt thự này không thấp đúng không? Làm sát thủ có giá vậy sao? Ngày mai tôi cũng làm. Diệp Phàm nói đùa. Nếu thiếu chủ trở thành sát thủ, vậy thì cái tên vua sát thủ của huyết phu phải nhường cho anh rồi, không chừng ngay cả cơm chúng tôi cũng không có mà ăn. Natasha Romanoff cười quyến rũ. Đúng rồi, việc tôi nhờ mọi người đã tra được chưa? Diệp Phàm hỏi. Thiếu chủ, tôi điều tra được đêm nay hội đấu giá quốc tế sẽ được tổ chức tại cao ốc St. Peter ở London, mà người tổ chức là gia tộc Thánh La, gia tộc quyền lực nhất Vương quốc Anh. Quốc bảo Long quốc bị thất lạc năm đó bị gia tộc Thánh La lấy được. Tối nay bọn họ sẽ bán đấu giá bảo vật này. Huyết phu nói từng cái một. Quốc bảo này gì đây? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hà Đồ Lạc Thư. Huyết phu nói. Hà Đồ Lạc Thư. Ánh mắt Diệp Phàm lóe lên. Nghe nói Hà Đồ Lạc Thư đại biểu cho nguồn gốc của người Long Quốc, trong đó ghi chép lại rất nhiều điều bí mật của Long Quốc, vô cùng trân quý. Huyết phu giải thích. Thiếu chủ, cậu định lấy Hà Đồ Lạc Thư sao? Natasha Romanoff hỏi.
Nếu Hà Đồ Lạc Thư đã là bảo vật của Long Quốc, sao có thể để rơi vào tay người ngoài? Diệp Phàm lạnh giọng đáp. Nghe nói đêm nay sẽ có vô số hào môn tài phiệt tới đây, thậm chí những nước khác cũng sẽ phái người tới, tất cả đều muốn đoạt lấy Hà Đồ Lạc Thư, xem ra tối nay thiếu chủ muốn có được Hà Đồ Lạc Thư thì sẽ rất tốn kém. Natasha Romanoff cười nói. Tôi lấy lại đồ của nước mình, còn cần phải dùng tiền. Diệp Phàm bĩu môi. Lẽ nào, thiếu chủ định. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Natasha Romanoff giật mình. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Những chiếc xe hơi sang trọng đã tập trung bên ngoài cao ốc St. Peter. Vô số những nhân vật quyền quý thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu của Anh Quốc bước xuống rồi đi vào tòa nhà, trong đó cũng có rất nhiều người thuộc gia đình tài phiệt, tới từ khắp các quốc gia lớn ở Bắc Âu, tất cả bọn họ đều tới tham gia buổi đấu giá lần này. Sau đó Diệp Phàm cũng dẫn theo ba người huyết phu tới nơi này. Xin xuất trình thư mời. Trước cửa cao ốc, vài người đàn ông ngoại quốc mặc Âu phục màu đen, mang theo găng tay màu trắng ngăn cản đám Diệp Phàm. Còn cần thư mời. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Không có thư mời thì không được vào. Người đàn ông ngoại quốc kia nói. Đây. Ngay sau đó, Natasha Romanoff lấy ra bốn tấm thư mời, bọn họ thuận lợi vào bên trong. Đi thẳng tới tầng cao nhất của tòa cao ốc, buổi đấu giá quốc tế sẽ được tổ chức ở đây. Lúc này, các VIP đã tụ tập ở đây, trai xinh gái đẹp người nước ngoài đều tập trung tại nơi này, nâng ly ăn uống linh đình. Buổi đấu giá này cũng không giống như là một buổi đấu giá chính thức, mà giống như một buổi tiệc rượu. Sao lại có người Long Quốc ở đây? Hội đấu giá cao cấp như thế này lại cho phép thứ thấp hèn như Long Quốc vào. Nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Phàm, rất nhiều quyền quý Anh Quốc đều không vừa lòng. Đối với giới quyền quý của các quốc gia phương Tây mà nói, bọn họ vẫn luôn xem thường các nước phương Đông, nhất là Long Quốc, từ đầu đến cuối đều không xem Long Quốc ra gì. Cho dù năm đó liên quân năm nước bị Long Quốc gây thiệt hại nặng nề, nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ của những người này đối với Long Quốc. Trong mắt bọn họ, người Long Quốc đều thấp kém, không xứng đáng đứng chung, hít thở cùng một bầu không khí với họ. Danh con, ai cho phép mày vào đây? Một gã đàn ông tóc vàng, kiêu ngạo đi về phía Diệp Phàm. Liên quan gì tới mày? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, không khách khí nói. Tao.tao nói cho mày biết, tối nay ở đây đều là những người có thân phận của Anh Quốc và các nước Bắc Âu, địa vị quyền quý, một người Long Quốc như ngươi không có tư cách xuất hiện ở đây. Mau mau cút ra ngoài, nếu không. Gã tóc vàng nghe Diệp Phàm nói vậy thì tức giận quát. Chỉ là, hắn ta chưa kịp nói xong thì đã bị Diệp Phàm tát bay ra ngoài. Ồn ào. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khi Diệp Phàm ra tay trước mặt tất cả mọi người, giới quyền quý có mặt ở đây đều kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ không ngờ, người Long Quốc này lại dám ra tay đánh người giữa đám đông, đúng là ngông cuồng. Khốn kiếp. Mày dám đánh tao? Người đâu, bắt tên Long Quốc thấp hèn này lại. Gã đàn ông tóc vàng bị Diệp Phàm đánh che mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Lúc này, bảo vệ của buổi đấu giá nhanh chóng chạy tới, người đi đầu nhìn Diệp Phàm, bắt lại. Ai dám bắt anh ta thử xem? Lúc này, khi ba người huyết phu chuẩn bị ra tay thì Ross xuất hiện. Hoàng tử Ross. Mọi người ở đây nhìn thấy Ross thì rất ngạc nhiên. Là hoàng tử nước Phần Lan, Ross rất nổi tiếng ở khu vực Bắc Âu, đa số giới quyền quý có mặt ở đây đều biết hắn. Tham kiến điện hạ. Nhân viên bảo vệ dẫn đầu cung kính gọi Ross. Bốp. Ross trực tiếp cho người nhân viên bảo vệ một cái tát, mắt chó của mày mù à mà dám bắt anh ấy. Nhân viên bảo vệ kia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Những người có mặt đều đang bàn tán sôi nổi, suy đoán thân phận của Diệp Phàm, lại khiến cho hoàng tử nước Phần Lan bảo vệ như vậy. Sau đó ánh mắt Ross nhìn về phía gã đàn ông tóc vàng kia, đi tới trước mặt đối phương, nói, là anh muốn đuổi cậu ấy đúng không? Hoàng tử Ross, tôi. Gã đàn ông tóc vàng run rẩy nhìn Ross. Người đâu, ném tên này ra ngoài. Ross trực tiếp hô lên. Lúc này, người Ross mang chuẩn bị ném gã tóc vàng này ra ngoài. Ross, nơi này là nước Anh, không phải nước Pháp các người, cậu làm vậy có phải có hơi quá không? Đột nhiên. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh niên mặc áo đuôi tôm, khuôn mặt trắng nõn, tóc vàng, mắt xanh tràn đầy khí thế bước vào, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy chính là người mà Diệp Phàm gặp được ở quán ba đêm hôm đó,
ngài á. Bá tước Bá Luân. Mọi người nhìn thấy vị thanh niên này nhao nhao gọi tên, trên mặt mang theo vẻ kính trọng. Thanh niên này chính là Bá tước Bá Luân, người có thân phận tôn quý nhất trong thế hệ trẻ của Anh quốc. Bá Luân. Sao nào, tôi dạy dỗ người khác, cậu cũng muốn quản. Ross kiêu ngạo nhìn về phía người thanh niên. Anh ta là người của tôi, đương nhiên là phải quản. Người thanh niên kia đáp. Vậy nếu tôi nhất quyết phải dạy dỗ anh ta thì sao? Ross lạnh lùng nói. Anh có thể thử xem. Tôi cũng không ngại khiến cho phần lan ít đi một vị hoàng tử. Bá Luân đáp với vẻ mặt lạnh thản nhiên. Cậu! Ross lạnh lùng nhìn đối phương. Hôm nay cho dù anh có chết ở đây, nước phần lan cũng không dám nói gì. Bá Luân kiêu ngạo nói, không thèm xem vị hoàng tử Ross này ra gì. Ăn nói cũng lớn lối thật. Diệp Phàm nhìn Bá Luân, khẽ mỉm cười. Người của Long Quốc, ai cho phép anh ta vào đây? Người đâu, đuổi ra ngoài. Bá Luân lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Phàm. Khoan đã. Đột nhiên, ngải á lên tiếng. Công chúa, có vấn đề gì sao? Bá Luân nhìn sang ngải á. Anh ta cũng đâu có phạm lỗi gì, sao phải đuổi ra ngoài? Ngải á không vừa ý. Anh ta là người Long Quốc, không có tư cách xuất hiện ở đây. Bá Luân hờ hững rồi quay sang nhìn ngải á, công chúa quen biết hắn. Đúng vậy, cậu ấy là bạn của tôi. Ngải á nói. Bá Luân nhướng mày, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Diệp Phàm. Lúc này, một đoàn người đi tới, dẫn đầu là một lão giả uy nghiêm, hơi thở tản ra từ người này mang lại một cảm giác vô cùng áp bách. Thánh La tộc trưởng. Đám đông nhìn vị lão giả này thì nhao nhao hô lên. Người này chính là tộc trưởng gia tộc Thánh La đệ nhất hào môn nước Anh. Bá tước Bá Luân, công chúa ngải á, hoan nghênh các vị đến tham gia buổi đấu giá đêm nay. Sự có mặt của các vị chính là vinh hạnh của gia tộc Thánh La. Thánh La tộc trưởng đi tới trước mặt Bá Luân và ngải á cung kính nói. Thánh La tộc trưởng khách khí. Ngải á hơi cúi người đáp. Thánh La tộc trưởng, tôi không muốn nhìn thấy người này ở đây. Bá Luân đưa mắt về phía Diệp Phàm. Thánh La tộc trưởng cũng nhìn sang Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị, cậu là người Long Quốc. Đúng vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu tới đây vì Hà Đồ Lạc Thư. Thánh La tộc trưởng lên tiếng hỏi. Không sai. Giao Hà Đồ Lạc Thư ra. Diệp Phàm nói thẳng. Tiên sinh muốn Hà Đồ Lạc Thư, vậy chờ đêm hội bắt đầu, cậu có thể đấu giá. Thánh La tộc trưởng thản nhiên đáp. Tôi cũng không có ý định đấu giá. Diệp Phàm hờ hững. Ý của cậu đây là gì? Thánh La tộc trưởng nhướng mày. Hà Đồ Lạc Thư chính là chi vật của Long Quốc ta, bị các người đám ngoại tộc các người cướp đi. Hôm nay tôi muốn đem vật trả về nguyên chủ, ông còn đòi tôi bỏ tiền ra mua. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Ánh mắt Thánh La tộc trưởng ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vậy cậu định cướp sao? Không, cướp bóc quá dã man, vậy chẳng phải là tổn hại hình tượng của Long Quốc sao? Diệp Phàm lắc đầu, hắn nhìn Thánh La tộc trưởng, ông có thể chủ động tặng Hà Đồ Lạc Thư tặng cho tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Phàm như nhìn một kẻ ngốc, thầm nghĩ đầu óc người này có phải bị cửa kẹp rồi không, lại bảo Thánh La tộc trưởng chủ động tặng món chân bảo cho hắn. Hắn nghĩ mình là ai? Cho dù là nữ hoàng nước Anh cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Thánh La tộc trưởng cười lạnh, tiên sinh, cậu đang nói đùa sao? Tôi không đùa. Nếu ông bằng lòng chủ động tặng Hà Đồ Lạc Thư cho tôi, tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì, nhưng ông nếu không bằng lòng, vậy. Diệp Phàm thản nhiên nói. Vậy thì sao? Thánh La tộc trưởng tò mò hỏi. Vậy sợ là ông sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Diệp Phàm thẳng thắn đáp. Diệp Phàm vừa dứt lời, hiện trường buổi đấu giá vang lên những tiếng xôn xao đầy khiếp sợ. Các nhân vật quyền quý của giới thượng lưu Anh quốc đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt ngạc nhiên. Người này dám công khai uy hiếp tộc trưởng gia tộc Thánh La đệ nhất hào môn Anh quốc. Lá gan này cũng lớn quá đi. Gia tộc giàu có nhất Anh quốc, sản nghiệp và thế lực của Thánh La trải rộng khắp nơi, khống chế hơn một nửa thị trường kinh tế của đất nước này. Cho dù là nữ vương của Anh quốc và thủ tướng gặp Thánh La tộc trưởng cũng phải kính nể ba phần. Vậy mà hôm nay lại có người dám uy hiếp Thánh La tộc trưởng trước mặt tất cả mọi người, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong lịch sử. Ai nấy đều nhìn Diệp Phàm, bọn họ cảm thấy người này điên rồi.
dám nói ra những lời như vậy, chẳng khác nào đang tìm chết hay sao? Để tôi không thấy được mặt trời ngày mai. Người Long Quốc các người đúng là rất cuồng. Tôi lại muốn xem thử, cậu khiến tôi không thấy được mặt trời ngày mai bằng cách nào. Thánh La tộc trưởng nghe được lời uy hiếp của Diệp Phàm, ông ta không giận mà cười. Ông muốn chết, tôi có thể thành toàn cho ông. Diệp Phàm bĩu môi. Dứt lời, hắn đi về phía đối phương. Phụt phụt phụt. Lúc này mấy chục hộ vệ của Thánh La tộc trưởng vọt ra, súng ống trong tay nhắm thẳng Diệp Phàm, bảo vệ Thánh La tộc trưởng ở phía sau. Tôi không thích bị người khác chĩa súng vào đầu. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Phụt phụt phụt. Trong nháy mắt, 10 bóng người ngột xông ra, giết về phía đám hộ vệ. Phụt phụt phụt. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy chục hộ vệ tinh nhuệ của Thánh La gia tộc chưa kịp phản ứng đã bị giết toàn bộ. 10 người này chính là thập đại cao thủ của ảnh bộ ẩn núp trong bóng tối. Khi mấy chục vị hộ vệ này bị giết, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Thánh La tộc trưởng thì vô cùng bình tĩnh, không hổ là người đứng đầu gia tộc giàu có nhất Anh Quốc. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía đối phương. Người trẻ tuổi, xem ra là tôi coi thường cậu rồi. Nhưng nơi này là Anh Quốc, không phải Long Quốc các người. Đây không phải nơi cho cậu làm càn. Thánh La tộc trưởng nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Phút, 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 phút. Lúc này, đột nhiên xuất hiện 4 người đứng ở trước mặt Thánh La. Nhìn chằm chằm thập đại cao thủ của ảnh bộ. 4 người này ăn mặc khác nhau, cầm trong tay các loại vũ khí, trên người tản ra khí tức khủng bố. Đây không phải là khoái đao vương đứng thứ 12 trong hắc bảng sao? Còn có minh quỷ thứ 8 hắc bảng. Hai vị kia là ảnh sát đứng thứ 6 bảng sát thủ và quỷ đồ đứng thứ 8 bảng sát thủ. 4 người vừa xuất hiện, không ít người ở đây đã nhận ra thân phận của đối phương. Ai nấy đều trở nên khiếp sợ. Hai vị cường giả đứng đầu hắc bảng cộng thêm 2 sát thủ đứng hàng top 10 bảng sát thủ, đội hình này có thể nói là vô cùng mạnh. Chỉ cần 4 người này cũng đủ để tiêu diệt một tổ chức cấp S. Không hổ gia tộc giàu có bậc nhất Anh Quốc đệ, mời được 4 vị cao thủ đứng đầu phải tốn biết bao nhiêu tiền đây. Đám quyền quý thi nhau cảm khái. Với thân phận của 4 người họ, nếu không có mấy tỷ thì đừng mơ mà mời được. Giết bọn họ. Thánh La tộc trưởng chỉ vào đám người Diệp Phàm rồi ra lệnh. Đối phó mấy tên tôm tép này, một mình tôi là đủ rồi. Khoái đao vương xếp thứ 12 hắc bảng hừ lạnh, hắn cầm trong tay một thanh trường đao, nhanh chóng chém về phía thập đại cao thủ ảnh bộ. Thanh đao của hắn nhanh như tia chớp, giống như tia ánh sáng bạc vụt qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng thập đại cao thủ của ảnh bộ còn nhanh hơn. Quỷ cốc bát bộ. Ảnh bộ tu luyện đều là các loại thủ pháp ẩn nấp, ám sát. Bởi vậy tốc độ ra tay của bọn họ cực nhanh, khiến cho kẻ địch không cách nào né tránh. Phụt phụt phụt. Thập đại cao thủ ra tay cùng một lúc, chớp mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, tiếng máu tươi bắn tung tóe vang lên. Trên người khoái đao vương toàn là vết máu, cơ thể bị chém thành 10 mấy khúc, rơi lả tả đầy đất. A, à, thấy cảnh tượng như vậy. Những người có mặt ở đây phải hít sâu một hơi, ai nấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Gương mặt của Thánh La tộc trưởng cũng thay đổi, còn lại cao thủ hắc bảng minh quỷ và 2 gã nằm trong top 10 bảng sát thủ cũng khựng lại. Tất cả lên hết đi, ai giết bọn họ sẽ được 3 tỷ. Thánh La tộc trưởng âm trầm quát. Nghe thấy con số 3 tỷ, những người khác đều âm thầm giật mình, không hổ là gia tộc giàu có nhất Anh Quốc, đúng là có tiền. Xoẹt xoẹt xoẹt. Phần thưởng lớn thì phải có dũng sĩ. Thánh La tộc trưởng vừa dứt lời, 3 đại cao thủ trực tiếp xông ra. A! À, Diệm bước ra, hắn vung tay lên đánh ra một ngọn lửa, nuốt trọn lấy minh quỷ. Minh quỷ kêu gào thảm thiết, hóa thành hư vô tại chỗ. Phụt, phụt. Huyết Phu và Natasha Romanov ra tay cùng lúc, đánh một chiêu chí mạng về phía 2 gã xếp thứ 6 và thứ 8 của bảng sát thủ. Tứ đại cao thủ mà Thánh La tộc trưởng bỏ ra giá cao mời tới đã bị người ta giết chết chỉ trong giây lát. Rốt cuộc các người là ai? Lúc này, Thánh La tộc trưởng nhìn đám người Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Đứng thứ 5 hắc bảng, Diệp. Xếp thứ nhất bảng sát thủ Huyết Phu. Đứng thứ 3 trong bảng sát thủ Natasha Romanov. Diệp, Huyết Đồ, Natasha Romanov báo tên. Nghe xong màn giới thiệu của 3 người. Ai nấy đều khiếp sợ. Bọn họ mở to mắt nhìn chăm chú vào 3 người.
xếp nhất bảng sát thủ. Thứ năm hắc bảng, đứng thứ ba trong bảng sát thủ. Lai lịch của ba người này cũng quá đáng sợ, mạnh hơn mấy cấp bậc so với cao thủ Thánh La tộc trưởng mới tới, chẳng trách lại giết chết được bốn người kia chỉ trong nháy mắt. Thánh La tộc trưởng biết được thân phận của ba người này thì nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ông còn chiêu gì nữa không? Nếu không có thì giao Hà Đồ Lạc Thư ra đây, không thì ông sẽ chẳng thấy được mặt trời ngày mai đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Thánh La tộc trưởng. Nơi này là Anh Quốc, chưa tới phiên một người Long Quốc như cậu diễu võ dương oai. Lúc này, Bá Luân đi tới lớn tiếng quát. Bá tước Bá Luân, xin ra tay trợ giúp. Thánh La tộc trưởng nhìn Bá Luân nói. Rõ ràng thân phận của Bá Luân này cũng không tầm thường, nếu không thì vị Thánh La tộc trưởng này cũng sẽ chẳng nhờ đối phương ra tay giúp đỡ. Yên tâm đi, Thánh La tộc trưởng, ông là người Anh Quốc, nơi này, không ai có thể động đến ông. Bá Luân kiêu ngạo tự tin nói. Xen vào việc của người khác, chết. Diệp Phàm không khách khí, trực tiếp ra lệnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ánh mắt huyết phu, diễm, Natasha Romanoff nhìn chằm chằm Bá Luân, chuẩn bị ra tay. Các người dám động tới tôi. Các người có biết tôi là ai không? Bá Luân khinh thường nhìn ba người, dáng vẻ cao cao tại thượng không xem ai ra gì, khinh thường cả cường giả đứng đầu hắc bảng và sát thủ. Bá tước Bá Luân, con trai duy nhất của công tước Bơn tộc Brat, một trong 13 thị tộc huyết tộc, hắn thuộc những thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của tộc Brat. Natasha Romanoff nhìn Bá Luân nói. Nếu đã biết thân phận, các người còn dám đối địch với tôi. Lá gan của mấy người đúng là không nhỏ. Bá Luân lạnh lùng quát. Hóa ra là người của huyết tộc. Diệp Phàm cười lạnh nhìn Bá Luân. Vì huyết cơ nên Diệp Phàm cũng có chút hiểu biết về huyết tộc. Huyết tộc không phải là một gia tộc mà chia thành 13 thị tộc, tương đương với 13 gia tộc, hợp thể của bọn họ được xưng là huyết tộc. 13 thị tộc này có truyền thừa hơn nghìn năm, thế lực trải rộng khắp phương Tây, thậm chí nhiều quốc gia đã bị bọn họ khống chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những nhân vật quyền quý đang có mặt ở đây lại kính trọng Bá Luân như vậy, dù sao thì sau lưng của hắn ta cũng là huyết tộc. Anh Quốc chính là nơi khởi nguồn của huyết tộc, ở đây huyết tộc sẽ có được quyền lợi tuyệt đối, do dù là nữ vương hay thủ tướng của Anh Quốc thì cũng không dám đối địch với huyết tộc. Huyết tộc có quy tắc phân biệt cấp bậc rất nghiêm khắc, từ thấp tới cao là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, lãnh chúa, trưởng lão, thân vương và huyết hoàng thống trị cả huyết tộc. Cấp bậc đại biểu cho thực lực và địa vị của người này ở huyết tộc. Bá Luân là bá tước, cấp bậc này cũng được xem là cao ở trong huyết tộc, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém. Cha hắn lại là công tước, khiến cho thân phận hắn càng thêm tôn quý. Ở huyết tộc, cấp bậc cao hơn công tước sẽ không dễ dàng lộ mặt, bọn họ đều tĩnh tâm tu luyện. Bởi vậy trong 13 thị tộc, phần lớn mọi chuyện đều do công tước phụ trách, ở thế giới phương Tây, công tước giống như vua của một nước. Bọn họ có thể điều động đội quân của huyết tộc, vô cùng đáng sợ. Bá Luân là bá tước, hơn nữa lại là con trai của công tước, đương nhiên là coi trời bằng vung. Hắn căn bản không xem đám cao thủ hắc bảng và bảng sát thủ ra gì. Huyết tộc thì sao? Kẻ địch của thiếu chủ đều phải chết. Huyết phu nhìn Bá Luân với vẻ mặt đầy sát khí. Vẻ mặt Bá Luân trầm xuống, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, thân thể khẽ động, Bá Luân lao nhanh về phía huyết phu. Vùng móng chộp về phía đối phương. Khi Bá Luân ra tay, một luồng khí tức khủng bố cũng tản ra, bao trùm lấy huyết phu. Thực lực bộc phát vô cùng khủng bố, dựa theo cấp bậc phân chia thực lực của giới võ giả ở Long Quốc, đối phương đã đạt tới thiên cảnh. Không đợi huyết phu ra tay, Diệp Phàm đã đạp một cước tới. Hắn giơ chân đạp bay Bá Luân ra ngoài, khiến hắn ta đập xuống nền đất rồi nôn ra máu. Nhìn xem. Đường đường là thiên tài của huyết tộc, cứ như vậy mà bị đạp bay, dáng vẻ chật vật đến khó coi. Tất cả mọi người như ngây ra. Mày! Bá Luân nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Huyết tộc thì ngon lắm à? Diệp Phàm đi về phía Bá Luân, hắn lại đạp thêm một cái, lần này đối phương bị đạp đập lên tường, không ngừng hộc máu. Tao phải giết chết mày! Bá Luân giận dữ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, cơ thể hắn phình lên, áo đuôi tôm dần nứt ra, một đôi cánh màu máu mọc ra từ sau lưng, móng tay cũng mọc dài, miệng hắn lộ ra răng nanh, tóc chuyển thành màu hoa dâm. Hắn trực tiếp thi triển bản thể của huyết tộc, đi cùng bản thể là khí tức vô cùng khủng bố,
mạnh gấp mười mấy lần so với vừa rồi. Người thuộc huyết tộc, một khi thi triển bản thể, thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, những đại lão quyền quý, công tử tiểu thư nhìn thấy bản thể của Bá Luân thì đều bị dọa sợ. Nhân loại ti tiện, đi chết đi. Bá Luân gào lên về phía Diệp Phàm, hắn đập cánh, vung đôi móng sắc nhọn chộp tới Diệp Phàm. Đây chính là quỷ hút máu sao? Trông xấu thật đấy. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn bác Luân với vẻ mặt ghét bỏ, không nói nhiều, hắn lại đạp thêm một cước. Cú đạp này của hắn lại trúng vào người Bá Luân, khiến hắn ta dính lên tường, toàn bộ vách tường bị lõm vào bên trong, cơ thể hắn ta khảm trên tường, không ngừng phun ra máu. Tất cả mọi người đều phát ngốc. Phút, ánh mắt Diệp Phàm nhìn sang tộc trưởng Thánh La, ông. Người đâu, lấy Hà Đồ Lạc Thư ra đây. Không cần đợi Diệp Phàm nói, Thánh La tộc trưởng đã hô lên. Sau khi chứng kiến Diệp Phàm ngược đãi Bá Luân, Thánh La tộc trưởng không dám đối đầu với Diệp Phàm, người Long Quốc này giống như kẻ điên, không đắc tội nổi. Ông cũng biết điều đấy. Diệp Phàm cười lạnh nhìn Thánh La tộc trưởng. Rất nhanh, bốn người mang một pho tấm bia đá cao bằng người xuất hiện, bên trên khắc những chữ cổ quái, trông giống như chữ giáp cốt, ngay cả Diệp Phàm nhìn cũng không hiểu. Đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn tấm đá, hắn còn tưởng Hà Đồ Lạc Thư là một cuốn sách, không ngờ lại là một tấm bia đá. Đúng thế, đây chính là Hà Đồ Lạc Thư. Thánh La tộc trưởng cung kính đáp. Ông thật sự bằng lòng tặng Hà Đồ Lạc Thư cho tôi chứ, tôi không có ép ông đâu đấy. Đừng tới lúc lại đi rêu rao là người Long Quốc cướp đồ của ông, vậy thì tôi lại mất hứng. Diệp Phàm cười gian trá nhìn Thánh La tộc trưởng. Hà Đồ Lạc Thư vốn là đồ của Long Quốc, tôi chỉ đang trả vật về nguyên chủ. Thánh La tộc trưởng nói. Nếu đã vậy thì tôi không khách khí nữa. Mang đi. Diệp Phàm bĩu môi nói. Ngay lập tức, thập đại cao thủ của ảnh bộ khiêng tấm bia đá, đi theo Diệp Phàm ra khỏi đây. Một lúc đầu sau, những người khác vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lợi hại thật. Lúc này, ánh mắt Ngải Á sáng lên, cô nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rồi tự lẩm bẩm. Bá Luân hóa về hình người, nằm trên mặt đất hộc máu, vẻ mặt hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra sát ý ngập trời. Thiếu gia, người sao rồi? Rất nhanh, hai thành viên huyết tộc đi tới bên cạnh Bá Luân hỏi. Lập tức liên lạc với cha ta muốn thằng danh này chết không có chỗ chôn. Bá Luân gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc ở nước Anh, người đàn ông đeo kính đứng cạnh một người tóc nâu nói, thủ tướng. Chúng ta thật sự muốn làm khoản giao dịch này với người Long Quốc sao? Từ trước tới nay, bọn họ luôn rất xảo trá, tôi sợ. Giết một người đã đạt được nhiều lợi ích như vậy, khoản giao dịch này có gì mà không làm? Nhưng mà phía bên Long Quốc từ bỏ lợi ích lớn như vậy để lấy mạng người tên Diệp Phàm, chắn chắn kẻ này không dễ phối phó như vậy. Người đi sắp xếp, nhớ kỹ, tối nay người tên Diệp Phàm kia bắt buộc phải chết. Người đàn ông tóc nâu lạnh nhạt nói. Ông ta chính là thủ tướng của Anh Quốc. Rõ. Người đàn ông đeo kính gật đầu. Bên phía Diệp Phàm, hắn mang theo Hà Đồ Lạc Thư rời khỏi cao ốc St. Peter, đang chuẩn bị quay về nơi ở thì nhận được một cuộc điện thoại. Alo, Diệp Phàm phải không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy gấp gáp. Cô là... Tôi là người đại diện của Nhược Tuyết, Hồ Cầm. Là cô à, không phải cô theo Tô Nhược Tuyết về nước rồi sao? Diệp Phàm nghe được giọng của đối phương thì rất ngạc nhiên. Vốn dĩ chúng tôi định về nước, kết quả vừa tới sân bay, còn chưa kịp lên máy bay thì bị người của gia tộc Mendes tìm thấy, bọn họ bắt Nhược Tuyết đi rồi. Diệp tiên sinh, xin cậu hãy cứu Nhược Tuyết. Hồ Cầm cầu xin Diệp Phàm. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, Diệp Phàm cúp máy, hắn nhìn về phía Natasha Romanoff, cô biết gia tộc Mendes ở đâu không? Mendes là gia tộc giàu có của Anh Quốc, chỉ đứng sau Thánh La, thiếu chủ có ân oán gì với bọn họ. Natasha Romanoff nói. Huyết Phu, Diệp, hai người mang Hà Đồ Lạc Thư về. Natasha Romanoff, cô theo tôi tới gia tộc Mendes. Diệp Phàm trực tiếp phân phó. Ngay sau đó, Diệp Phàm dẫn theo thập đại cao thủ của ảnh bộ và Natasha Romanoff đi thẳng tới gia tộc Mendes. Gia tộc Mendes ở trong một trang viên xa hoa rộng khoảng hơn ngàn mẫu, nằm ở vùng ngoại ô thành phố London. Toàn bộ trang viên này thuộc về gia tộc Mendes, có thể chứa đựng hơn vạn người. Trong đó chỉ tính mỗi hộ vệ khoảng 3.000 người, có thể nói vô cùng giàu có.
Trong đại sảnh của trang viên có một linh đường, đại thiếu gia Bảo Đức của gia tộc Mendes nằm ở đây. Tô Nhược Tuyết bị trói tay quỳ gối ở đây, trong mắt hiện lên sự khẩn trương. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên tóc nâu, trong mắt tràn đầy lửa giận, sát khí ngùn ngụt, ông ta là gia chủ Bảo Sâm của gia tộc Mendes. Mấy người muốn làm gì? Các người bắt cóc người khác, có biết đây là phạm pháp không? Tô Nhược Tuyết kêu to. Mày hại chết con trai tao, mày nói xem tao muốn làm gì? Bảo Sâm lạnh lùng nói. Do con trai ông xứng đáng. Tô Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Nghe vậy Bảo Sâm giơ tay tát lên mặt đối phương, đánh chảy máu miệng, sau đó túm tóc cô, quát to, con tiện nhân này còn dám kiêu ngạo như vậy, có tin tao giết mày luôn bây giờ hay không? Trong mắt Tô Như Tuyết hiện lên sự sợ hãi, không nói gì. Nói, tên giết con trai tao đang ở đâu? Nói ra, tao có thể cho mày chết không đau đớn, nếu không. Bảo Sâm nhìn Tô Nhược Tuyết, nói. Ông ta không giết Tô Nhược Tuyết, bởi vì muốn tìm ra hung thủ đã giết con trai ông ta. Tôi không biết. Con trai ông do tôi giết, muốn báo thù thì tìm tôi. Tô Nhược Tuyết nói thẳng. Rất cứng miệng. Yên tâm, tao sẽ bắt mày nói. Bảo Sâm lạnh lẽo nói, người đâu? Gia chủ. Một người đàn ông đi đến trước mặt Bảo Sâm, cung kính nói. Đi tìm 100 tên đàn ông, bảo bọn họ chăm sóc con đàn bà này, nhớ kỹ, đừng chơi chết. Bảo Sâm nói. Rõ, gia chủ. Người đàn ông này gật đầu. Tô Nhược Tuyết nghe vậy, thân thể run lên, sắc mặt trắng xanh, nhìn chằm chằm Bảo Sâm, tên khốn, ông sẽ chết không được tử tế. Bây giờ mày còn có cơ hội khai ra tên hung thủ giết con tao. Nếu không tao đảm bảo đêm nay mày sẽ sống không bằng chết. Bảo Sâm nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết, lạnh lùng quát to. Tôi không biết. Mặc dù trong lòng Tô Nhược Tuyết vô cùng sợ hãi, nhưng lại không nói gì về chuyện của Diệp Phàm. Diệp Phàm, xin lỗi. Ngay sau đó, Tô Nhược Tuyết lẩm bẩm tự nói, ánh mắt hiện lên sự kiên định, muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng đúng lúc này, người của gia tộc Mendes chạy vào nói, gia chủ, không xong. Có người xông vào. Nghe vậy sắc mặt Bảo Sâm nghiêm lại, xông vào. Ai to gan như vậy, dám xông vào gia tộc Mendes? Hình như là mấy người Long Quốc, bọn họ bảo chúng ta giao Tô Nhược Tuyết ra nếu không sẽ xóa sổ gia tộc Mendes. Tên thuộc hạ này nói. Để hắn ta đến. Tô Nhược Tuyết nghe vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Người Long Quốc, không lẽ là hung thủ giết hại con trai ta? Không ngờ tên kia chán sống. Dám xâm nhập vào gia tộc Mendes cứu người. Bảo Sâm lạnh lùng quát, lập tức phong tỏa trang viên, không thả chạy bất kỳ kẻ nào. Trong trang viên, Diệp Phàm, Hắc của phụ, 10 cao thủ ảnh bộ đang giết chóc thủ vệ gia tộc Mendes. Vô số hộ vệ gia tộc Mendes xông ra. Đám người này võ trang kín kẽ, tay cầm súng ống. Chỉ trong nháy mắt mấy ngàn hộ vệ xuất hiện bao vây đám người Diệp Phàm, các người đến cứu nữ minh tinh Long Quốc kia đúng không? Tô Nhược Tuyết ở đó. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Gia chủ, chính hắn ta là người giết hại thiếu gia. Đột nhiên một tên hộ vệ chỉ vào Diệp Phàm, kêu to. Trong mắt Bảo Sâm lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, trên người tràn ngập sát khí, mày là người giết con trai tao. Hắn sỉ nhục Long Quốc, đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Mày. Bảo Sâm tức giận nhìn Diệp Phàm, nói, dám động đến con trai tao. Tao muốn mày chết không chỗ chôn. Nổ súng. Hơn ngàn hộ vệ trực tiếp nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Vô số viên đạn bắn về phía Diệp Phàm, muốn bắn hắn thành cái sàng. Nhưng những viên đạn này cách Diệp Phàm khoảng 1 mét thì đột nhiên dừng lại ở không trung. Cảnh tượng quỷ dị này làm Bảo Sâm và đám hộ vệ dại ra. Giây tiếp theo, những viên đạn đó quay ngược theo đường cũ, bắn thẳng về phía đám hộ vệ gia tộc Mendes. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn hộ vệ bị viên đạn do bọn họ bắn ra bắn thành con nhím, toàn bộ chết thảm. Bảo Sâm không thể tin được, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mày. Nhưng không chờ ông ta nói xong, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt đối phương, bóp cổ nhấc lên. Rắc. Giây tiếp theo, Diệp Phàm bẻ gãy cổ gia chủ gia tộc Mendes. Diệp Phàm vung tay lên, vứt thi thể của Bảo Sâm ra chỗ khác, lạnh nhạt nói, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Hắn vừa nói xong, Hắc của phụ và 10 cao thủ ảnh bộ xông ra ngoài, mở ra cuộc tàn sát gia tộc Mendes. Diệp Phàm đi thẳng vào đại sảnh,
nhìn thấy Tô Nhược Tuyết bị trói. Diệp Phàm, quả nhiên là anh. Tô Nhược Tuyết thấy Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cô nhóc, cô lại thiếu tôi một mạng. Diệp Phàm cười nói, ra tay cởi trói cho Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết bị cởi trói xông lên ôm chầm lấy Diệp Phàm, nói, cảm ơn anh. Diệp Phàm bị Tô Nhược Tuyết tập kích đột ngột cũng ngây người ra. Được rồi, không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm đẩy Tô Nhược Tuyết ra, nói, sao cô còn khóc? Diệp Phàm, cảm ơn anh. Tô Nhược Tuyết chân thành tha thiết nói. Không cần nói cảm ơn mãi. Diệp Phàm bĩu môi. Diệp Phàm, tôi. Chúng ta đi thôi. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm, lấy đủ dũng khí đang định nói gì đó, kết quả đối phương đi thẳng ra ngoài. Người này. Tô Nhược Tuyết tức giậm chân. Cùng lúc đó, cả gia tộc Mendes đã bị đám người hắc của phụ hoàn toàn tiêu diệt. Mấy người đã giết hết người ở đây. Tô Nhược Tuyết đi ra, nhìn thi thể đầy đất, khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Đám người này dám coi thường người Long Quốc, đáng chết. Coi như cho bọn họ một bài học. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Xử lý xong tất cả, bọn họ rời khỏi trang viên, quay trở về biệt thự của hắc của phụ. Nhưng bọn họ vừa mới trở về biệt thự thì nhìn thấy xung quanh có hơn ngàn người ở đó. Đám người này khoác áo choàng đen, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tối tăm, tản ra khí huyết sát âm lãnh, mười ngón thon dài, giống như một đám lệ quỷ đến từ địa ngục, vô cùng dọa người. Huyết tộc. Diệp Phàm nhìn bộ dáng của nhóm người này, lập tức đoán được thân phận của bọn họ. Hơn ngàn người này đều là huyết tộc, thực lực trên nhân cảnh. Ngay sau đó đám người này tách ra một con đường, hai bóng người bước lên. Một người trong đó là Bá Tước Bá Luân, bên cạnh hắn ta là một người đàn ông tóc vàng khoảng 50 tuổi, trên người tản ra khí thế khủng bố. Người này chính là ba của Bá Tước Bá Luân, Công Tước Bá N. Ba, chính là hắn ta. Bá Luân chỉ vào Diệp Phàm, sắc mặt hung ác nói. Một mình đánh không lại, tìm phụ huynh đến. Đúng là làm mất mặt huyết tộc cao cấp. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh lùng. Mày! Bá Luân suýt nữa tức hộc máu. Người Long Quốc, lá gan không nhỏ, dám đánh người huyết tộc trên địa bàn huyết tộc, ngay cả thánh điện cũng không có lá gan này. Bá N nhìn Diệp Phàm, uy nghiêm quát. Đánh thì làm sao? Diệp Phàm nói. Đụng đến người huyết tộc, chết! Giết! Bá N không nhiều lời, ra lệnh. Hơn ngàn huyết tộc lao về phía Diệp Phàm. Mấy người thật sự muốn giết tôi. Đột nhiên Diệp Phàm nói. Sao hả, bây giờ biết sợ rồi. Đáng tiếc đã chậm. Bá Luân nói. Hơn nữa tôi có quen người của huyết tộc. Diệp Phàm nói. Hừ, mày quen ai cũng vô dụng, hôm nay mày phải chết. Bá Luân kêu gào. Vậy hả? Diệp Phàm mỉm cười, gọi điện thoại cho huyết cơ. Alo, bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng của huyết cơ. Hiện tại tôi đang ở Vương quốc Anh. Người của huyết tộc muốn giết tôi. Cô nói xem tôi nên tiêu diệt hết bọn họ, hay tha cho bọn họ một mạng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Bên kia điện thoại, huyết cơ nhíu mày, nói, đưa điện thoại cho người cầm đầu. Đồng bạn của mấy người tìm ông. Diệp Phàm nhìn bá N, ném máy cho đối phương. Bá N cầm điện thoại, lạnh nhạt nói, ta là bá N, ta. Ta là huyết cơ. Bá N đang định cảnh cáo thì nghe thấy đối phương phun ra bốn chữ trực tiếp làm vị huyết tộc này dại ra. Thánh! Bá N nghe thấy âm thanh của huyết cơ, khiếp sợ nói lắp, suýt nữa không cầm chắc điện thoại. Ông ta có vẻ mặt này, bởi vì sự uy hiếp của vị thánh nữ này trong 13 thị tộc huyết tộc quá mạnh. Trong quá khứ chỉ có trưởng lão, lĩnh chủ mới có tư cách nói chuyện với huyết cơ, một công tước như ông ta không có cơ hội nhìn thấy đối phương. Hơn nữa lúc trước thánh nữ biến mất đột ngột, làm cho cả huyết tộc đại loạn, bây giờ nghe thấy âm thanh của thánh nữ làm bá N vô cùng kích động. Ngươi muốn giết bạn của ta. Nếu động vào hắn thì ngươi sẽ chết. Huyết cơ không nhiều lời, nói xong cúp máy. Huyết cơ vừa dứt lời, bá ân liên tục nuốt nước bọt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Công tước huyết tộc bị dọa ướt đẫm người. Bá ân nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Ông ta không ngờ thằng nhãi Long Quốc này lại quen biết thánh nữ. Ba, người làm sao vậy? Bá Luân nhìn bộ dáng này của ba mình, khó hiểu hỏi. Câm miệng, quỳ xuống xin lỗi vị công tử này. Bá Ân tát mạnh lên mặt Bá Luân, khiển trách. Tại sao?
Bá Luân khó có thể tin, nói. Làm nhảm nhiều vậy, nhanh quỳ xuống. Bá Ân kêu lên. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi với thánh nữ, Bá Ân biết quan hệ của người Long Quốc này và thánh nữ tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ bọn họ đắc tội vị này, nếu đối phương nói gì đó với thánh nữ, hai ba con bọn họ đều xong đời. Mặc dù ông ta là công tước, còn là em trai của tộc trưởng tộc Brad, nhưng trong mắt thánh nữ, ông ta không là gì cả. Nếu đối phương muốn giết ông ta, cho dù là anh trai ông ta, tộc trưởng tộc Brad cấp lĩnh chủ cũng không dám nói không. Bởi vậy bây giờ Bá Ân cần phải lấy được sự tha thứ của vị Long Quốc này. Thấy Bá Ân tức giận mắng, Bá Ân đành phải chịu đựng hận ý quỳ xuống. Được rồi, đừng quỳ ở chỗ này, lãng phí thời gian, cút đi. Diệp Phàm mất kiên nhẫn nói. Cảm ơn. Bá Ân cung kính nói, sau đó mang theo con trai và những người khác rời khỏi nơi này. Thiếu chủ, vừa rồi ngài gọi cho ai, sao công tước Bá Ân lại sợ đến mức này? Hắc của phụ tò mò hỏi. Thánh nữ huyết tộc. Nghe vậy đám người hắc của phụ vô cùng kinh sợ. Thiếu chủ, không ngờ ngài còn quen biết thánh nữ huyết tộc. Nghe nói thánh nữ huyết tộc là một sát thần cực kỳ khủng bố, chính cô ấy đã dẫn theo huyết tộc sửa lại xu hướng suy tàn bị thánh điện chèn ép, trực tiếp làm thánh điện tổn thất nặng nề. Nhưng nghe nói lúc trước sau khi đánh một trận với thánh điện, cô ấy đã biến mất. Hắc của phụ nói. Ừ, cô ấy bị thương. Bị tôi cứu. Diệp Phàm gật đầu. Ầm ầm ầm. Đột nhiên phía xa truyền đến tiếng gầm rú. Vô số chiến sĩ võ trang đầy đủ chạy đến đây. Phía sau bọn họ còn có vô số xe thiết giáp, xe tăng. Thậm chí trên không trung còn có rất nhiều máy bay trực thăng chiến đấu, bên trên lắp súng máy và tên lửa, nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Đây tuyệt đối là quy mô chiến đấu của một quân đoàn chính quy. Ngay lập tức Diễm, Huyết Đồ, Hắc của phụ đều biến sắc, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng vô cùng khẩn trương. Có lẽ đây là quân đoàn của Vương quốc Anh, không lẽ do gia tộc Thánh La điều đến? Hắc của phụ suy đoán. Nếu đúng là bọn họ, xem ra gia tộc Thánh La kia cũng không cần phải tồn tại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Còn quân đoàn hỏa lực cường hãn này vẫn chưa đủ để lọt vào mắt hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi là công kích bằng đạn đạo. Nếu không không thể tổn thương được hắn. Mấy người là ai? Ai phái các người đến? Hắc của phụ đứng dậy hét to. Tổng tư lệnh quân đoàn 8 Vương quốc Anh, Mock, vâng lệnh đến treo cổ nghịch tặc. Tấn công. Một người đàn ông tóc vàng mặc trang phục quân đội Vương quốc Anh lạnh lùng quát. Hắn ta vừa ra lệnh, quân đoàn Vương quốc Anh lập tức định ra tay với Diệp Phàm. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng quát uy nghiêm vang lên. Tộc trưởng Lót gia tộc Rockfish dẫn người đi đến. Tộc trưởng Lót, sao ngài lại đến đây? Tổng tư lệnh móc quân đoàn 8 của Vương quốc Anh nhìn thấy Lót, vội vàng cung kính kêu lên. Đứng trước mặt bị tài phiệt đứng đầu giới tài phiệt đỉnh cấp của phương Tây, một tổng tư lệnh còn con như hắn ta không là gì cả. Bốp! Lót tát mạnh lên mặt hắn ta, lạnh lùng quát, người dám động đến ngài ấy. Tộc trưởng Lót, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Móc vội vàng cúi đầu nói. Theo lệnh của ai? Lót quát. Lệnh của thủ tướng. Móc nói. Ta không quan tâm ngươi làm theo lệnh của ai, hôm nay nếu ngươi dám động đến ngài ấy, ta đảm bảo ngày mai nền kinh tế Vương quốc Anh sẽ hoàn toàn sụp đổ, gia tộc Rockfish sẽ rút toàn bộ sản nghiệp tài chính khỏi Vương quốc Anh. Lót uy nghiêm nói. Nghe vậy Móc biến sắc, nếu gia tộc Rockfish thật sự làm vậy, nền kinh tế nước Anh chắc chắn sẽ bị thương nặng, hắn ta không gánh nổi trách nhiệm này. Tộc trưởng Lót, xin bớt giận. Tôi lập tức lui binh. Móc nói. Cút. Lót quát. Móc vội vàng dẫn theo quân đoàn 8 lùi về. Lót chống gậy đi đến trước mặt Diệp Phàm, cung kính nói, thiếu chủ, thuộc hạ đến muộn, xin ngài tha lỗi. Không sao. Ông đến rất đúng lúc. Diệp Phàm nói. Mặc dù hắn không sợ quân đoàn này nhưng có thể giải quyết không phải ra tay vẫn là tốt nhất, bớt lãng phí sức lực. Thiếu chủ. Thủ tướng nước Anh tự ra lệnh đối phó ngài, sợ rằng chuyện này không đơn giản, không lẽ gia tộc Thánh La tìm thủ tướng hỗ trợ. Hắc của phụ suy đoán. Tôi sẽ đi điều tra rõ chuyện này, nếu đúng như vậy, gia tộc Thánh La không cần phải tồn tại. Lót lạnh lùng nói. Ở trong mắt ông ta, một hào môn đứng đầu nước Anh không đáng nhắc đến. Nếu gia tộc Thánh La là một du thuyền, vậy gia tộc Rockfish là một tàu sân bay,
hai bên không thể so, lót động một ngón tay có thể xóa sổ gia tộc Thánh La. Vậy giao chuyện này cho ông. Diệp Phàm nói. Rõ, thiếu chủ. Lót gật đầu. Rất nhanh, lại có một đám người xuất hiện. Những người này chính là người của Điện Thiên Tôn, Điện Thiên Lang, Điện Cuồng Thần và Điện Tam Tinh. Bọn họ đến báo thù. Hơn nữa vì đối phó với Diệp Phàm, bốn phái điện này đã phái ra cao thủ đứng đầu, thậm chí còn phái ra cao thủ chỉ đứng sau điện chủ để giết chết Diệp Phàm, rửa sạch sỉ nhục của bọn họ. Lúc này người của bốn điện tản ra sát khí như vực sâu. Bốn cao thủ cầm đầu bốn điện, thực lực đều vượt xa thiên cảnh, đạt đến tông cảnh, hay còn gọi là tông sư võ đạo. Trên thiên cảnh là tông cảnh, đạt đến cảnh giới này, lực lượng trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành chân khí, khống chế lực lượng càng thêm thuần thục, hái hoa vứt lá cũng có thể giết người. Đạt đến cảnh giới này có thể mở tông lập phái, trở thành tông sư một thế hệ. Bởi vậy cao thủ tông cảnh còn được gọi là tông sư võ đạo. Lực sát thương của một tông sư có thể sánh ngang với 10 vạn đại quân. Chỉ cần có một cao thủ như vậy trấn giữ thế lực, ngay cả quốc gia cũng không dám dễ dàng ra tay với thế lực đó. Hơn nữa bốn người này không phải tông cảnh bình thường, tất cả đều là cao thủ tông cảnh trên ngũ trọng. Phía sau bọn họ là vô số cao thủ thiên cảnh và bán bộ tông cảnh. Vì rửa mối nhục xưa, bốn tổ chức này gần như phái ra hơn nửa lực lượng để đối phó với Diệp Phàm. May chính là kẻ đánh bại người đứng thứ 9 trong thần bảng. Trẻ như vậy sao có thể đánh bại cao thủ thần bảng, xem ra truyền thuyết đều là giả. Chắc chắn tên này đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì đó mới đánh bại được bàn tay hắc ám. Bốn cao thủ tông sư đứng đầu bốn điện khinh thường nói. Bọn họ không tin Diệp Phàm với tuổi tác như vậy có thể đánh bại được cao thủ thần bảng. Cũng vì vậy bọn họ mới dám ra tay với Diệp Phàm, nếu không nếu Diệp Phàm thật sự có thực lực đánh bại cao thủ thần bảng, sao bọn họ dám đến, khác gì chịu chết. Nói nhảm nhiều làm gì, trực tiếp giết chết là được. Cao thủ tông sư đứng đầu điện cuồng thần quát. Ông ta lao thẳng về phía Diệp Phàm, tản ra hơi thở cuồng bạo, tung một quyền về phía đối phương. Một quyền này làm hư không phát ra tiếng nổ chói tai, kinh khí khủng bố phóng về phía Diệp Phàm. Vô cùng khủng bố. Một quyền của vị tông sư điện cuồng thần này còn đáng sợ hơn cả uy lực của tên lửa. Lúc nắm đấm của đối phương xuất hiện trước mắt Diệp Phàm vung tay lên chặn đứng nắm tay của đối phương. Rắc. Diệp Phàm nhéo tay, nắm tay của vị cao thủ này dập nát, sắc mặt dữ tợn, múa may nắm tay khác định đấm Diệp Phàm. Rắc. Diệp Phàm vung tay trái lên, bóp nát bàn tay trái của ông ta. Phụt, phụt. Diệp Phàm thả tay ra, hai ta của vị cao thủ tông sư điện cuồng thần này bị xé rách. Vị cao thủ tông sư này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vẫn chưa xong, Diệp Phàm vứt cánh tay của đối phương xuống đất, một tay vung lên bóp cổ đối phương, nhấc lên, ném xuống mặt đất. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Vị cao thủ tông sư điện cuồng thần nện mạnh xuống đất, đập nứt vỡ mặt đất xi măng. Ông ta điên cuồng hộc máu. Xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ bị dập nát. Chưa đầy mấy giây, vị cao thủ này tắt thở, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Thấy vậy ba vị cao thủ tông sư của ba điện còn lại biến sắc, ánh mắt ngưng trọng. Các cao thủ khác của bốn điện cũng nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khiếp sợ. Cao thủ điện chiến hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, hít một hơi sâu. Đến lượt mấy người, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào ba vị cao thủ tông sư còn lại. Bước lên một bước lao về phía ba người này. Ba vị cao thủ này liên thủ chiến đấu kịch liệt với Diệp Phàm. Đám người huyết đồ, diễm, 10 cao thủ ảnh bộ cũng tấn công các cao thủ của bốn điện, hai bên chém giết lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, ba tiếng gào thét chói tai vang lên. Ba vị cao thủ tông sư của ba điện bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất phun máu, hơi thở thoi thóp. Mày! Ba người trừng to mắt nhìn Diệp Phàm. Chưa nói xong đã tắt thở. Bốn vị tông sư bị giết, ý chí của đám người còn lại của bốn điện hoàn toàn không có. Bọn họ đại loạn, hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu, bỏ chiến chạy trốn. Tuổi còn thể đã có thể giết chết cao thủ tông sư, Tu La thật lợi hại, có thể dạy dỗ ra một đệ tử yêu nghiệt như vậy. Đột nhiên một giọng nói u lãnh quanh quẩn bên tai đám người Diệp Phàm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trực tiếp khiến trái tim của nhiều người có mặt ở đó run rẩy không ngừng, họ cảm thấy cực kỳ khó thở. Ngay lập tức,
ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía trước. Chỉ nhìn thấy một đám người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ ác quỷ màu vàng vào màu tím, tên cầm đầu thì đeo mặt nạ quỷ màu trắng, hắn ta cũng chính là người vừa lên tiếng. Quân đoàn Sa Tăng, Diệp Phàm nhìn đám người này rồi lạnh lùng nói. Những người này rõ ràng là thành viên của quân đoàn Sa Tăng. Thực lực của mày rất mạnh, Tu La cũng xem như có chút bản lĩnh. Đáng tiếc dù có bản lĩnh đến mấy cũng chỉ có thể trốn tránh không dám lộ diện. Có vẻ như ông ta đang rất sợ hãi. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu trắng cười khẩy. Soạt! Nghe thấy đối phương nói tứ sư phụ của mình như vậy, sắc mặt Diệp Phàm tối sầm lại, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, quát lớn, kẻ nào dám sỉ nhục sư phụ của tao, đều phải chết. Trong nháy mắt, Diệp Phàm lao thẳng về phía đối thủ. Trong lòng hắn, ngoài cha mẹ ra thì bảy vị sư phụ chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, vậy nên hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu họ. Kẻ nào dám sỉ nhục bảy vị sư phụ của hắn, đều phải chết. Khoảnh khắc Diệp Phàm ra tay, con người của người đeo mặt nạ màu trắng chợt co lại, tỏa ra một cỗ tà khí quỷ dị. Soạt! Người đàn ông này ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Phàm, giống như dịch chuyển tức thời vậy. Khi người đàn ông biến mất, đôi mắt của Diệp Phàm khẽ nheo lại, hắn đột nhiên nghiêng người, một dấu tay chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng vào chỗ hắn vừa nãy. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, có lẽ dấu bàn tay này đã đánh trúng người hắn. Phản ứng khá tốt đấy. Bóng hình người đeo mặt nạ màu trắng lại hiện ra, nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng. Soạt! Sau đó, thân thể hắn ta lại biến mất như một bóng ma. Hắn ta chính là ma tướng U Minh, một trong 9 đại ma tướng của đại ma vương Sa Tăng. Học được chút thân pháp tam cước miêu, đã cảm thấy bản thân lợi hại rồi sao? Diệp Phàm đứng ở nơi đó khinh thường nói. Hắn vừa dứt lời, U Minh lại xuất hiện phía sau lưng và dùng móng vuốt tấn công vào những điểm yếu chí mạng của Diệp Phàm. Lần này, Diệp Phàm đứng bất động, để mặc móng vuốt của U Minh đánh thẳng vào người mình. Nhưng khi móng vuốt của U Minh đánh trúng Diệp Phàm, đối phương như bong bóng bay đi trong gió. Tàn ảnh. Đây chính là tàn ảnh mà Diệp Phàm để lại. Diệp Phàm đã sử dụng chiêu này khi đối phó với bàn tay hắc ám, kẻ đứng thứ 9 trong thần bảng. Lần này hắn lại dùng nó, lại một lần nữa lừa được U Minh. Sau khi đòn tấn công của U Minh thất bại, đôi mắt hắn ta ngưng trọng lại và chuẩn bị rút lui. Bốp! Kết quả lại có một bàn tay to lớn đè mạnh vào vai của hắn ta. Bàn tay này vừa đè xuống, tựa như có một luồng sức mạnh vạn cân, trực tiếp đè thân thể của U Minh quỳ rạp trên mặt đất. Răng rắc! Lúc này hai đầu gối của U Minh quỳ xuống đất đã tạo thành hai cái hố sâu. Phụt! Thân thể U Minh run lên bần bật, miệng không ngừng phun ra máu. Cho dù hắn ta có nỗ lực vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang đè trên vai mình. Bàn tay này giống như những ngọn núi lớn chấn áp U Minh. Còn về chủ nhân của bàn tay này đương nhiên chính là Diệp Phàm. Mày, làm sao có thể, lúc này U Minh không thể tin nổi, hỏi. Hắn ta làm sao có thể ngờ rằng sức mạnh của Diệp Phàm lại đáng sợ đến thế. Với thân pháp di chuyển của hắn ta, ngay cả những cường giả trong thần bảng cũng không thể bắt kịp được. Nhưng bây giờ, hắn ta lại bị một tên nhóc con chấn áp trong nháy mắt. Điều này thật khó để U Minh một trong 9 đại ma tướng của quân đoàn Sa Tăng có thể chấp nhận được. Mày chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Mày có thể thả tao ra, rồi chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Sắc mặt U Minh lạnh lẽo hét lên. Mày không còn cơ hội nữa rồi. Diệp Phàm nói thẳng. Bùm! Vừa dứt lời, lòng bàn tay đè lên vai U Minh tỏa ra một uy lực khủng khiếp. Toàn bộ nội tạng và kinh mạch trong cơ thể U Minh ngay lập tức nổ tung. Phụt! U Minh hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân đẫm máu, hai mắt mở to, chết cũng chưa kịp nhắm mắt. Cứ như vậy, một trong 9 đại ma tướng của quân đoàn Sa Tăng đã chết trong tay của Diệp Phàm. Những binh lính còn lại của quân đoàn Sa Tăng nhìn thấy đại ma tướng U Minh bị giết, sắc mặt dưới chiếc mặt nạ vô cùng khó coi. Diệp Phàm cũng không phí lời, trực tiếp giết hết đám người này. Cuối cùng, tất cả binh lính do quân đoàn Sa Tăng phái tới đều bị tiêu diệt, tất cả đều chết trong tay của Diệp Phàm. Một đám vô dụng, Diệp Phàm nhếch môi, nhàn nhạt nói. Thiếu chủ, kẻ vừa rồi chắc chắn là U Minh, một trong 9 đại ma tướng dưới trướng của đại ma vương Sa Tăng. Nếu như ngài đã giết hắn,
Đại Ma Vương e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lót nói với Diệp Phàm. Vậy thì sao? Diệp Phàm khinh thường nói. Diệp Phàm, chúng ta nhanh chóng trở về Long Quốc đi, ở đây không an toàn, rất nhiều người đều muốn giết anh. Tô Nhược Tuyết nói với Diệp Phàm. Ừ, ngày mai quay về. Diệp Phàm gật đầu. Bây giờ thiên phạt đã bị loại bỏ, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã lấy được, nên trở về nhà rồi. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, ngày kia là ngày cuộc tranh tài của quân đoàn bắt đầu, hắn nhất định phải đi xem, dù sao cuộc tranh tài này có liên quan đến tương lai của quân Thiên Sách, không thể không đến. Lúc này trong văn phòng thủ tướng của Vương quốc Anh, Tổng tư lệnh Móc đứng trước mặt thủ tướng và báo cáo. Mối quan hệ của tên nhóc đến từ Long quốc đó và Lót tốt như vậy à? Hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Khi thủ tướng biết Lót không ngần ngại trở thành kẻ thù của Vương quốc Anh vì Diệp Phàm, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Thủ tướng, tôi đã nhận được tin tức, tên nhóc này đêm nay cũng công khai đánh Thánh La tộc trưởng và Bá Tước Bá Luân, cướp đi Hà Đồ Lạc Thư. Trước khi quân đội của chúng ta tới đối phó hắn thì công tước Bon cũng đã dẫn người đi tìm hắn nhưng kết quả không biết vì lý do gì lại rời đi. Lúc này, người đàn ông đeo kính đứng cạnh thủ tướng nói. Ngay cả công tước Bon cũng không thể làm gì được hắn sao? Xem ra tên nhóc con này thật sự không đơn giản, khó trách những lão già Long quốc này lại nguyện ý đưa ra lợi ích to lớn như vậy, để chúng ta ra tay. Thủ tướng hừ lạnh một tiếng. Thủ tướng, vậy chúng ta... Nói với Long quốc, giao dịch này kết thúc ở đây. Thủ tướng lập tức ra lệnh. Chẳng bao lâu, mấy vị trưởng lão trong nội các của Long quốc nhận được tin tức từ Vương quốc Anh, bọn họ cau mày thật chặt. Chính những trưởng lão nội các này đã giao dịch với thủ tướng của Vương quốc Anh, để bọn họ phái quân đi đối phó Diệp Phàm. Chúng ta làm gì bây giờ? Một trong những trưởng lão của nội các lên tiếng. Điều động nhân viên tình báo cấp cao nhất của Vương quốc Anh, để hắn ta ra tay. Tuyệt đối không được để tên nhãi con này được phép rời khỏi Vương quốc Anh. Lúc này đại trưởng lão lên tiếng. Soạt. Khi nghe điều này, vẻ mặt của tất cả các trưởng lão của nội các có mặt ở đó đều thay đổi, ánh mắt không giấu được kinh ngạc. Đại trưởng lão, lẽ nào ông định để cho nhân viên tình báo? Hãy làm như tôi nói đi. Một vị trưởng lão của nội các có vẻ không tin nổi, nhưng chưa kịp nói xong đã bị đại trưởng lão cắt ngang. Vâng. Mặc dù những người khác cũng rất kinh hãi nhưng họ chỉ có thể gật đầu. Tại Vương quốc Anh, ở gia tộc Brad. Khi Bon trở lại đây, hắn ta đã gặp Hester là tộc trưởng của gia tộc Brad và kể cho ông ta nghe về chuyện của Thánh Nữ. Xem ra Thánh Nữ đã khôi phục trí nhớ rồi. Hester nói. Nếu như Thánh Nữ đã hồi phục, vậy thì tại sao còn chưa quay về? Bon thắc mắc. Bởi vì trong 13 gia tộc có người muốn cô ta chết. Hester lạnh lùng nói. Cái gì, làm sao có thể? Lẽ nào? Sắc mặt Bon liền thay đổi, hắn ta nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Nhìn đi, huyết tộc sẽ sớm thay đổi thôi. Hester lạnh lùng nói, phái người trông chừng tên nhóc con này. Nếu như mối quan hệ của hắn và Thánh Nữ tốt như vậy, có lẽ về sau hắn sẽ có ích cho chúng ta. Vâng, Bon gật đầu. Trong cung điện của quốc vương Vương quốc Anh, một phu nhân xinh đẹp mặc bộ quần áo lộng lẫy đang ngồi ở đây, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này thế mà lại là đệ tử thân truyền của Tu La, khó trách hắn lại để tâm đến gia tộc Thánh La và huyết tộc. Người phụ nữ này chính là nữ hoàng Eli của Vương quốc Anh. Nữ hoàng, theo tin tức được gửi tới thì công chúa Ngải Á hình như quen biết với người này. Một người đàn ông đứng trước mặt nữ hoàng lên tiếng. Ồ, Ngải Á biết hắn à? Vậy đây có thể là cơ hội tốt, nếu như chúng ta có thể khống chế được tên nhóc con này, nói không chừng chúng ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của huyết tộc, thậm chí giành lại quyền kiểm soát Vương quốc, khôi phục lại quá khứ huy hoàng của Hoàng thất Vương quốc Anh. Đôi mắt của nữ hoàng Eli chợt sáng rực lên, bà ta tự lẩm bẩm một mình. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Diệp Phàm, Tô Nhược Tuyết và những người khác đã thu dọn xong đồ đạc và đang đi đến sân bay. Lúc này... Một đoàn xe xuất hiện ở đây, công chúa Ngải Á xuống xe, ăn mặc xinh đẹp kiều diễm đi về phía Diệp Phàm. Là cô, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm liếc nhìn cô ta. Anh sắp rời đi à? Ngải Á nhìn Diệp Phàm, nhẹ nhàng hỏi. Đúng vậy, Diệp Phàm đáp. Tôi vẫn muốn được kết bạn với anh. Không ngờ rằng anh sắp đi rồi. Trước khi anh đi, tôi có thể biết tên anh được không? Ngải Á có chút thất vọng nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm nói thẳng. Diệp Phàm được, tôi nhớ rồi. Đúng rồi, đừng quên tên tôi nhé, tôi là Ngải Á. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tới Long Quốc tìm anh. Ngải Á nhìn Diệp Phàm và mỉm cười. Sau đó, Diệp Phàm và những người khác ngồi xe tới sân bay. Ngải Á vừa rồi là ai vậy? Có vẻ khá thân với anh. Tô Nhược Tuyết ngồi cạnh Diệp Phàm tò mò hỏi. Cô ta hình như là công chúa của Vương quốc Anh, không thân. Diệp Phàm tùy tiện đáp. Công chúa. Tô Nhược Tuyết không giấu được sự kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Anh cũng thật lợi hại đấy, ngay cả công chúa mà cũng dụ dỗ được. Đừng nói lung tung, ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Tô Nhược Tuyết. Hừ, tôi không có nói lung tung, người ta đường đường là công chúa cao quý lại muốn đến Long Quốc tìm anh còn nói hai người không có quan hệ gì sao? Tô Nhược Tuyết không phục đáp. Tin hay không tùy cô. Diệp Phàm lập tức nhắm mắt lại, mặc kệ Tô Nhược Tuyết vẫn còn tức giận. Nửa giờ sau, bọn họ đến sân bay, đang lấy vé và chuẩn bị lên máy bay. Tại một căn cứ tên lửa ở Vương quốc Anh. Một người đàn ông đang ngồi ở đây, trước mặt chính là màn hình camera giám sát phòng chờ của sân bay thành phố, Diệp Phàm đang xuất hiện trên màn hình. Thưa ngài, đã xác nhận rõ máy bay này sẽ cất cánh sau nửa giờ. Lúc này, một sĩ quan đến gặp người đàn ông và nói. Chuẩn bị hành động. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này là tuyệt mật, ngoại trừ mấy người các anh, cho đến khi chiến dịch hoàn thành thì không ai khác được phép biết về nó. Người đàn ông lạnh lùng nói. Vâng, người sĩ quan gật đầu, quay người bước ra ngoài. Nửa giờ sau, Diệp Phàm và những người khác đã lên máy bay về Long Quốc. Khi máy bay bay đến biên giới của Vương quốc Anh thì bất ngờ có một tên lửa bay thẳng lên không trung và lao thẳng về phía máy bay. Bùm! Vài giây sau, tên lửa đâm thẳng vào máy bay, gây ra vụ nổ cực kỳ lớn. Chiếc máy bay liền chìm tê. Chẳng bao lâu, toàn bộ Vương quốc Anh đã rung chuyển trước chuyện máy bay bị tên lửa tấn công. Và tại văn phòng Thủ tướng Vương quốc Anh, vị Thủ tướng kia giận dữ kêu lên, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tên lửa đến từ đâu? Thưa Thủ tướng, đã điều tra ra tên lửa này đến từ căn cứ thứ ba, và chính trưởng quan Mai là người ra lệnh tiêu diệt chiếc máy bay kia. Lúc này, người đàn ông đeo kính bước nhanh tới báo cáo. Mai, ông ta điên rồi sao? Bắt ông ta lại ngay lập tức. Thủ tướng giận dữ nói. Ông ta đã uống thuốc độc tự sát. Chúng tôi cũng điều tra được người này có liên hệ với Long Quốc, ông ta rất có thể là gián điệp của Long Quốc ẩn nấp ở nước ta. Người đàn ông đeo kính nói từng việc một. Xoẹt! Nghe vậy, sắc mặt của thủ tướng rất khó coi. Hơn nữa cái gì? Vị thủ tướng này nhìn chằm chằm người thư ký trước mặt và hét lên. Hơn nữa tên Diệp Phạm kia cũng ở trên chiếc máy bay đó. Thư ký nói. Đột nhiên, cơ thể thủ tướng run lên. Suýt chút nữa đã không đứng vững. Thủ tướng. Người thư ký nhanh chóng bước tới đỡ thủ tướng. Những lão già của Long Quốc đó, dám coi Vương quốc Anh của tôi như một quân cờ, chết tiệt. Tôi sẽ tiêu diệt Long Quốc của bọn họ. Vị thủ tướng này gầm lên với vẻ mặt giận dữ. Cậu lập tức đi liên hệ với gia tộc Rockfit và nói với họ rằng chuyện này không liên quan gì đến Vương quốc Anh, tất cả đều do người của Long Quốc làm. Sau đó thủ tướng hét lên với thư ký của mình. Vâng. Thư ký gật đầu. Trong lúc nhất thời, cả thủ đô Vương quốc Anh xôn xao về việc máy bay bị tên lửa tấn công. Phía Vương quốc Anh nhanh chóng tổ chức họp báo làm rõ vụ việc này không liên quan gì đến chiến bộ của Vương quốc Anh, mà là do gián điệp chiếm quyền điều khiển hệ thống tên lửa nước này và tấn công máy bay. Cùng lúc đó, nội các của Long Quốc. Tên nhãi danh này cuối cùng đã chết. Đáng tiếc. Viên sĩ quan tình báo mà chúng ta đào tạo nhiều năm đã chết, chúng ta đã phải trả cái giá rất lớn để nâng ông ta lên vị trí đó, lại bị lãng phí vì tên này. Mấy vị trưởng lão nội các đang thảo luận. Chỉ cần cậu ta chết, mọi thứ đều đáng giá. Ngày mai là cuộc tranh tài võ thuật quân đoàn, nói với những kẻ đó đừng cho quân thiên sách bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Sau ngày mai, tôi muốn quân thiên sách không còn tồn tại ở Long Quốc nữa. Đại trưởng lão nội các lạnh nhạt nói. Và tại căn cứ chiến bộ của Long Quốc. Cái gì? Cậu chắc chứ? Long Chiến Thiên nghe quân đao nói, đột nhiên đứng dậy. Đúng vậy, nhân viên tình báo của chúng ta ở Vương quốc Anh phát tới tin tức, Diệp Phạm xác thực có mặt trên chiếc máy bay đó. Quân đao trầm giọng nói. Trong nháy mắt,
thân thể Long Chiến Thiên run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại sao lại như vậy? Long Chiến Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tức giận. Long soái, ở đây còn có một phần tình báo tuyệt mật, ngài nhìn xem. Lúc này Quân Đao lấy ra một tập văn kiện đưa cho Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên cầm lên nhìn xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đồ khốn! Long Chiến Thiên trực tiếp ném văn kiện này lên trên bàn, vẻ mặt tức giận đến không thể kiềm chế được. Những kẻ này vì lợi ích của mình mà lại làm ra chuyện hèn hạ bỉ ổi như vậy, thậm chí còn coi thường lợi ích của quốc gia, đúng là đáng chết. Long Chiến Thiên tức giận mắng. Khi Quân Đao cầm tập tài liệu lên nhìn, vẻ mặt cũng thay đổi, toát ra một cỗ sát khí lạnh lùng. Long soái, sao bọn họ có thể làm như vậy được? Sắc mặt Quân Đao u ám, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Lập tức thông báo cho đám người của Hắc Uyên, ngày mai đến hiện trường của cuộc tranh tài võ thuật quân đoàn. Hiện tại Diệp Phàm đã xảy ra chuyện, nếu như Quân Thiên Sách lại xảy ra chuyện gì, e là tên Tiêu Thiên Sách kia sẽ lại xuất hiện ra tay giết chết tất cả mọi người, đến lúc đó, Long Quốc thật sự sẽ diệt vong. Long Chiến Thiên trầm giọng nói. Vậy Diệp Phàm cứ chết oan uổng như vậy sao? Quân Đao không cam lòng nói. Tôi sẽ xử lý vấn đề này. Long Chiến Thiên trực tiếp nói. Trong gian lầu gác cổ kính đó, người đàn ông mặc mãng bào đang ngồi trong đó uống trà, ông lão mặc thường phục vội vã đi tới với nụ cười trên môi. Ninh lão, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ người mà ông phái đi đã giết tên đó rồi sao? Người đàn ông mặc mãng bào hỏi. Chủ công, tên kia xác thực đã chết, nhưng không phải là do người của tôi phái đi làm. Ông lão mặc thường phục trực tiếp kể ra chuyện máy bay của Diệp Phàm gặp tai nạn. Lập tức, ánh mắt người đàn ông mặc mãng bào động lại, nói, cuối cùng đã chết. Chủ công, đây là ý trời, ngay cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Ông lão mặc thường phục cười nói. Cậu ta đã chết, hành động của chúng ta cũng phải tăng tốc, lần này tôi muốn toàn quyền khống chế hết thảy, để cho tất cả mọi người phải phục tùng trước Diệp Kình Thiên này. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên từng chữ. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Lúc này trời đã tối, Đường Sở Sở đang sắp xếp lại nội dung liên quan đến hội nghị ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Đường Thị vào ngày mai, thì trên máy tính đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Nội dung của tin này chính xác là tin hôm nay máy bay ở Vương quốc Anh bị tên lửa bắn trúng. Không biết vì lý do gì, khi Đường Sở Sở đọc được tin tức này, trong lòng đột nhiên giật mình, có một loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là anh Tiểu Phàm? Sẽ không. Trước đó Diệp Phàm gọi điện thoại cho Đường Sở Sở, nói sáng mai sẽ bay về, hiện tại nhìn thấy tin tức này, Đường Sở Sở không khỏi suy đoán, nhưng cô lại nhanh chóng phủ định. Cô tin rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Diệp Phàm. Đường Sở Sở lập tức gọi điện cho Diệp Phàm, nhưng không có người trả lời. Anh Tiểu Phàm chắc chắn đang ở trên máy bay, có nhiều máy bay như vậy, chắc chắn không phải máy bay của anh ấy. Đường Sở Sở nắm chặt điện thoại và không ngừng cầu nguyện. Ở một chỗ nào đó của Long Quốc, người đàn ông phía sau Sở Hà đứng ở đây, một thuộc hạ của anh ta nhanh chóng bước tới. Công tử, tôi vừa nhận được tin máy bay của Diệp Phàm trở về nước đã bị tên lửa của Vương quốc Anh tấn công, hiện tại toàn bộ máy bay đã rơi xuống biển, chắc là cậu ta cũng đã chết. Lúc này, một cấp dưới đi tới trước mặt người đàn ông đó và nói. Chết rồi. Người đàn ông này nhướng mày nói, không ngờ cậu ta lại chết như thế này. Tôi còn tưởng rằng đây sẽ là một đối thủ tốt. Đã như vậy, thì không cần phải chơi nữa, đi mang Đường Sở Sở về đây đi. Người đàn ông nói thẳng. Vâng. Cấp dưới gật đầu. Trên núi Cửu Long, đột nhiên có một con chim bồ câu xuất hiện ở đây, nhị sư phụ của Diệp Phạm, minh chủ Võ Minh, chộp lấy con chim bồ câu kia, mở lá thư trên đó ra, ánh mắt khựng lại. Chuyện gì vậy? Các vị sư phụ khác của Diệp Phạm hỏi. Các người tự xem đi. Minh chủ Võ Minh đem bức thư đưa cho mấy người khác. Khi mấy vị sư phụ của Diệp Phàm đọc xong lá thư này, sắc mặt họ trở nên lạnh lùng và toát ra khí tức băng giá. Tôi sẽ đi giết chúng ngay bây giờ. Tứ sư phụ Tu La của Diệp Phàm hét lên với ánh mắt đầy sát khí. Đừng kích động, thằng nhóc đó không chết được đâu. Minh chủ Võ Minh nói. Các người gấp làm gì? Nếu tên nhóc đó thật sự có chuyện gì thì người kia đã ra tay từ lâu rồi, còn đến lượt chúng ta sao? Y Thánh Quỷ Cốc đang ngồi gần đó uống rượu, cười nói.
Nếu tên nhóc thúi đó thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng toàn bộ Long Quốc sẽ bị cô ta hủy diệt. Điện chủ của Long Vương Điện cười lớn. Vậy bây giờ chúng ta không làm sao? Tiểu Phàm dù sao cũng là đồ đệ của chúng ta, dám đối xử với nó như vậy, chẳng phải là tát vào mặt chúng ta sao? Bách Hoa Chi chủ hừ lạnh nói. Không phải hai người đó đã được huấn luyện xong rồi sao? Để cho bọn họ đi đi, cảnh cáo những người đó. Minh chủ Võ Minh nói thẳng. Nếu nó bị thương dù chỉ là một chút, thì các người hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang vọng khắp núi Cửu Long, lọt vào tai sáu vị sư phụ của Diệp Phàm. Lập tức, sắc mặt sáu người bọn họ thay đổi, mỗi người đều nhìn về phía sâu trong núi Cửu Long, tỏ vẻ kính nể. Hôm sau, Long Quốc. Trong chiến khu trung bộ của một trong số ngũ đại chiến khu. Hôm nay, chiến sĩ đến từ các đại quân đoàn Long Quốc đều tụ tập ở đây. Bọn họ tụ tập ở đây vì hôm nay là ngày đại hội đấu võ quân đoàn giữa các đại quân đoàn của Long Quốc. Địa điểm của đại hội đấu võ quân đoàn này chính là ở trong chiến khu trung bộ. Lúc này, người của cửu đại quân đoàn Long Quốc gồm quân Kỳ Lân, quân Thanh Long, quân Bạch Hổ, quân Chu Tước, quân Huyền Vũ, quân Thiên Lang, quân Bạo Hùng, quân Tuyết Báo và quân Thiên Sách đều lục tục đến nơi này. Về cơ bản quân chủ và các quân đoàn trưởng đều đến đông đủ. Cao tầng của tứ đại chiến khu khác cũng đến rồi. Cửu đại quân đoàn, ngũ đại chiến khu của Long Quốc tề tụ, đây là sự rầm rộ hiếm có. Chiến sĩ của các đại quân đoàn tụ tập, trò chuyện với nhau trong doanh địa của chiến khu trung bộ. Lúc này, Hoàng Bộ Thương dẫn đầu 7 quân đoàn trưởng, Tần Thành và cả một đám chiến sĩ của quân Thiên Sách xuất hiện ở đây. Bọn họ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của người trong các đại quân đoàn và chiến khu trong doanh địa chiến khu này. Tiêu điểm lớn nhất của đại hội đấu võ quân đoàn lần này chính là quân Thiên Sách. Dù sao theo mệnh lệnh ban hành mới nhất của nội các, một khi quân Thiên Sách không thể giành được hạng nhất trong đại hội đấu võ quân đoàn lần này, thì sẽ hủy bỏ biên chế phiên hiệu, cả quân Thiên Sách đều sẽ ghép vào quân đoàn khác, ba chữ quân Thiên Sách cũng sẽ hoàn toàn trở thành quá khứ. Bọn họ là quân đoàn đệ nhất Long Quốc, từng đánh bại tồn tại liên quân năm nước, bây giờ lại rơi vào một kết cục sắp bị hủy bỏ biên chế phiên hiệu. Không thể không khiến người ta cảm thấy thổn thức, đương nhiên cũng khiến nhiều người quan tâm tới đại hội đấu võ quân đoàn lần này hơn. Quân Thiên Sách các người còn có mặt mũi tới tham gia đại hội đấu võ quân đoàn, không sợ đến lúc đó lại bị mất mặt à? Ồ, tôi quên mất, các người chỉ còn lại một cơ hội tham gia đại hội đấu võ quân đoàn này thôi. Bởi vì đợi đến lúc cử hành đại hội đấu võ quân đoàn lần sau, thì đã không còn quân Thiên Sách nữa rồi. Ha ha ha! Lúc này, một nam tử trong đội ngũ quân Bạch Hổ bước ra, nhìn quân Thiên Sách, mỉa mai không hề kiêng dè. Nghe vậy, từng chiến sĩ quân Thiên Sách đều vô cùng phẫn nộ, nắm chặt hai tay, căm tức nhìn nam tử này. Lúc này, không ít chiến sĩ quân đoàn có mặt đều hiện ra nụ cười trào phúng. Trong mắt bọn họ, quân Thiên Sách hiện giờ hoàn toàn không có tư cách cùng xưng là cửu đại quân đoàn với bọn họ. Miệng cậu thối như vậy, ngứa đòn à. Hoàng Bộ Thương nhìn nam tử này. Lạnh lùng quát. Hừ, sao hả, ông còn dám đánh tôi chắc? Một tên tàn phế như ông động vào tôi thử xem. Nam tử kia vô cùng huênh hoang, trợn mắt nhìn Hoàng Bộ Thương, trong lời nói tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Soạt, ánh mắt Hoàng Bộ Thương chợt ngưng lại, đoạn kiếm lao nhanh ra, biến thành một ánh sáng lạnh công kích về phía nam tử kia. Hoàng Bộ Thương xuất kiếm, cơ thể nam tử kia run lên, cả người toát khí lạnh xông thẳng lên não. Cậu ta dại ra tại chỗ. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cái tay tóm mạnh lấy bả vai của nam tử kia, kéo cậu ta lùi về phía sau, tránh thoát một kiếm của Hoàng Bộ Thương. Chủ nhân của cánh tay này chính là quân chủ quân Bạch Hổ, Dương Thiên Hổ. Cha! Nam tử kia nhìn Dương Thiên Hổ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, kêu lên. Nam tử này chính là con trai Dương Thiên Hổ, Dương Hải. Thì ra là con trai của ông. Chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, ngược lại rất giống ông. Hoàng Bộ Thương nhìn Dương Thiên Hổ, lạnh lùng nói. Hoàng Bộ Thương, mười mấy năm không gặp, tôi còn tưởng ông đã chết ở xó xỉnh nào rồi chứ, không ngờ ông lại xuất hiện. Chỉ là bây giờ ông còn chẳng có nổi một cơ thể hoàn chỉnh, vậy có tư cách gì đứng ở đây? Còn dám giết con trai tôi, ai cho ông lá gan này? Dương Thiên Hổ nhìn Hoàng Bộ Thương, quát. Ông ta bước ra. Đôi mắt như mắt hổ, cả người tỏa ra một khí thế cuồng bạo,
giống như mãnh hổ xuống núi, không thể ngăn cản. Cậu ta sỉ nhục Quân Thiên Sách, đáng chết. Hoàng Bộ Thương không hề yếu thế nói. Hừ, Quân Thiên Sách. Sỉ nhục một quân đoàn sắp không còn tồn tại thì làm sao? Dương Thiên Hổ mạnh mẽ quát. Kẻ nào dám sỉ nhục Quân Thiên Sách, thì kẻ đó chết. Bỗng nhiên, một tiếng giống giận như tiếng sấm vang lên, sóng âm khủng bố truyền tới giống như thiên lôi cuồn cuộn, khiến mọi người có mặt đều cảm thấy khí huyết sôi trào. Soạt. Lúc này, một bóng dáng màu đen xuất hiện, tay hắn cầm một cự kiếm, chém thẳng về phía Dương Thiên Hổ. Xoẹt. Kiếm này chém ra, không khí bị xé rách, vang lên tiếng ma sát chói tai. Thấy một kiếm này rơi xuống, người của các đại quân đoàn và các đại chiến khu có mặt ở đây đều thầm sợ hãi. Uy lực của kiếm này quá mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Dương Thiên Hổ nhìn kiếm chém xuống, chợt cau mày. Ông ta trực tiếp đánh ra một quyền, điều động toàn lực chống đỡ kiếm này. Quỳnh! Dương Thiên Hổ dùng tay không chặn lấy kiếm, tiếng nổ dữ dội. Bộp bộp bộp! Dưới một đòn này, cơ thể Dương Thiên Hổ run lên, lùi về phía sau mười mấy bước, nửa quỳ dưới đất, khẽ rên, khóe miệng chảy ra sợi máu tươi. Cơ thể người xuất kiếm kia cũng lùi lại ba bước. Lúc này, mọi người có mặt ở đây mới nhìn rõ dáng vẻ của người xuất kiếm. Người này tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, mặc trường sam màu đen, trong tay xách một cự kiếm rộng khoảng 10 cm, dài đến 1 m, dày khoảng 3 cm. Toàn thân kiếm màu đen, không có bất cứ mũi nhọn nào, là trọng kiếm không mũi chân chính. Thiên Khuyết, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi. Hoàng Bộ Thương nhìn người đàn ông này, cười nói. Vẻ mặt đám người Mộ Bạch, Đồ Phu và Thẩm Thanh Y cũng là kích động. Thiên Khuyết. Nghe thấy cái tên này, người của các đại quân đoàn và chiến khu có mặt ai nấy cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Thiên Khuyết này chính là tên của quân đoàn trưởng số 1 của Quân Thiên Sách. Quân đoàn trưởng số 1 của Quân Thiên Sách Thiên Khuyết là cường giả vô thượng chỉ xếp sau quân chủ Tiêu Thiên Sách trong Quân Thiên Sách. Người này chiến tích anh dũng, từng một người một kiếm tàn sát 5 vạn đại quân của một nước. Một người tàn sát 5 vạn đại quân. Chiến tích này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải xấu hổ. Tính tình Thiên Khuyết quái gở lạnh lùng, cả đời chỉ nghe lời chiến thần Thiên Sách. Năm đó, một mình Thiên Khuyết giết chết mấy chục vạn người của liên quân 5 nước, giết địch vô số chỉ xếp sau Tiêu Thiên Sách. Khi đó ở Long Quốc, Thiên Khuyết được xưng là đại chiến thần số 2 của Quân Thiên Sách, nghiền áp các quân chủ quân đoàn khác. Nhưng sau trận chiến với liên quân 5 nước, nghe đồn Thiên Khuyết bị người hãm hại, thực lực mất hết. Đã rút khỏi Quân Thiên Sách, từ đó về sau không rõ tung tích. Không ngờ, cách nhiều năm như vậy, đối phương lại xuất hiện lần nữa. Thiên Khuyết, thực lực của ông không phải bị phế rồi hả? Dương Thiên Hổ nhìn Thiên Khuyết, vẻ mặt không thể tin nổi. Phế rồi cũng có thể đánh ông. Thiên Khuyết lạnh lùng quát. Ông xách kiếm, lại chém về phía Dương Thiên Hổ lần nữa. Kiếm này càng dũng mãnh hơn, dáng vẻ như muốn phá cả Hoa Sơn. Hư không vang lên tiếng nổ chói tai. Nhìn kiếm của Thiên Khuyết chém tới, sắc mặt Dương Thiên Hổ thay đổi. Quỳnh! Lúc này, một người khác đột nhiên xuất hiện, chặn lấy kiếm của Thiên Khuyết. Người này chính là quân chủ quân Thanh Long Mục Thanh, một trong số tứ đại chiến thần Long Quốc. Cảm ơn Mục Huynh! Dương Thiên Hổ nhìn Mục Thanh, cảm ơn ông ta. Mục Thanh! Ánh mắt Thiên Khuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh, trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Thiên Khuyết, đã lâu không gặp. Mục Thanh nhìn Thiên Khuyết, mỉm cười nói. Hừ. Thiên Khuyết nhìn Mục Thanh, hừ lạnh, mang theo chút thù hận. Năm đó, Long Quốc bầu chọn chiến thần, Thiên Khuyết vốn rất có hy vọng trở thành một trong số tứ đại chiến thần Long Quốc, nhưng cuối cùng danh hiệu một trong số tứ đại chiến thần này lại thuộc về Mục Thanh. Từ đó về sau, hai người như nước với lửa. Không hổ là người đứng thứ hai của Quân Thiên Sách, năm đó bị thương nặng như vậy. Thực lực mất hết, vậy mà còn có thể khôi phục lại. Mục Thanh nhìn Thiên Khuyết, cười nói. Năm đó không tìm được cơ hội chiến một trận với ông, hôm nay chúng ta phải đánh một trận cho tốt. Thiên Khuyết nhìn Mục Thanh, lạnh lùng quát. Hôm nay là ngày đại hội đấu võ quân đoàn, không phải lúc để chúng ta đánh nhau. Ông vẫn nên nghĩ xem làm sao bảo vệ Quân Thiên Sách của các ông đi. Mục Thanh nói. Hừ, qua hôm nay. Trên đời này sẽ không còn tồn tại Quân Thiên Sách nữa. Hôm nay không ai cứu nổi Quân Thiên Sách.
Dương Thiên Hổ u ám quát lên. Yên tâm, hôm nay chắc chắn quân Thiên Sách sẽ thắng. Hoàng Bộ Thương nói. Nghe nói đệ tử của Tiêu Thiên Sách xuất hiện rồi, quân Thiên Sách các người đang mong chờ hắn dẫn dắt quân Thiên Sách của các người trở lại đỉnh phong à. Nhưng mà đáng tiếc. Mục Thanh thản nhiên nói. Đáng tiếc cái gì? Hoàng Bộ Thương cau mày, chăm chú nhìn đối phương. Không lẽ các người còn chưa biết sao? Hôm qua, máy bay của thiếu quân chủ các người bị đạn đạo của Vương quốc Anh tập kích, bây giờ cả máy bay đều bị phá hủy, e là thiếu quân chủ của các người đã đầu thai chuyển thế rồi. Mục Thanh nói. Nghe thấy lời nói của Mục Thanh, sắc mặt đám người Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch đều thay đổi, đồng tử lần lượt co lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Mọi người khác có mặt đều bị sốc khi nghe tin tức này. Sự xuất hiện của đệ tử chiến thần Thiên Sách trước đó đã lan truyền sục sôi khắp các đại quân đoàn và chiến khu. Rất nhiều người suy đoán không biết việc đệ tử chiến thần Thiên Sách trở về ngày hôm nay có phải là để dẫn quân Thiên Sách trở lại thời kỳ đỉnh phong hay không, nhưng điều bọn họ không ngờ tới chính là đối phương lại chết như vậy. Ông nói bậy, thiếu quân chủ sẽ không chết. Đồ Phu hét lên với Mục Thanh. Đúng vậy. Chắc chắn là ông đang muốn nhiễu loạn tinh thần quân đội của chúng tôi, ông thật hèn hạ. Đoàn Đao chỉ vào Mục Thanh rồi quát lên. Các cậu có tin hay không là chuyện của các cậu, nếu các cậu không tin thì có thể liên lạc với thiếu quân chủ của các cậu thử xem. Mục Thanh nói. Lập tức liên lạc với thiếu quân chủ. Hoàng Bộ Thương nói với Mộ Bạch, người kia vội vàng bấm điện thoại gọi cho Diệp Phàm nhưng không ai trả lời. Không ai trả lời. Mộ Bạch nói với vẻ mặt khó coi. Bởi vì không liên lạc được với Diệp Phàm, sắc mặt đám người Hoàng Bộ Thương cũng hết sức khó coi. Sắc mặt của những chiến sĩ còn lại trong quân Thiên Sách cũng không ngừng thay đổi, tinh thần chiến đấu trong lòng mọi người lập tức bị dập tắt hơn phân nửa. Thiếu quân chủ sẽ không sao, mọi người không được lung lay, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tỷ võ tiếp theo. Vẻ mặt Thiên Khuyết lạnh lùng quát lên. Ngay lập tức, bọn họ đi sang một bên. Thằng nhóc đó thế mà đã chết rồi. Thật đáng tiếc, tôi không thể tự tay giết hắn. Vẻ mặt Dương Thiên Hổ lạnh lùng, hừ lạnh nói. Thằng nhóc đó đã đánh gãy cánh tay của quân đoàn trưởng quân Bạo Hùng ta, cứ để hắn chết như thế thì thật sự quá hời cho hắn rồi. Hùng Thiên quân chủ của quân Bạo Hùng lạnh lùng hét lên. Xem ra sĩ khí của quân Thiên Sách thực sự đã cạn rồi. Một giọng nữ lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. Người nói chính là Nguyệt Ni quân chủ của quân Chu Tước. Nếu không nhờ có quân Thiên Sách đã liều mạng giết địch năm đó đánh bại hết hơn phân nửa quân tinh nhuệ của liên quân năm nước thì làm sao các người có cơ hội đứng ở đây châm chọc khiêu khích. Bây giờ quân Thiên Sách suy tàn, các người lại lập tức bỏ đá xuống giếng như thế, đúng là làm mất mặt quân nhân của Long Quốc. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục trắng như tuyết đi tới, nhìn đám người Dương Thiên Hổ rồi khinh thường nói. Ông ta không ai khác chính là Nhiếp Bắc Lương, một trong 9 quân đoàn của Long Quốc quân chủ của quân Tuyết Báo. Nhiếp Bắc Lương, ông có ý gì? Dương Thiên Hổ nhìn Nhiếp Bắc Lương, hừ lạnh nói. Làm sao, tôi nói sai à? Làm bạn với mấy người đúng là xấu hổ. Nhiếp Bắc Lương lạnh lùng quát một câu rồi rời đi. Tên chết tiệt này. Hùng Thiên lạnh lùng nói. Quân Tuyết Báo và quân Thiên Sách hiện giờ đang ở dưới chót trong 9 đại quân đoàn. Cho nên ông không cần để ý bọn họ. Nguyệt Ni nói với vẻ mặt khinh thường. Một quân đoàn vô dụng như thế này nên bị thủ tiêu hoàn toàn, tránh để lãng phí tài nguyên của chiến bộ. Dương Thiên Hổ lạnh lùng nói. Tiếp theo, lãnh đạo cấp cao của 5 đại chiến khu và cấp cao của chiến bộ đều xuất hiện ở đây. Quân hàm thấp nhất trong số bọn họ cũng là quân hàm 7 sao, trong đó có rất nhiều người còn mang trên vai quân hàm cấp tướng. Lúc này, thống soái của chiến khu trung bộ tên là Thu Minh bước ra, ông ta nhìn người của 9 đại quân đoàn và nói, xin chào mọi người, tôi là Thu Minh thống soái của chiến khu trung bộ. Hôm nay tôi sẽ phụ trách tiến hành cuộc tỷ võ quân đoàn năm nay, cuộc quân đoàn tỷ võ này là để kiểm tra thực lực của các nhân tài được đào tạo trong các đại quân đoàn. Dựa theo mệnh lệnh ban hành ở cấp trên, cuộc tỷ võ quân đoàn lần này sẽ được giản lược rất nhiều, chỉ có một phần thi đấu đó là đấu võ đối kháng. Mỗi quân đoàn phái ra 10 chiến sĩ dưới 30 tuổi lên đây để tiến hành thi đấu PK, thắng một trận thì sẽ được một điểm, cuối cùng từng đại quân đoàn sẽ tính toán và tổng hợp điểm giành được, dùng số điểm này để chia thứ hạng cho 9 đại quân đoàn. Thứ hạng này liên quan đến việc mỗi đại quân đoàn của mọi người sau này sẽ được chiến bộ cung cấp bao nhiêu tài nguyên,
tiếp tế hay tiếp viện gì đó. Thứ hạng này cũng liên quan đến vinh dự của mỗi quân đoàn mọi người, tôi hy vọng mọi người đều cố gắng hết sức. Thu Minh từ tốn nói. Sau khi ông ta nói xong, người của từng đại quân đoàn có mặt ở đây đều bàn luận sôi nổi. Không ngờ lần này lại tổ chức đấu võ đối kháng, xem ra cấp trên muốn hoàn toàn cho quân Thiên Sách ta mất mặt rồi. Vẻ mặt Đồ Phu lạnh lùng, hậm hực nói. Bọn họ đều cho rằng quân Thiên Sách ta không có ai trẻ tuổi cho nên mới dùng quy định này để làm cho quân Thiên Sách chúng ta hoàn toàn mặt mà không có cơ hội trở mình đây mà. Đoạn Thiên Bằng nói. Đáng tiếc là bọn họ đã sai rồi. Thẩm Thanh Y lạnh lùng nói. Các người có lòng tin không? Hoàng Bộ Thương nhìn mấy chục chiến sĩ quân Thiên Sách chưa đầy 30 tuổi phía sau rồi nói. Quân đoàn trưởng, chúng tôi nhất định sẽ không để quân Thiên Sách mất mặt. Lúc đám người này nói. Trên người bọn họ đều toát lên khí thế lạnh lùng. Những người này đều đã được ngâm mình trong bồn tắm dược liệu do Diệp Phàm cung cấp, năng lực của bọn họ đã tăng lên gấp mấy chục lần, thực lực của từng người đều tăng lên rất nhiều. Có Tần Thành ở đây, lần này chúng ta sẽ tất thắng. Đoạn Đao cười nói, ánh mắt vừa quét về phía chiến vương chín ngón tên Tần Thành ở bên cạnh. Tôi sẽ dốc hết sức ứng phó. Ánh mắt Tần Thành sáng lên, hắn ta trầm giọng nói. Thưa các vị quân Thiên Sách, theo quy định trên, nếu mọi người không giành được hạng nhất trong cuộc tỷ võ quân đoàn lần này, e là... Lúc này, ánh mắt của Thu Minh quét về phía đám người của quân Thiên Sách rồi nói. Lần này quân Thiên Sách ta nhất định sẽ giành được đệ nhất trong cuộc tỷ võ quân đoàn. Hoàng Bộ Thương thẳng thắn quát lên. Ha ha, đúng là không biết trời cao đất rộng. Chỉ dựa vào một đám quân Thiên Sách rác rưởi các người mà cũng muốn giành vị trí đệ nhất à? Tôi còn sợ các người còn không thắng nổi một trận cơ đấy. Dương Thiên Hổ giễu cợt nói. Tôi sẽ muốn khiêu chiến với quân Bạch Hổ các người. Tần Thành trực tiếp đứng dậy nhìn Dương Thiên Hổ rồi quát lên. Xem ra lá gan của người ở quân Thiên Sách mấy cậu cũng trở nên lớn hơn rồi nhỉ, còn dám khiêu chiến với quân Bạch Hổ tôi cơ đấy. Lãnh binh, lên làm bọn họ tỉnh táo chút đi, tránh để bọn họ không biết tự lượng sức mình. Dương Thiên Hổ ra lệnh cho một người đàn ông bên cạnh. Vâng. Lãnh binh gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Đó không phải là lãnh binh vừa mới lập công hạng 2 trước đó sao? Nghe nói chiến lực của hắn ta rất mạnh, một mình hắn ta đã diệt được ở một đoàn quân địch ở biên cảnh đấy. Hắn là quân binh vương trong quân Bạch Hổ đấy. Người của quân Thiên Sách đối đầu với hắn ta chắc chắn sẽ rất thảm. Rất nhiều người có mặt đều bàn luận sôi nổi khi nhìn thấy lãnh binh vào sân. Chỉ có điều, các quan chức cấp cao của một số quân khu lớn đều nhìn Tần Thành, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ quen thuộc. Hắn chẳng phải. Thu Minh thống soái của chiến khu trung bộ nhìn Tần Thành, đột nhiên kinh ngạc nói. Chỉ là còn chưa nói xong, Tần Thành đã ra tay. Hắn ta nhìn lãnh binh, không hề nói nhảm câu nào mà xông thẳng lên tấn công đối phương. Bịch. Lãnh binh thấy Tần Thành tấn công đến nên cũng ra tay, nhưng ngay lúc đòn tấn công của hai người va chạm với nhau, lãnh binh đã trực tiếp bay ra, đập xuống đất hộc máu. Không đợi lãnh binh kịp phản ứng, Tần Thành đã xuất hiện trước mặt hắn ta, nắm đấm đập vào đầu đối phương, chỉ cần hắn ta tiến thêm 1 cm nữa là có thể nổ tung đầu. Lúc này, toàn thân lãnh binh run rẩy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mà những người từng đại quân đoàn hay chiến khu nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ đều rít một hơi khí lạnh. Bọn họ không ngờ lãnh binh một thiên tài binh vương từng diệt hết một đại đội lại bị người của quân Thiên Sách giết chết trong nháy mắt. Kết quả này hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng. Làm sao có thể? Khi Dương Thiên Hổ nhìn thấy kết quả này, sắc mặt ông ta trầm xuống, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Tốt! Toàn quân Thiên Sách bên này đều vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt ai nấy đều hưng phấn. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người có mặt nhìn về phía Tần Thành đều thay đổi. Nhìn hắn có vẻ hơi quen thì phải. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, không phải hắn ta là Tần Thành, người được mệnh danh là chiến vương chín ngón ở chiến khu Tây Bộ mấy năm trước sao? Đúng vậy, chính là hắn. Lúc trước tôi nghe nói hình như hắn ta phạm tội rồi bị cầm tù. Nhưng không ngờ lại trở thành người của quân Thiên Sách. Lúc này, rất nhiều người đã nhận ra Tần Thành. Bởi vì Tần Thành là người của quân Thiên Sách nên ban đầu rất ít người quan tâm đến hắn ta, hơn nữa hắn ta vẫn luôn đứng ở chiến khu Tây Bộ,
còn bị bỏ tù mấy năm, cho nên hầu như không có nhiều người ở đây quen biết hắn ta. Mà khi Tần Thành giết chết Lãnh Minh trong tích tắc, tất cả mọi người mới để ý đến hắn ta, lúc này mới có người nhận ra thân phận của hắn ta là Chiến Vương Chín Ngón. Đúng là Chiến Vương Chín Ngón. Không ngờ Quân Thiên Sách lại chiêu mộ được hắn, chẳng trách lần này bọn họ lại tự tin như vậy. Người của các đại quân đoàn đều bàn luận. Giờ phút này, các đại quân chủ có mặt đều đang nhìn về phía Tần Thành, bọn họ đều có cái nhìn khác nhau. Chiến Vương Chín Ngón, Quân Thiên Sách đã suy tàn rồi, cậu có nhất thiết phải chiến đấu vì bọn họ không? Chỉ bằng cậu gia nhập vào quân Bạch Hổ tôi có thể cho cậu vị trí quân đoàn trưởng đứng đầu của quân Bạch Hổ. Sau khi Dương Thiên Hồ biết được thân phận của Tần Thành, ông ta thẳng thắn nói. Quân Bạch Hổ không xứng để tôi gia nhập. Tần Thành hét lên không chút do dự. Lời nói của hắn ta trực tiếp châm ngòi lửa giận của Dương Thiên Hổ, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Thành. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cậu lên đi. Vẻ mặt Dương Thiên Hổ lạnh lẽo, lại bảo thêm người đi đối đầu với Tần Thành. Quỵt. Nhưng chưa đầy 3 giây đồng hồ, người do Dương Thiên Hổ phái ra đã bị Tần Thành đánh bay ra ngoài lần nữa. Người của quân Bạch Hổ ông chỉ có chút thực lực thế này thôi sao? Tần Thành tỏ vẻ khinh thường nói. Cậu! Dương Thiên Hổ suýt chút nữa tức giận đến mức muốn đích thân ra tay. Không hổ là nhân vật cấp bậc chiến vương, quá điên cuồng. Hôm nay để người của quân Thanh Long đến chào hỏi cậu đi. Mục Thanh quân chủ quân Thanh Long nhìn Tần Thành và nói. Viên Kiệt, giao hắn cho cậu đấy. Mục Thanh nói với một thanh niên ở bên cạnh. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ đánh bại hắn. Thanh niên này lập tức nói. Hắn ta là đệ tử duy nhất của Mục Thanh, tên là Viên Kiệt, một hạt giống tốt mà Mục Thanh tìm được hơn 10 năm trước, được một tay ông ta bí mật rèn giũa. Ánh mắt Viên Kiệt quét về phía Tần Thành, lập tức xông về phía đối phương, trên người hắn ta toát lên chiến ý khủng bố. Địa cảnh. Lúc này, rất nhiều cao thủ có mặt đều sửng sốt khi nhìn vào khí tức mà Viên Kiệt toát ra. Thực lực trên người của Viên Kiệt hiện giờ đã bước vào địa cảnh, mà tuổi của đối phương cùng lắm chỉ mới 25, 26 tuổi. Từng tuổi này mà có thể đạt tới trình độ địa cảnh thì chắc chắn là một thiên tài võ đạo hiếm hoi rồi. Trong số các thế hệ trẻ tuổi của 9 đại quân đoàn, hắn ta nhất định là tồn tại đứng đầu. Viên Kiệt nhìn chằm chằm vào Tần Thành, không hề nói lời vô nghĩa mà trực tiếp ra tay, trong tay hắn ta vung ra một thanh nhuyễn kiếm, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phía, kiếm khí bức người. Tần Thành đối mặt với công kích của Viên Kiệt, lại tung ra một cú đấm. Cú đấm này trực tiếp đánh vào thanh nhuyễn kiếm của Viên Kiệt, nhuyễn kiếm bị đánh cho uốn lượn rồi dán vào cơ thể hắn ta. Một tiếng nổ vang, Viên Kiệt bị đánh liên tục lui về phía sau, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, lần nữa lao về phía Tần Thành. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, hai người bắt đầu một trận chiến khốc liệt. Viên Kiệt dùng hết tất cả kỹ năng mà Mục Thanh dạy cho hắn ta, nhưng hắn ta vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Ầm ầm. Dưới trận chiến khốc liệt, Tần Thành chớp lấy cơ hội, dùng dao cọ chém thẳng vào một bộ phận nào đó trên cơ thể đối phương. Đột nhiên, Viên Kiệt này mất đi sức lực và bị đánh bay ra ngoài. Phụt! Viên Kiệt nằm trước mặt Mục Thanh, trong miệng không ngừng hộc máu. Lúc này, sắc mặt Mục Thanh có chút khó coi, những quân chủ khác đều cau mày. Bọn họ chưa bao giờ ngờ tới Quân Thiên Sách lại tìm được một cao thủ như vậy, ngay cả người của quân Thanh Long và quân Bạch Hổ đều không phải là đối thủ của hắn ta, cho nên những người trong quân đoàn của bọn họ càng không thể là đối thủ. Xem ra lần này những người khác không cần ra sân nữa rồi, một mình Tần Thành cũng đủ để trấn áp bọn họ. Đồ Phu cười nói. Lần này, Quân Thiên Sách chúng ta cuối cùng cũng có thể hung hăng chút giận rồi, nhưng không biết thiếu quân chủ. Thẩm Thanh Y cau mày nói. Chúng ta phải tin tưởng thiếu quân chủ, ngài ấy sẽ không sao đâu. Thiên Khuyết trầm giọng nói. Còn ai muốn đánh với tôi một trận nữa không? Lúc này, Tần Thành đang đứng ở đó, ánh mắt thờ ơ. Hắn ta bày ra tư thế độc cô cầu bại. Ngay sau đó, một thanh niên mặc trang phục màu đỏ thẫm đi tới chỗ Tần Thành. Anh là ai? Tần Thành nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Xích Lân thiếu quân chủ của quân Kỳ Lân. Người thanh niên thờ ơ nói. Hóa ra là thiếu quân chủ của quân Kỳ Lân.
Tôi nghe nói vị thiếu quân chủ này của quân Kỳ Lân là thiên tài trăm năm khó gặp trong chiến bộ Long Quốc đấy. Không biết vị thiếu quân chủ này của quân Kỳ Lân mạnh đến mức nào, có thể đánh bại chiến vương chín ngón không đây? Sau khi thanh niên này tự khai báo thân phận, mọi người có mặt đều bàn luận sôi nổi. Đám người Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch cũng nhìn chăm chú vào Xích Lân với vẻ mặt nghiêm trọng. Quân Kỳ Lân này chính là tồn tại mạnh nhất trong 9 đại quân đoàn của Long Quốc hiện nay, thậm chí so với thời kỳ đỉnh cao của quân Thiên Sách hơn 10 năm trước, quân Kỳ Lân cũng chỉ kém quân Thiên Sách một con đường. Quân chủ Xích Lân của quân Kỳ Lân cũng là một trong tứ đại chiến thần của Long Quốc, thực lực của hắn ta cũng không thua kém bao nhiêu khi đối mặt với chiến thần Thiên Sách. Đặc biệt là trong 10 năm qua, quân Kỳ Lân phát triển rất mạnh mẽ, số lượng quân nhân của toàn bộ quân Kỳ Lân đã vượt hơn 500.000 người, không thua kém gì quân Thiên Sách vào thời kỳ đỉnh cao năm đó. Trong cuộc tỷ võ quân đoàn những năm qua, vị trí đệ nhất vẫn luôn thuộc về quân Kỳ Lân. Mà vị thiếu quân chủ quân Kỳ Lân này càng có tiếng tăm vang xa, chính là nhân tài tuyệt thế, cho nên đám người Mộ Bạch lộ ra sự lo lắng. Tôi từ lâu đã nghe nói đến thực lực cao cường của thiếu quân chủ quân Kỳ Lâm, là một quân nhân trẻ tuổi chưa từng gặp được đối thủ trong quân đội, hôm nay tôi mới được chính thức gặp mặt. Tần Thành nhìn chằm chằm vào Xích Lân, ánh mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn ta lập tức ra tay, tấn công về phía Xích Lân. Bùm! Sắc mặt Xích Lân thờ ơ, đánh ra một chưởng, một quả cầu lửa liền ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản ra nhiệt độ cao khủng khiếp. Ngay lập tức, đòn tấn công của hai người va vào nhau. Tần Thành chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như bị ngọn lửa thiêu cháy, tỏa ra mùi khét nhàn nhạt, thân thể vô thức lui về phía sau. Mà Xích Lân nhanh chóng tiến lên một bước, hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, sau đó tấn công Tần Thành. Dầm! Hai đòn tấn công lại va chạm vào nhau. Sau đó Tần Thành bị Xích Lân đánh bay về phía sau. Phụt! Tần Thành nửa quỳ trên mặt đất, hộc ra máu tươi, sắc mặt liền tái nhợt. Vẻ mặt của đám người thay đổi không ngừng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không hổ danh là thiếu quân chủ Xích Lân, quả nhiên rất lợi hại. Cuộc tranh tài của các quân đoàn lần này đứng đầu lại là quân Kỳ Lân. E rằng quân Thiên Sách không thể lấy được hạng nhất rồi. Xem ra sau này quân Thiên Sách sẽ chẳng còn tồn tại được nữa. Vài quan chức cấp cao của chiến bộ có mặt tại đó đang thảo luận và lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Hừ, cuối cùng cũng xong đời rồi. Dương Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần quân Thiên Sách không thể giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài này, vậy thì ông ta sẽ rất vui vẻ. Tần Thành, cậu làm sao vậy? Đám người Mộ Bạch đi tới đỡ Tần Thành đứng dậy. Tôi ổn, thật xin lỗi. Tần Thành xin lỗi. Không sao đâu, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Thực lực của vị thiếu quân chủ quân Kỳ Lân này đã vượt xa những người bằng tuổi. Hoàng Bộ Thương nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như chúng ta không đánh bại được hắn, vậy thì cho dù có đánh bại tất cả những người khác, điểm của chúng ta cũng không thể cao hơn quân Kỳ Lân. Đoàn Đao lo lắng nói. Lúc này, những quân đoàn trưởng này cau mày thật chặt. Quân Thiên Sách của mấy người xong đời rồi. Chuyện này đã được định sẵn, không ai có thể thay đổi được. Dương Thiên Hổ hét lớn. Kẻ nào đã nói thế? Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Một bóng người liền xuất hiện ở đây. Người này không ai khác chính là Nhị Hổ. Sự xuất hiện của Nhị Hổ khiến đám người cảm thấy vô cùng choáng váng. Cậu là ai? Ai cho phép cậu vào đây? Dương Thiên Hổ nhìn Nhị Hổ, trực tiếp hét lên. Tôi tới đây để đại diện cho quân Thiên Sách tham gia cuộc tranh tài của quân đoàn. Nhị Hổ nói thẳng. Cậu là người của quân Thiên Sách, làm sao có thể chứng minh? Dương Thiên Hổ lạnh lùng nói. Điều này có thể được chứng minh được không? Nhị Hổ trực tiếp lấy ra một con dấu lớn. Thiên Sách ấn. Đám người Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương đều ngạc nhiên nhìn con dấu. Đây là con dấu quân sự của quân Thiên Sách, năm đó khi chiến thần của quân Thiên Sách còn tồn tại, bất kỳ văn bản nào do quân Thiên Sách ban hành đều sẽ được đóng dấu bởi con dấu này. Thiên Sách ấn và Thiên Sách lệnh là hai vũ khí được chiến thần Thiên Sách sử dụng để chỉ quân Thiên Sách. Mấy quan chức cấp cao của chiến bộ cũng chết lặng khi nhìn thấy con dấu này. Bọn họ trước đây đều đã từng nhìn thấy Thiên Sách ấn. Thiên Sách ấn chính là con dấu năm đó Long Soái tự tay trao cho chiến thần Thiên Sách. Cậu và quân chủ có quan hệ gì? Thiên Khuyết hỏi thẳng Nhị Hổ. Tôi là thuộc hạ của thiếu quân chủ, lần này nhận lệnh đến giúp mọi người một tay. Nhị Hổ đáp.
Vậy còn thiên sách ấn? Hoàng Bộ Thương nhìn thiên sách ấn hỏi. Đây chính là chiến thần thiên sách bảo tôi mang đến cho chủ nhân. Nhị hổ nói. Chiến thần thiên sách. Khi đám người có mặt ở đây nghe thấy bốn chữ này, vẻ mặt của bọn họ liên tục thay đổi. Dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng bốn chữ chiến thần thiên sách vẫn là ngọn núi khó có thể vượt qua đối với quân đoàn của Long Quốc. Lúc này nhị hổ liếc nhìn Xích Lân, hỏi, đánh bại hắn ta thì quân thiên sách có thể thắng rồi. Đúng vậy, nhưng thực lực của hắn ta rất mạnh, Mộ Bạch nhắc nhở. Nhị hổ đi thẳng về phía quân chủ quân Kỳ Lân, đứng trước mặt hắn ta rồi nói, ra tay đi. Xích Lân nhìn chằm chằm vào nhị hổ, rồi xuất chiêu. Lúc này lòng bàn tay của hắn ta bốc lên ngọn lửa đỏ rực, thậm chí toàn bộ cánh tay phải của hắn ta đều bùng cháy, ngọn lửa cực kỳ quái dị. Khi nhị hổ đối mặt với đòn tấn công này của Xích Lân, anh ta trực tiếp đấm ra một chưởng. Bùm! Lúc này hư không vang lên một tiếng nổ lớn, năng lượng cuồng bạo bộc phát ra, một luồng gió lốc nổi lên dữ dội. Phụt! Khi lòng bàn tay của Xích Lân vừa tiếp xúc với nắm đấm của nhị hổ, còn chưa kịp phản ứng đã bị hất văng xuống đất, hộc ra máu tươi, bàn tay phải đã bị đánh gãy. Cảnh tượng này diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, thiếu quân chủ quân Kỳ Lân được coi là quân đoàn mạnh nhất ở Long Quốc, đã bị đánh bại ngay tức khắc. Lúc này, các chiến sĩ, quân chủ và tướng quân có mặt ở đó đều bàng hoàng. Ngay cả mấy vị quân đoàn trưởng của quân thiên sách cũng vô cùng kinh hãi. Bọn không ngờ rằng nhị hổ trẻ như vậy nhưng lại có một sức mạnh cực kỳ kinh người. Yếu đến vậy sao? Lúc này nhị hổ đã nói ra một câu thật ngứa đòn. Anh chàng này thật tự phụ. Tất nhiên nhị hổ không phải ra vẻ gì. Lúc trước anh ta và đại ca của mình bị các vị sư phụ của Diệp Phàm đánh mỗi ngày ở núi Cửu Long, điều này khiến họ nhận thức được thế nào là sức mạnh thực sự của một cường giả. Vậy nên khi hôm nay đánh nhau với thiếu quân chủ quân Kỳ Lân, anh ta mới cảm thấy thực lực hắn ta kém xa như vậy. Trong lòng nhị hổ, Xích Lân quả thực quá yếu so với mấy vị sư phụ của Diệp Phàm. Cậu rất mạnh. Thiếu quân chủ quân Kỳ Lân Xích Lân được đỡ dậy, ánh mắt dán chặt vào nhị hổ, sau khi bị đánh bại không hề có chút tức giận nào, nhìn rất bình tĩnh. Anh cũng được. Nhị hổ nhìn Xích Lân không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gãi đầu nói. Có vẻ như lần này chúng ta thắng chắc rồi. Lúc này, các quân đoàn trưởng của quân thiên sách vô cùng phấn khích. Những người khác có mặt ở đó cũng cảm thấy như mình đang mơ vậy. Bọn họ không ngờ hôm nay cuộc tranh tài của các quân đoàn hôm nay lại có kết quả như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thu thống soái, nếu kết quả của cuộc tranh tài đã rõ ràng rồi, vậy còn tiếp tục cuộc thi làm gì nữa? Tôi nghĩ ông có thể trực tiếp tuyên bố quân đoàn đứng đầu được rồi đấy. Thiên Khuyết liếc nhìn Thu Minh thống soái của chiến khu trung bộ rồi nói. Cái này, Thu Minh không biết trả lời thế nào. Ông ta không ngờ kết quả lại như vậy. Phản quân mà cũng muốn giành được hạng nhất. Thật buồn cười. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài truyền đến. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sau đó có rất nhiều người xuất hiện ở đây. Từng người đều toát ra hơi thở lạnh lẽo băng giá, thực lực của bọn họ đều là những cao thủ huyền cảnh trở lên. Những người đi đầu đám người còn bộc phát ra uy lực của thiên cảnh, trong đó có một người mặc áo choàng đen, đầu tóc cắt ngắn, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, tỏa ra một áp lực ngột ngạt khiến người khác khó thở. Thực lực của người này còn đáng sợ hơn những cường giả thiên cảnh. Mấy người là, Thu Minh cau mày khi nhìn nhóm người này. Lãnh quân, phó tổ trưởng Tổ Long. Người đàn ông mặc áo choàng đen và tóc ngắn lạnh lùng đáp, chính hắn ta cũng là người vừa rồi nói ra những lời đó. Những lời cậu vừa nói là có ý gì? Phản quân là ai? Thiên Khuyết nhìn lãnh quân, lạnh lẽo hỏi. Đương nhiên là quân thiên sách mấy người. Lãnh quân đáp. Soạt. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người có mặt ở đó đều thay đổi. Cậu nói cái gì? Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu đều trừng mắt nhìn lãnh quân. Thân là quân nhân, bọn họ không thể chịu đựng được việc bị người khác nói mình đã phản bội Tổ quốc. Đây là lệnh bắt giữ của cấp trên, quân thiên sách bị nghi ngờ thông đồng với kẻ địch, bây giờ lệnh cho 5 đại chiến khu và 8 đại quân đoàn nhận được lệnh hỗ trợ Tổ Long bắt giữ tất cả các quân đoàn trưởng quân thiên sách để tiến hành điều tra. Phàm là người của quân thiên sách đều bị bắt giữ, nếu có ai chống đối, giết không cần thương tiếc. Lãnh quân lấy ra lệnh bắt giữ ra, trong đó ghi những gì hắn ta vừa nói.
lệnh bắt giữ còn có con dấu của nội các Long Quốc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhìn thấy lệnh bắt giữ này, trong lòng của tất cả đại quân đoàn đều bàng hoàng. Bọn hắn không ngờ quân Thiên Sách thế mà lại dám làm phản. Suy cho cùng, đây là lệnh bắt do chính nội các đưa ra, làm sao có thể sai được. Vu khống. Quân Thiên Sách chúng tôi trung thành tận tâm với Tổ quốc, sao có thể làm phản được? Đồ Phu quát lên. Đúng vậy, đây chính là vu khống. Các quân đoàn trưởng quân Thiên Sách cũng phản bác. Có phải là vu khống hay không, sau khi điều tra rõ ràng chúng ta sẽ biết. Bây giờ mấy người muốn ngoan ngoãn chịu trói hay là để tôi ra tay? Lãnh quân hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người Thu Minh rồi nói, các người đã nhận được lệnh hỗ trợ Tổ Long bắt giữ người. Thế mà vẫn chưa ra tay à? Hôm nay ai dám phản kháng, giết không cần thương tiếc. Lãnh quân vừa dứt lời, Mục Thanh, Dương Thiên Hổ, Hùng Thiên là những người đầu tiên có phản ứng, bọn họ đem quân trực tiếp bao vây quân Thiên Sách. Tiếp theo, những quân đoàn còn lại và người của các đại chiến khu cũng đã ra tay, bao vây quân Thiên Sách, với vô số họng súng chĩa vào họ. Dừng lại, đột nhiên một giọng nói vang lên. Hắc Uyên! Thiết thủ và quân đao vội vàng chạy tới. Các người đang làm gì vậy? Hắc Uyên lạnh lùng nói. Hắc Uyên, quân Thiên Sách đã phản quốc. Chúng tôi nhận được lệnh bắt giữ bọn họ để điều tra. Cậu có muốn bảo vệ họ sao? Lãnh quân đáp. Phản quốc? Làm sao có thể như vậy? Ai nói như vậy? Sắc mặt Hắc Uyên tối sầm lại, lạnh lẽo hỏi. Lãnh quân trực tiếp lấy ra lệnh bắt giữ, Hắc Uyên đọc xong sắc mặt liền thay đổi. Nội các thế mà lại làm một việc hèn hạ như vậy. Quân đao nhìn vào nội dung lệnh bắt giữ, giận dữ nói. To gan, dám coi thường nội các. Bắt lấy chúng, lãnh quân nhìn quân đao rồi quát lên. Quân đao, thiết thủ lập tức thủ thế tấn công. Các người cũng muốn phản quốc à? Tôi nói cho các người biết, hôm nay ai dám giúp đỡ quân Thiên Sách hoặc chống cự, lập tức giết. Lãnh quân hét lên. Tôi muốn xem kẻ nào dám động vào quân Thiên Sách. Đột nhiên, một giọng nói tàn nhẫn vang lên. Vừa dứt lời, một luồng hơi thở cực kỳ lạnh lẽo và tà ác bao trùm toàn bộ chiến khu. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi, thân thể vô thức run rẩy, ánh mắt đều nhìn về giọng nói vừa phát ra. Chỉ nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ bước tới. Tôi cũng muốn xem, ai dám đụng tới quân Thiên Sách. Ngay khi Phó Tổ trưởng Tổ Long... Lãnh quân muốn điều động người của 8 quân đoàn và 5 chiến khu để bắt quân đoàn trưởng quân Thiên Sách thì một tiếng quát lạnh như băng vang lên. Âm thanh lạnh lẽo chói tai, khiến cho những người ở quân doanh run rẩy, ai nấy đều sợ hãi, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Lúc này, ánh mắt của tất cả đều nhìn ra bên ngoài doanh trại. Có bóng người đang đi về phía bên này, trên người hắn ta bao phủ sát khí ngút trời, giống như ma quỷ giáng thế. Thiếu quân chủ. Đám người Hoàng Phố Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu nhìn thấy người đến thì kích động hô lên. Người tới không ai khác chính là Diệp Phàm. Lúc này, trên người Diệp Phàm tản ra một loại tà khí hung ác, gương mặt thờ ơ, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, mang lại cho người ta một cảm giác không rét mà run. Thiếu chủ quân, cậu không sao rồi, tốt quá. Đám người Mộ Bạch đi tới trước mặt Diệp Phàm, xúc động nói. Hắn chính là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách. Không phải nói máy bay của hắn bị tên lửa tập kích, chết rồi sao? Sao vẫn còn sống? Dương Thiên Hổ nhìn Diệp Phàm, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt u ám hô lên. Mục Thanh cũng nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Ngay lập tức, người của 8 đại quân và 5 chiến khu đều nhìn về phía Diệp Phàm, bàn tán sôi nổi. Mạng của tên này cũng lớn thật. Quả nhiên, đệ tử mà ông ấy dạy dỗ, sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Quân đao nhìn Diệp Phàm. Lẩm bẩm nói. Phó Tổ trưởng Tổ Long, lãnh quân nhìn thấy Diệp Phàm còn sống, gã nhíu mày rồi lập tức rút điện thoại báo cáo. Lúc này, một cỗ sát khí bao trùm cơ thể gã ta, giọng nói lạnh như băng vang bên tai vị Phó Tổ trưởng này, là ông muốn động tới quân Thiên Sách. Rất ngắn gọn nhưng lại khiến cho người ta lạnh tới thấu xương, đáy lòng lãnh quân run lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tựa như ác quỷ đòi mạng. Lãnh quân vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt ẩn chứa sát khí vô tận của Diệp Phàm. Cậu! Vụt! Lãnh quân còn đang định nói gì đó thì người sau đã nhanh như chớp xuất hiện trước mặt gã, một tay trực tiếp bóp lấy cổ họng. Ngay lập tức, gương mặt lãnh quân đỏ lên, cảm giác không thể thở nổi, gã ta trừng mắt nhìn Diệp Phàm, tôi là Phó Tổ Long. Răng rắc!
Không đợi gã nói xong, Diệp Phàm đã vặn gãy cổ. Lúc này, đầu lãnh quân lệch sang một bên, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, gã ta đã tắt thở. Bịch! Diệp Phàm vung tay, tùy ý ném thi thể của lãnh quân trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mọi người ở đây thấy vậy, đều hít sâu một hơi. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đường đường là phó tổ trưởng Tổ Long lại bị giết một cách dễ dàng như vậy. Cái chết này có phải quá đột ngột? Không ít người bị dọa sợ vẫn chưa hoàn hồn. Mày dám giết phó tổ trưởng. Tổ Long và nội các sẽ không tha cho mày. Một cường giả thiên cảnh của Tổ Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt vô cùng khó coi. Phụt! Diệp Phàm vung tay, thanh kiếm ngắn bắn ra xuyên thấu cơ thể đối phương, một kiếm mất mạng. Một cường giả thiên giới bị giết trong nháy mắt, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Phút! Ánh mắt khát máu của Diệp Phàm xâm nhìn về phía những người còn lại của Tổ Long. Ai nấy đều câm như hến, không dám nói thêm nửa lời, ngay cả nhìn Diệp Phàm cũng không dám. Lúc này, bầu không khí của doanh địa chiến khu như bị đông lại, trở nên vô cùng áp lực. Danh con, cậu làm như vậy là muốn công khai chống đối nội các sao? Các vị, người lại dám giết chết phó tổ trưởng, đối nghịch với nội các, không thể tha thứ. Mọi người phải hành động ngay lập tức, bắt đám quân thiên sách phản đồ và tên này lại. Lúc này, Dương Thiên Hổ nhìn Diệp Phàm bằng vẻ mặt lạnh như băng. Không sai, tên này to gan làm loạn, ngay cả người của Tổ Long cũng giết, còn công khai chống lại mệnh lệnh của nội các, hắn ta đang phản quốc trắng trợn. Ngay cả đệ tử của chiến thần thiên sách cũng phản quốc, vậy quân thiên sách phản bội Long Quốc là chuyện không phải nghi ngờ, vậy nên tuyệt đối không được bỏ qua cho bọn họ. Quân chủ quân Bạo Hùng, Hùng Thiên tán thành nói. Hừ, các người là một đám đổi trắng thay đen. Các người có tư cách gì mà nói quân thiên sách phản quốc? Quân chủ quân Tuyết Báo, Nhiếp Bắc Lương bất mãn nói. Mục quân chủ, thủ thống soái, ở đây quân chức của hai người là cao nhất, hai người mau ra lệnh bắt tên kia và quân thiên sách lại. Dương Thiên Hổ nhìn quân chủ quân Thanh Long, Mục Thanh và thống soái của chiến khu Trung Bộ Thu Minh nói. Đúng thế. Hùng Thiên cũng lạnh giọng nói. Ông nói quân thiên sách phản quốc. Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía Dương Thiên Hổ và Hùng Thiên. Không sai. Các người là một lũ phản quốc. Dương Thiên Hổ lớn tiếng quát. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên nhấc chân đi về phía hai vị quân chủ. Nhìn thấy hành động của Diệp Phàm, vẻ mặt của Dương Thiên Hổ và Hùng Thiên đều thay đổi. Người đâu? Bọn họ hô lên. Người của quân Bạch Hổ và quân Bạo Hùng cầm vũ khí xông lên, bao vây Diệp Phàm, súng trong tay bọn họ nhắm thẳng đối phương. Nổ súng. Giết chết hắn ta. Hai vị quân chủ hạ lệnh không chút do dự. Đoàng đoàng đoàng. Lập tức, chiến sĩ quân Bạch Hổ và quân Bạo Hùng bóp cò, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm chết chắc, bọn họ lại bị dọa cho ngây người. Chỉ thấy những viên đạn lao tới Diệp Phàm, lại bắn ngược lại phía chiến sĩ quân Bạch Hổ và Bạo Hùng một cách quỷ dị. Phụt phụt phụt. Trong chớp mắt, hàng trăm chiến sĩ hai quân đã bị bắn xuyên người. Vẻ mặt của Bạch Thiên Hổ và Hùng Thiên vô cùng khó coi. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía hai người bọn họ. Bảo vệ quân chủ. Các đại quân đoàn trưởng của Dương Thiên Hổ và Hùng Thiên đều đứng ra, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt đầy cảnh giác. Diệp Phàm, dừng tay đúng lúc. Lúc này, quân chủ quân Thanh Long lên tiếng. Nhưng Diệp Phàm như không nghe thấy lời ông ta nói, hắn vẫn bước tiếp. Thấy Diệp Phàm không để ý tới mình, vẻ mặt Mục Thanh lạnh đi, ánh mắt ông ta hiện ra vẻ tức giận, tuổi còn trẻ đã ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ thay Tiêu Thiên Sách dạy cho cậu một bài học. Cơ thể Mục Thanh khẽ động, ông ta vọt về phía Diệp Phàm, không chút lưu tình đánh một chưởng tấn công đối phương. Thay lục sư phụ dạy dỗ tôi. Ông nghĩ mình là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn Mục Thanh. Dứt lời, hắn cũng đánh lại một chưởng, đỡ lấy nắm đấm của Mục Thanh. Hai chưởng chạm nhau giống như sao hỏa va vào trái đất, tiếng nổ chói tai vang lên. Sức mạnh của hai người va chạm bộc phát ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Bùm! Dưới đòn tấn công này, tiếng sấm không ngừng vang lên. Mục Thanh bị đánh lui, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Những người khác trông thấy Mục Thanh là quân chủ quân Thanh Long, một trong tứ đại chiến thần của Long Quốc cũng bị Diệp Phàm một chưởng đánh lui, ai nấy đều hoang mang.
người đệ tử này của Chiến Thần Thiên Sách cũng quá khủng bố rồi. Vẻ mặt của Dương Thiên Hổ và Hùng Thiên nhìn Diệp Phàm lại càng thêm khó coi. Dạy dỗ tôi, ông không đủ tư cách. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Mục Thanh. Lời nói của hắn khiến Mục Thanh siết nắm kêu răng rắc, trong lòng tràn ngập tức giận. Trên người Mục Thanh tản ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, cỗ lực lượng này chính là sức mạnh chân khí. Tông cảnh. Những quân đoàn trưởng và thống soái chiến khu nhìn thấy năng lượng chân khí mà Mục Thanh phát ra, tất cả đều trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không ai ngờ thực lực của quân chủ quân Thanh Long đã đạt tới tông cảnh. Đạt tới tông cảnh chính là tông sư võ đạo chân chính. Thân phận này không thấp hơn so với Chiến Thần Long Quốc, thậm chí trong giới võ đạo, một tông sư võ đạo còn có lực uy hiếp hơn một Chiến Thần Long Quốc. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước, thực lực của các quân chủ đều đã đạt tới cấp bậc thiên cảnh, hiện tại quân chủ quân Thanh Long đột nhiên bước vào tông cảnh, điều này khiến những quân chủ khác phải khiếp sợ. Dựa vào bí pháp để ép tăng lên tới cấp bậc tông cảnh. Diệp Phàm khinh thường nhìn Mục Thanh. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương không thật sự bước vào tông cảnh, mà là dựa vào bí pháp, ép lực tăng lên, đương nhiên những người khác không nhìn ra bởi vì thực lực chưa đủ, còn tưởng là Mục Thanh đã đạt tới tông cảnh. Lúc này, Mục Thanh dùng thực lực tông cảnh vọt thẳng tới giết Diệp Phàm. Cú đấm của ông ta giống như đạn pháo, nổ tung vào hư không với khí thế không thể ngăn cản. Nhưng Diệp Phàm căn bản không thèm nhìn, hắn lại đánh ra một chưởng. Phụt! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân thể của Mục Thanh như diều đứt dây, bay ra ngoài nện mạnh trên mặt đất, điên cuồng hộc máu. Mọi người hít sâu một hơi. Diệp Phàm tiếp tục bước về phía Hùng Thiên. Sắc mặt Hùng Thiên vô cùng khó coi, vài vị quân đoàn trưởng bên cạnh sợ hãi lùi về sau, không dám che trước mặt Hùng Thiên, bọn họ bị thực lực đáng sợ của Diệp Phàm dọa sợ. Đứng trước sống chết, cái gọi là trung thành bảo vệ chủ rất buồn cười. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phàm đi đến trước mặt Hùng Thiên, sau đó bóp cổ nhấc lên cao. Trên dưới quân Thiên Sách luôn trung thành và tận tâm với người dân Long Quốc, với Long Quốc, bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái vì nước, hiên ngang lẫm liệt. Không ai được phép chửi bới bọn họ, bao gồm ông. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ. Rắc. Nói xong hắn bẻ gãy cổ Hùng Thiên. Thân thể Hùng Thiên nện xuống đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Cứ như vậy, quân chủ quân đoàn Bạo Hùng, một trong 9 quân đoàn Long Quốc chết thảm trong tay Diệp Phàm. Đây cũng là quân chủ Long Quốc thứ 2, ngoài quân chủ quân Thiên Lang chết trên tay Diệp Phàm. Nhìn quân chủ quân Bạo Hùng chết như vậy, sắc mặt mọi người cứng lại, chưa kịp lấy lại tinh thần. Diệp Phàm lại nhìn về phía quân chủ quân Bạch Hổ, Dương Thiên Hổ. Lúc này Dương Thiên Hổ vô cùng sợ hãi và kiêng kỵ Diệp Phàm, hoàn toàn không còn sự coi rẻ và khinh thường như vừa rồi. Diệp Phàm bước từng bước về phía Dương Thiên Hổ. Tiếng bước chân này lọt vào trong tai Dương Thiên Hổ giống như tiếng bước chân của tử thần đến đòi mạng. Mồ hôi trên trán rơi như mưa, sau lưng ướt đẫm, cả người run rẩy. Mấy người còn không nhanh ra tay giết hắn, hắn ta điên rồi, nhanh giết hắn. Ngay sau đó Dương Thiên Hổ kêu gào với mấy quân chủ chiến khu khác. Thống soái Thu, xin ra lệnh triệu tập người của chiến khu bao vây tiêu trừ hắn ta, nếu không chúng ta sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quân chủ quân Chu Tước, Thác Bạt Nghê nhìn về phía Thu Minh. Người này to gan làm loạn, cần thiết bắt lấy, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thống soái chiến khu Nam Bộ. Nam Cung Linh quát lạnh. Đúng vậy. Mấy tướng lĩnh còn lại cũng gật đầu đồng ý. Đệ tử chiến thần, nếu cậu không dừng tay, tôi đành phải xin lỗi cậu. Thu Minh suy nghĩ vài giây, gằn giọng nói. Ông ta vừa dứt lời, các chiến sĩ nhiều chiến khu cầm súng ống vọt ra, bao vây Diệp Phàm. Sỉ nhục chửi bới quân Thiên Sách đều đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tiếp tục đi về phía Dương Thiên Hổ. Nổ súng. Thu Minh hét lên. Dừng tay. Đột nhiên Hắc Huyên kêu lên, nhìn chăm chú vào Thu Minh, thống soái Thu, 9 quân đoàn và 5 chiến khu lệ thuộc vào chiến bộ. Nếu hôm nay ông nổ súng giết cậu ta, ông đã nghĩ xong lý do báo cáo với Long soái chưa? Ông nghĩ đến nếu ông giết cậu ta, Chiến Thần Thiên Sách sẽ làm gì không? Hắc Huyên lạnh lùng nói. Lời nói của anh ta làm sắc mặt Thu Minh cứng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Thống soái Thu. Đừng do dự, còn không ra tay, quân chủ Dương sẽ chết.
Thác Bạt Nghê nói với Thu Minh. Thu Minh, ra tay. Không tiếc đại giới giết chết hắn ta. Lúc này, Mục Thanh che ngực kêu lên. Ánh mắt Thu Minh lóe lên. Trong lúc ông ta đang do dự, Diệp Phàm đã đi đến trước mặt Dương Thiên Hổ, sau đó tung ra một đấm. Rắc! Chỉ trong nháy mắt, tay phải của Dương Thiên Hổ bị Diệp Phàm bóp nát, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ầm! Diệp Phàm tung ra một quyền đâm xuyên thân thể của Diệp Phàm. Phụt! Dương Thiên Hổ hộc máu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không nói lên lời, tắt thở. Chủ nhân quân đoàn 3 cũng ngã xuống trong tay Diệp Phàm. Dương Thiên Hổ bị giết, không khí hiện trường đọng lại. Mọi người gần như nín thở, hai mắt mở to. Thời gian như bị đóng băng. Phó Tổ trưởng Long Tổ, quân chủ quân Bạo Hùng, quân chủ quân Bạch Hổ, cả ba vị này đều là những đại lão đứng trên đỉnh quyền lợi, hiện tại đều chết trong tay Diệp Phàm. Nếu truyền tin tức này ra ngoài đủ để chấn động Long Quốc. Sau khi Dương Thiên Hổ, sắc mặt của Thác Bạt Nghê và Mục Thanh vô cùng khó coi, những người còn lại nhìn Diệp Phàm với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Còn ai muốn chết, tôi có thể thành toàn. Diệp Phàm nhìn về phía 8 quân đoàn và 5 chiến khu, quát to. Đối mặt với sự ngông cuồng của Diệp Phàm, mọi người im lặng không nói. Lần này người đứng đầu đại hội đấu võ quân đoàn là ai? Diệp Phàm nhìn về phía Thu Minh, lạnh nhạt nói. Là quân Thiên Sách. Thu Minh bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm, cảm nhận được sự áp bách đáng sợ, thân thể bị trấn áp, dường như có thể bước vào địa ngục bất cứ lúc nào, ông ta vội vàng nói. Nói cho người của nội các, tôi nhớ kỹ những hành động của bọn họ, nếu bọn họ còn dám đánh ý đồ lên quân Thiên Sách, tôi đảm bảo làm Long Quốc không còn ngày bình yên. Nếu quân Thiên Sách bắt được đệ nhất, vậy phần thưởng và tài nguyên thuộc về quân Thiên Sách, không thể thiếu bất kỳ món gì, nếu không sẽ là ngày chết của mấy người. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Nói xong hắn mang theo đám người Hoàng Bộ Thương rời đi. Diệp. Hắc Uyên nhìn Diệp Phàm, đang định lên tiếng thì Diệp Phàm nói, trở về nói cho Long Soái tôi lấy được Hà Đồ Lạc Thư, nhưng ông ta muốn thì tự đến quân Thiên Sách lấy. Nói xong Diệp Phàm biến mất trong doanh địa. Ánh mắt Hắc Uyên lóe lên, nhìn lướt qua những người ở đây, tôi khuyên mấy người một câu, tốt nhất đừng lại đi chọc cậu ta, nếu không mấy người bọn họ chính là vết xe đổ. Những lời này của Hắc Uyên làm sắc mặt của những người này thay đổi. Mục Thanh nắm chặt tay, sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập lửa giận. Quả nhiên là đệ tử của Tiêu Thiên Sách, cho giỏi hơn thầy. Quân chủ quân Bạo Tuyết Nhiếp Bắc Lương cảm thán. Vài vị thống soái cũng không ngừng thay đổi sắc mặt. Hôm nay đối với các chiến khu quân đoàn Long Quốc sẽ là một ngày khó quên. Tiếp theo tin tức về quân Thiên Sách đoạt được top 1 quân đoàn, lại bị coi là phản nước. Trong lúc quan trọng đệ tử chiến thần Thiên Sách trở về, tức giận giết chết phó tổ trưởng Long Tổ, quân chủ quân Bạch Hổ, quân chủ quân Bạo Hùng, đánh quân chủ quân Thanh Long bị thương nhanh chóng lan truyền. Mặc dù Thu Minh kịp thời phong tỏa tin tức nhưng giấy không thể gói được lửa, nói gì đến chuyện lớn như vậy, càng không giấu được. Tin tức này truyền ra, ba giới quân chính thương của Long Quốc đều chấn động. Vô số hào môn, quyền quý, thế gia đề kinh sợ. Bọn họ không ngờ đệ tử chiến thần Thiên Sách lại đáng sợ như vậy, phải biết rằng đối phương là đệ tử chiến thần Thiên Sách, nhiều nhất cũng mới 20 mấy tuổi. Tuổi này lại có thể giết chết hai vị quân chủ, nghịch thiên đến mức nào? Vô số thiên chi kiêu tử Long Quốc bị đả kích. Chuyện này tạo nên sóng to gió lớn ở triều đình Long Quốc. Vô số quan viên giận mắng hành vi vô tổ chức của Diệp Phàm. Chuyện này hoàn toàn khiêu khích quyền lợi của Long Quốc. Đám quan viên sôi nổi muốn xử lý Diệp Phàm. Nhưng rất nhanh bọn họ bị một câu của Long Chiến Thiên dọa sợ. Ai muốn xử trí Diệp Phàm thì xử trí tôi trước. Đây là lời nói của Long Chiến Thiên. Ông ta nói xong, những người khác không dám nói gì nữa. Long Chiến Thiên là nguyên soái thống lĩnh quân đội Long Quốc, cũng là nguyên lão có công với Long Quốc, trọng thần của nước, có địa vị cao, ngoại trừ đại trưởng lão nội các và người có địa vị tối cao của Long Quốc, không ai có thể đánh đồng. Ai dám xử lý một tôn đại Phật như vậy, khác gì tìm chết. Bên trong nội các vị trưởng lão ngồi ở đây, sắc mặt âm u, vô cùng khó coi. Không ngờ ngay cả đạn đạo cũng không giết chết tên nhãi này. Mạng rất cứng. Tên khốn này quá kiêu ngạo, dám giết chết đám người Dương Thiên Hổ trước mặt mọi người, còn dám nói Long Quốc không còn ngày bình yên, hắn đang uy hiếp chúng ta sao? Quá buồn cười,
cho dù là Tiêu Thiên Sách năm đó cũng không dám ngông cuồng như vậy. Vài vị trưởng lão nội các tức giận nói. Người này còn đáng sợ hơn cả Tiêu Thiên Sách năm đó. Một trưởng lão nội các nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão, tôi kiến nghị xuất động bọn họ giải quyết những người này không chết khó phục chúng. Đúng vậy. Thêm một vị trưởng lão nội các ra đề nghị với đại trưởng lão, những người khác cũng tán thành. Lúc này, ánh mắt cơ trí của đại trưởng lão lóe lên. Nếu mấy người còn dám giết chủ nhân, chỉ sợ năm đó ngày mai không thấy được Thái Dương. Đột nhiên một âm thanh lạnh băng truyền đến từ trong họp của nội các. Các trưởng lão nội các biến sắc. Phòng họp của bọn họ là nơi bí mật tối cao, có trọng binh và cao thủ võ đạo trấn giữ, người ngoài không có thông báo không thể vào đây được. Bây giờ có người lặng yên không tiếng động đi vào nơi này nên đã làm các trưởng lão nội các vô cùng khiếp sợ. Lúc này một bóng người đi vào nơi này, nhìn chằm chằm vào vài vị trưởng lão nội các. Xoẹt xoẹt xoẹt. Theo sau bóng người đột ngột xuất hiện trong phòng họp nội các, là một số bóng người trực tiếp xuất hiện trong phòng họp. Mỗi người trong số họ đều toát ra khí tức mênh mông đáng sợ như vực thẳm và đại dương, bọn họ tập trung bao vây bóng người này, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Và thực lực của bất kỳ ai trong số họ đều đã vượt qua tông cảnh, đạt đến trình độ chấn động thế giới. Bọn họ là những người bảo vệ các vị trưởng lão của nội các. Nội các là cơ quan quyền lực cao nhất của Long Quốc, ngoại trừ người ở trong hoàng cung kia, thì bọn họ là người nắm giữ quyền lực cao nhất của Long Quốc, cho nên sự an toàn cá nhân của họ đương nhiên là cực kỳ quan trọng. Những người này đều là cường giả hàng đầu, bí mật bảo vệ các trưởng lão nội các. Cậu là ai? Dám tự tiện xông vào nơi này, cậu thật to gan. Lúc này, một vị trưởng lão nội các nhìn bóng người này, tức giận hét lên. Bóng người này không phải ai khác mà chính là anh cả đại hổ của nhị hổ. Đối mặt với sự áp bức của rất nhiều cường giả hàng đầu và sự trấn áp uy quyền của những nhân vật lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp của Long Quốc, nhưng đại hổ lại có vẻ rất bình tĩnh. Sau những ngày huấn luyện ở núi Cửu Long này, bây giờ hai anh em đại hổ đã trải qua những thay đổi lớn về khí thế, sức mạnh và cả mặt tâm lý. Tôi chỉ theo lệnh tới đây để nói với các người một câu. Đại hổ mở miệng nói. Nói cái gì? Đại trưởng lão nội các trầm giọng nói. Nếu các người còn dám chạm vào chủ nhân Diệp Phàm của tôi, vậy thì chuẩn bị quan tài cho mình đi. Đại hổ nói thẳng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những lời này vừa nói ra. Các vị trưởng lão nội các có mặt ở đây đều biến sắc, trừng mắt nhìn đại hổ. Đúng là mạnh miệng. Cậu nghĩ cậu là ai? Sao cậu dám nói chuyện với chúng tôi như vậy? Người đâu, bắt anh ta lại. Một trong những trưởng lão nội các hét lên với vẻ uy nghiêm. Vừa dứt lời, những vị cường giả bảo vệ bọn họ liền định lao về phía đại hổ. Xoẹt. Lúc này, đại hổ lấy ra một tấm lệnh bài trong tay. Mã tấm lệnh bài này hoàn toàn có màu vàng kim, trên đó có một chữ thần, rất lớn. Xoẹt. Mà khi đám trưởng lão nội các nhìn vào tấm lệnh bài này, sắc mặt họ đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngay cả sắc mặt của vị đại trưởng lão nội các vốn luôn bình tĩnh cũng thay đổi, đồng tử co rút lại, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài. Thậm chí những cường giả đang bảo vệ sự an toàn của các trưởng lão nội các cũng lập tức dừng bước ngừng lao về phía đại hổ sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài này, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cậu, làm sao cậu có được tấm lệnh bài này? Đại trưởng lão nội các nhìn đại hổ rồi nói thẳng. Đương nhiên là người đã sai tôi tới truyền tin cho các người đưa cho tôi. Đại hổ nói thẳng. Sau khi nghe được lời của đại hổ, sắc mặt của những trưởng lão nội các này không ngừng thay đổi. Trong lòng họ dâng lên một sự chấn động. Vậy, người đó có liên quan gì đến Diệp Phàm? Đại trưởng lão nội các trầm giọng nói. Việc này thì các người không cần phải quan tâm tới, chỉ cần nhớ kỹ, nếu còn dám chạm vào anh ta lần nữa, vậy thì các người cứ chuẩn bị quan tài cho mình đi. Được rồi, tôi đã chuyển lời xong rồi, tạm biệt. Đại hổ nói thẳng. Nói xong anh ta quay người định rời đi. Ở đây không ai dám lên tiếng nói muốn bắt đại hổ. Những cường giả hàng đầu đó cũng không dám tấn công đại hổ, không phải vì bất cứ điều gì khác mà vì lệnh bài trong tay anh ta. Lệnh bài này được gọi là võ thần lệnh. Võ thần được mệnh danh là huyền thoại võ đạo, và còn được thế nhân gọi là thần tiên trên lục địa. Sự tồn tại của nhân vật này là điều khó có quốc gia lớn nào trên thế giới có thể chống lại, trừ khi họ sử dụng vũ khí hạt nhân với tâm lý chịu chung số phận,
nếu không thì không có bất kỳ loại vũ khí nào có thể chống lại một vị võ thần. Trong giới võ đạo của Long Quốc có một nhân vật lớn như vậy, đó chính là Minh Chủ Võ Minh. Năm đó, Minh Chủ Võ Minh đã thống nhất toàn bộ giới võ đạo của Long Quốc bằng sức mạnh tối cao của mình và thành lập Võ Minh, nhưng đối phương đã biến mất không lâu sau đó. Võ thần lệnh này là lệnh bài của ông ta, nhìn thấy lệnh bài giống như nhìn thấy người. Chính vì điều này mà nhóm trưởng lão nội các và những cường giả đó mới lộ ra vẻ mặt như vậy, sau khi nhìn thấy tấm lệnh bài màu vàng kim này. Khi đại hổ rời đi, nhóm trưởng lão nội các và những cường giả kia mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tên đó thực sự có quan hệ với người đó sao? Rốt cuộc thì anh ta là ai? Lúc này, một vị trưởng lão nội các nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt của các trưởng lão nội các khác cũng trở nên vô cùng nặng nề. Bọn họ cũng không nói thêm gì về việc đối phó với Diệp Phàm nữa. Dù sao người đó cũng đã cảnh cáo bọn họ, nếu bọn họ dám ra tay với Diệp Phàm, có lẽ thật sự phải chuẩn bị quan tài. Nếu người đó muốn giết họ, thì cho dù có dốc hết sức mạnh của Long Quốc cũng không thể cứu được họ, thậm chí người trong hoàng cung kia sẽ ra tay giết họ trước, chỉ để xoa dịu cơn giận của người đó. Ai có thể chịu được cơn thịnh nộ của võ thần? Tạm thời dừng lại tất cả hành động. Đại trưởng lão nội các trịnh trọng nói. Bên cạnh một ao cá nào đó ở Long Quốc, người đàn ông mặc mãng bào đang cho cá ăn, đột nhiên có một người đàn ông bước nhanh tới và nói với ông ta chuyện Diệp Phàm vẫn còn sống. Xoẹt! Khi nghe được tin Diệp Phàm còn sống, sắc mặt người đàn ông mặc mãng bào tối sầm lại, nhướng mày, trong lòng bộc phát lửa giận. Ầm ầm ầm! Ao cá trực tiếp nổ tung, cột nước bắn lên trời, nhưng lại không rơi xuống trên người đàn ông mặc mãng bào, còn cá trong ao thì toàn bộ đều chết. Người đàn ông kia thì bị trấn áp đến quỳ xuống đất. Chủ công bất giận. Ông lão mặc thường phục bước nhanh tới. Ninh lão, cậu ta vẫn chưa chết. Người đàn ông mặc mãng bào hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi biết, tên này đúng là mạng lớn, vậy mà cũng không chết. Ông lão mặc thường phục nói. Sau đó nói với người đàn ông mặc mãng bào, chủ công, ông già này muốn đích thân đến đó, mang thi thể của anh ta đến gặp chủ công. Ninh lão, ông muốn đích thân ra tay xoa. Người đàn ông mặc mãng bào nhìn chằm chằm vào ông lão mặc thường phục. Đúng vậy, sức mạnh của tên này vượt quá sự tưởng tượng của tôi, để đề phòng bất trắc, tôi dự định đích thân ra tay, diệt trừ tận gốc, tránh cho phiền toái sau này. Như vậy thì chủ công cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ông lão mặc thường phục nói từng câu từng chữ. Được, vậy thì làm phiền Ninh lão. Người đàn ông mặc mãng bào gật đầu. Mà ở phía tây nam, trong một căn biệt thự. Chu Khiếu, cha của Chu Thiên Lâm quân chủ quân Thiên Lang, đang ngồi ở đây, khi biết được chuyện xảy ra ở chiến khu Trung Bộ, ông ta cau mày, nói một cách lạnh lùng, tên này thật sự cũng có chút bản lĩnh, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Chủ nhân, lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đây. Quỳ xuống trước mặt Chu Khiếu. Hắc Lang, tình hình của phía chiến bộ Lang Quốc thế nào rồi? Chu Khiếu nhìn người đàn ông này và hỏi. Bọn họ đã đồng ý giao dịch với chủ nhân, ngày mai bọn họ sẽ phái ra cường giả Lang quân tinh nhuệ nhất của Lang Quốc đến đối phó tên này. Nhưng bọn họ yêu cầu trước đó ngài phải để 10.000 Lang quân tiến đến chiếm đóng ở biên giới Tây Nam. Hắc Lang mở miệng nói. Chu Khiếu cau mày nói, được, tôi đồng ý. Nói cho bọn họ biết, chỉ cần giết được tên nhãi danh kia, tôi cam đoan Tây Nam sẽ là của bọn họ. Vẻ mặt Chu Khiếu lạnh lùng hét lên. Và tại chiến bộ của Lang Quốc, một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng, để râu quai nón, thân hình cường tráng đứng ở đây, nhìn vào bản đồ Long Quốc trước mặt. Nguyên soái, tại sao chúng ta lại đồng ý hợp tác với Chu Khiếu? Khi quân đội của 8 nước tập hợp lại, việc tiêu diệt Long Quốc sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Chúng ta đâu cần phải mượn tay ông ta để chiếm lấy Tây Nam. Lúc này, một nhân viên cấp cao của chiến bộ Lang Quốc nhìn người đàn ông trung niên rồi hỏi. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là nguyên soái Tox của Lang Quốc. Tây Nam là căn cứ quân sự quan trọng nhất của Long Quốc, nơi đây chứa đựng đủ loại vũ khí tối tân nhất do Long Quốc phát minh. Trước đó, 8 quốc gia chúng ta đã hợp lực tiêu diệt căn cứ quân sự này nhưng không thành công. Nếu lần này chúng ta có thể dẫn đầu khống chế Tây Nam, tiếp quản căn cứ quân sự này, biến nó thành của mình, đó sẽ là một thắng lợi to lớn đối với Lang Quốc. Thậm chí với lô vũ khí này, không cần 7 nước còn lại,
chỉ cần quân đội Lang quốc của chúng ta đã có thể tiêu diệt Long quốc, nếu có thể hưởng hết thành quả một mình, tại sao lại phải chia sẻ nó với người khác? Tox cười lạnh. Đúng là nguyên soái suy nghĩ quá chu đáo. Nhân viên cấp cao này hiểu ra và khen ngợi. Cậu lập tức phái người đi giết tên nhãi danh tên Diệp Phàm kia. Ngay sau đó Tox lạnh lùng nói. Nhân viên cấp cao nhanh chóng gật đầu. Mà ở Thiên Hải thuộc Long Quốc. Đường Sở Sở liên tục gọi vào số của Diệp Phàm, nhưng không có ai bắt máy. Khi tín hiệu báo máy bận trong điện thoại không ngừng vang lên, trong lòng Đường Sở Sở càng nặng nề hơn. Nhưng cô vẫn không thể tin Diệp Phàm thật sự đã xảy ra chuyện. Anh Tiểu Phàm, chắc chắn anh sẽ không sao. Sở Sở tin tưởng anh. Đường Sở Sở không ngừng cầu nguyện. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đột nhiên, năm bóng người xuất hiện trước mặt Đường Sở Sở. Cả đám bọn họ đều mặc trang phục cổ xưa, trên người toát ra khí tức thần bí. Các người là ai? Đường Sở Sở nhìn năm người này, cau mày. Theo lệnh của công tử, đến để đưa cô trở về. Một trong năm người trực tiếp nói thẳng. Công tử. Đường Sở Sở cau mày. Nhưng năm người này không nói gì thêm nữa mà trực tiếp hành động. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Năm người này lao thẳng về phía Đường Sở Sở, muốn bắt giữ cô. Bùm. Nhưng Đường Sở Sở còn chưa kịp ra tay, một luồng khí tức kinh khủng đã quét tới, đánh trúng năm người, khiến bọn họ buộc phải lùi lại phía sau. Trong năm người này, một người là cường giả thiên cảnh, bốn người còn lại là cao thủ địa cảnh tầng thứ 9. Nhưng tất cả bọn họ đều bị khí tức đáng sợ này đẩy lùi. Đường Sở Sở liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy bóng dáng Huyết Cơ xuất hiện ở đây. Rõ ràng khí tức đáng sợ này đến từ cô ta. Lúc này sắc mặt Huyết Cơ lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia máu, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở khiến người khác cảm thấy áp bức. Huyết Cơ, cô, Đường Sở Sở kinh ngạc nhìn Huyết Cơ. Năm người nhìn chằm chằm Huyết Cơ, hét lớn, cô là ai? Cút! Hoặc chết! Vẻ mặt Huyết Cơ vô cảm đáp. Các người ra tay bắt người. Cường giả thiên cảnh trầm giọng nói, vừa dứt lời liền xông lên. Bùm! Cường giả thiên cảnh vừa xuất chiêu đã bộc phát một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đánh thẳng về phía Huyết Cơ. Bốn người còn lại cũng lao về phía Đường Sở Sở. Tìm chết! Huyết Cơ nhìn cường giả thiên cảnh đang lao về phía mình, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo rồi tiến lên một bước, tay phải lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn. Bụp! Ngay tức khắc đòn tấn công của cường giả thiên cảnh đã bị Huyết Cơ chặn lại. Không những thế một móng vuốt của cô ta còn đâm vào ngực đối phương, nghiền nát trái tim hắn ta. Cường giả thiên cảnh trợn tròn hai mắt nhìn Huyết Cơ, rồi ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Bốn tên cao thủ còn lại cũng bị Đường Sở Sở đánh bay. Với thực lực của Đường Sở Sở có thể dễ dàng đối phó với mấy cao thủ địa cảnh. Rút! Bốn tên cao thủ địa cảnh nhìn thấy cường giả thiên cảnh bị giết, sắc mặt bọn họ liền thay đổi, trực tiếp rút lui. Thực lực không tệ, Huyết Cơ nhìn Đường Sở Sở nói. Huyết Cơ, thực lực của cô mạnh đến thế sao? Đường Sở Sở kinh ngạc nhìn Huyết Cơ. Ngại quá, lúc trước không tiện nói với cô. Huyết Cơ đáp. Không sao đâu, lần này cảm ơn cô đã ra tay giúp đỡ. Đường Sở Sở lên tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, đây là yêu cầu của hắn, nếu tôi không bảo vệ cô thật tốt, hắn sẽ tính sổ với tôi. Huyết Cơ thờ ơ nói. Ý cô là Tiểu Phàm ca ca. Hóa ra anh ấy đã sớm biết cô lợi hại như vậy. Đường Sở Sở kinh ngạc nói, sau đó nghĩ tới tin tức máy bay rơi, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Làm sao vậy? Huyết Cơ thấy Đường Sở Sở có chút bất thường liền hỏi. Đường Sở Sở kể lại chuyện xảy ra với Diệp Phàm. Nghe xong, sắc mặt Huyết Cơ hơi thay đổi, nói, hắn sẽ không sao đâu. Cô cũng cho rằng Tiểu Phàm ca ca sẽ không sao đúng không? Đường Sở Sở nhìn Huyết Cơ, anh ấy sao có thể có chuyện gì được? Được rồi, Tiểu Phàm ca ca nhất định sẽ bình an vô sự. Đường Sở Sở gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cùng lúc đó, tại trụ sở của quân Thiên Sách, mấy người Diệp Phàm và Thiên Khuyết đã quay lại đây. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm bước vào trụ sở của quân Thiên Sách. Tham kiến thiếu quân chủ. Khoảnh khắc Diệp Phàm bước vào trụ sở, toàn bộ binh lính của quân Thiên Sách đều quỳ xuống rồi đồng loạt hô vang. Bọn họ nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Bọn họ rõ ràng đã biết chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu Trung Bộ.
Quân Thiên Sách đã giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài giữa các quân đoàn, hơn nữa sức mạnh của thiếu quân chủ vô cùng cường đại. Trong nhiều năm qua Quân Thiên Sách luôn bị đàn áp và chế giễu, thậm chí còn có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng lần này thiếu quân chủ đã khiến cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vậy nên bọn họ cực kỳ hưng phấn, đối với Diệp Phàm cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Mọi người đều đứng lên cả đi. Diệp Phàm nhìn binh sĩ Quân Thiên Sách rồi nói. Lập tức, toàn bộ binh lính Quân Thiên Sách đều đứng lên, ánh mắt cung kính nhìn Diệp Phàm. Có lẽ mọi người đều biết thân phận của tôi rồi. Lục sư phụ của tôi là chiến thần Thiên Sách. Mấy năm nay, lục sư phụ của tôi không ở trong Quân Thiên Sách, điều này đã khiến mọi người chịu nhiều chế giễu, vậy nên thành thật xin lỗi mọi người. Diệp Phàm trực tiếp cúi đầu trước binh sĩ Quân Thiên Sách đang có mặt ở đấy. Thiếu quân chủ, đừng làm vậy. Mặc dù quân chủ đã rời đi rất nhiều năm như vậy, nhưng các chiến sĩ của Quân Thiên Sách chưa từng trách cứ quân chủ điều gì cả. Nếu không có quân chủ, chỉ sợ Long Quốc đã sớm bị diệt rồi, chúng tôi cũng không thể sống sót. Quân chủ chính là đại anh hùng của Long Quốc, đồng thời cũng là đại anh hùng trong lòng của chúng tôi. Những năm này chúng tôi đã luôn chờ đợi quân chủ trở về, chúng tôi tin tưởng quân chủ sẽ không từ bỏ Quân Thiên Sách. Lúc này, một người lính kỳ cựu của Quân Thiên Sách hào hứng nói. Đừng lo lắng, chiến thần Thiên Sách sẽ không bao giờ từ bỏ Quân Thiên Sách. Mặc dù bây giờ lục sư phụ của tôi vẫn chưa quay trở lại, nhưng tôi sẽ thay ông bảo vệ Quân Thiên Sách thật tốt, hơn nữa còn dẫn dắt Quân Thiên Sách giành lại sự vinh quang của trước đây. Quân Thiên Sách sẽ luôn là quân đoàn số một Long Quốc và không ai có thể thay đổi được. Tôi không những đưa Quân Thiên Sách giành lại vị trí quân đoàn số một Long Quốc mà còn muốn đưa Quân Thiên Sách trở thành quân đoàn số một thế giới, trở thành một quân đoàn mà bất cứ quốc gia nào nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Diệp Phàm mạnh mẽ hô vang từng chữ một. Thiếu quân chủ uy vũ. Thiếu quân chủ uy vũ. Thiếu quân chủ uy vũ. Tất cả binh lính của Quân Thiên Sách đều hét lên phấn khích. Tiếng hô vang của họ dường như muốn vang dội cả đất trời. Lập tức, Diệp Phàm theo mấy vị quân đoàn trưởng đi vào doanh trại. Thiếu quân chủ thật lợi hại, chỉ vài câu nói đã khơi dậy được động lực và tinh thần chiến đấu của toàn Quân Thiên Sách. Đoàn Đao nhìn Diệp Phàm mỉm cười. Đây chính là khí thế mà Quân Thiên Sách phải có. Diệp Phàm đáp. Thiếu quân chủ, mấy lời cậu nói vừa nãy là thật sao? Thiên Khuyết nhìn Diệp Phàm, hỏi. Đương nhiên. Quân Thiên Sách không những phải lấy lại vinh quang trước đây mà còn phải trở nên mạnh mẽ hơn năm đó và trở thành quân đoàn số một trên thế giới. Diệp Phàm nói thẳng. Số một thế giới. Các quân đoàn trưởng lẩm bẩm, có người không thể tin được. Cho dù là Quân Thiên Sách hơn 10 năm trước vẫn còn kém xa quân đội số một thế giới chứ đừng nói đến quân đoàn hiện tại. Yên tâm đi, tôi nói được sẽ làm được. Diệp Phàm tự tin nói. Đúng rồi, thiếu quân chủ. Chuyện tai nạn máy bay là sao vậy? Mộ Bạch hỏi. Soạt. Nhắc tới đây, sắc mặt Diệp Phàm liền trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chính mấy lão già trong nội các đã làm việc đó. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Hôm qua, vài giây trước khi tên lửa bắn trúng máy bay của Diệp Phàm, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt hắn đã nhanh chóng huy động toàn bộ sức mạnh để chống lại uy lực của tên lửa, vậy nên không bị nổ tung tại chỗ. Cuối cùng, mấy người Diệp Phàm và Tô Nhược Tuyết đều rơi xuống biển. Mặc dù Diệp Phàm đã dốc toàn bộ sức lực để cứu bản thân mình và một số người khác, nhưng hắn và bọn họ đều bị thương nặng. Đặc biệt là Diệp Phàm, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào hoàn toàn bình phục. Sở dĩ hắn biết chuyện này do các trưởng lão trong nội các làm là do Lót tộc trưởng gia tộc Rockfish đã nói cho hắn biết. Sau khi Lót biết máy bay bị tấn công bởi tên lửa của Vương quốc Anh, ông ta ngay lập tức chất vấn Thủ tướng Vương quốc Anh. Dưới sự áp lực của gia tộc Rockfish, thủ tướng đã kể lại mọi chuyện cho ông ta. Sau đó, Rockfish đã cử một đội tìm kiếm đi tìm Diệp Phàm và những người khác, rồi đích thân kể lại chuyện này. Chính vì điều này mà hắn mới kiêu ngạo như vậy trong doanh trại ở chiến khu Trung Bộ, không chỉ giết chết phó tổ trưởng Tổ Long và hai quân chủ mà còn nói ra những lời nói ngông cuồng đó chỉ để cảnh cáo đám lão già đó. Diệp Phàm không muốn Long Quốc rơi vào loạn lạc, nếu không hắn sớm giết tới đế đô rồi. Suy cho cùng, quy tắc của hắn chính là người không động vào hắn thì hắn không động vào người, còn nếu kẻ nào không biết điều thì đừng trách hắn không khách khí. Đám người trong nội các thật vô liêm sỉ. Bọn họ năm đó đối với quân chủ như thế nào, thế mà bây giờ lại đối xử với thiếu quân chủ và Quân Thiên Sách như vậy,
thật đê tiện. Sau khi đồ phu, Mục Kình Thiên và Đoàn Đao biết chuyện đã vô cùng tức giận. Bọn họ đã làm gì Lục sư phụ? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hắn thật sự không hề biết chuyện này. Thiếu quân chủ, chắc ngài vẫn chưa biết. Năm đó quân chủ rời khỏi quân Thiên Sách bởi vì đám người nội cách. Đồ phu nói. Rốt cuộc là sao? Diệp Phàm nói. Năm đó quân chủ xuất quân quét ngang liên quân năm nước, trở thành thần bảo hộ của Long Quốc, được vô số dân chúng kính yêu. Nhưng đám người nội các lại lo lắng quân chủ công cao chấn chủ, sợ sau này không thể khống chế quân chủ và quân Thiên Sách, yêu cầu quân chủ giao ra binh quyền vào triều làm quan. Nói là vào triều làm quan, thật ra bị bọn họ giám sát nên quân chủ không đồng ý. Quân chủ từ chối, chọc giận đám người nội các, bọn họ nói quân chủ phản bội Long Quốc, muốn ra tay xử lý. Lúc trước quân chủ một lòng vì nước, bị bọn họ gán tội phản nước nên nản lòng thoái chí. Cuối cùng quân chủ rời khỏi quân Thiên Sách, đến nay đã mười mấy năm. Đồ phu nói, sau khi nghe được quá khứ của Lục sư phụ, sắc mặt Diệp Phàm lạnh xuống, cả người tản ra sát khí đáng sợ. Hắn không ngờ đám người kia không chỉ đối xử như vậy với hắn và quân Thiên Sách, còn dám đối xử như vậy với cả Lục sư phụ, người đã từng cứu vớt Long Quốc. Lúc trước bọn họ ra tay với hắn, vì Long Quốc, Diệp Phàm có thể nhịn. Nhưng bọn họ lại đối xử như vậy với Lục sư phụ, Diệp Phàm không nhịn nổi. Bảy vị sư phụ là những người quan trọng nhất trong lòng Diệp Phàm. Ai dám đối phó với sư phụ hắn, chết. Diệp Phàm, bình tĩnh lại. Long Chiến Thiên nói. Long Soái. Đám người Thiên Khuyết thấy Long Chiến Thiên, kêu lên. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Long Chiến Thiên, tôi và quân Thiên Sách suýt nữa không có, ngài có biết không? Xin lỗi, tôi cũng không biết đám người kia sẽ tàn nhẫn như vậy, vì đối phó cậu mà không tiếc tổn hại lợi ích Long Quốc. Do tôi không kịp nhìn rõ âm mưu của bọn họ, hại cậu gặp nạn, tôi thật sự xin lỗi cậu. Long Chiến Thiên cúi người nói. Những người khác có mặt ở đây thấy Long Chiến Thiên cúi người đều vô cùng chấn động. Đây là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã Long Quốc, ngoại trừ người trưởng quản Long Quốc, ai có tư cách làm người này củi người. Ngay cả chiến thần Thiên Sách cũng không có. Bây giờ đối phương lại cúi người trước Diệp Phàm, nếu truyền ra đây tuyệt đối là tin tức chấn động. Tôi cần thực tế. Đám người kia có thể đối phó tôi, nhưng bọn họ không chỉ gán tội phản nước cho quân Thiên Sách, muốn xóa sổ. Năm đó còn muốn ra tay với Lục sư phụ của tôi, chuyện này tuyệt đối không thể để yên được. Diệp Phàm quát. Đã có người đi cảnh cáo bọn họ. Long Chiến Thiên nói. Đã có người đi cảnh cáo. Ai? Diệp Phàm kinh ngạc nói. Có lẽ là anh cả của tôi. Nhị Hổ lên tiếng. Đại Hổ. Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, lần này chúng tôi vâng lệnh của Lục sư phụ ngài xuống núi, ngài ấy nhờ tôi giao thứ này cho ngài. Anh cả tôi cũng nhận được lệnh của nhị sư phụ của ngài đi cảnh cáo đám người nội các. Nhị Hổ nói xong đưa ấn Thiên Sách cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cầm ấn Thiên Sách, ánh mắt lóe lên. Xem ra vài vị sư phụ rất quan tâm tôi. Diệp Phàm rất cảm động. Hắn không ngờ hắn vừa mới xảy ra chuyện, vài vị sư phụ đã biết, lại còn cố ý đi cảnh cáo đám người nội các vì hắn. Không ngờ Minh Chủ Võ Minh lại là nhị sư phụ của cậu. Long Chiến Thiên ngạc nhiên nói. Ông ta cũng nhận được tin tức về chuyện xảy ra trong nội các, biết Minh Chủ Võ Minh cho người đi cảnh cáo đám người nội các. Nhưng ông ta không ngờ Minh Chủ Võ Minh lại là nhị sư phụ của Diệp Phàm. Lục sư phụ chiến thần Thiên Sách. Nhị sư phụ Minh Chủ Võ Minh. Vài vị sư phụ còn lại của Diệp Phàm còn khủng bố đến. Mức nào? Đặc biệt Minh Chủ Võ Minh chính là võ thần trong truyền thuyết nhưng mới chủ là nhị sư phụ, vậy đại sư phụ của Diệp Phàm là ai? Mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Long Chiến Thiên nổi sóng to gió lớn, vô cùng chấn động. Đúng vậy. Diệp Phàm trả lời Long Chiến Thiên, sau đó nói, nếu nhị sư phụ của tôi đã cho người đi cảnh cáo bọn họ, vậy tạm thời tôi sẽ giữ mạng cho bọn họ. Nhưng bọn họ cần phải trả giá. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Cậu có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu. Long Chiến Thiên nói. Rất đơn giản. Đầu tiên mấy người phải cung cấp đủ quân nhu tài nguyên cho quân Thiên Sách, phải là đồ tốt nhất trong số các quân đoàn ở Long Quốc. Thứ hai, cho phép quân Thiên Sách trưng binh, mở rộng xây dựng chế độ. Thứ ba, quân hàm của tất cả chiến sĩ và quân đoàn trưởng quân Thiên Sách đều tăng 3 bậc. Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Nghe xong vài vị quân đoàn trưởng đều âm thầm kinh sợ, nghĩ thầm thiếu quân chủ đúng là dám nói. Đặc biệt là yêu cầu cuối cùng tăng quân hàm của tất cả mọi người trong quân Thiên Sách lên 3 bậc, chuyện này không có khả năng. Mặc dù bây giờ quân Thiên Sách không còn ở đỉnh cao, nhưng cũng gần 10 vạn người. Nhiều người như vậy, quân hàm đều tăng 3 bậc, vậy ảnh hưởng sẽ rất khó dự tính, đặc biệt sau khi tăng quân hàm, phúc lợi tiền lương đãi ngộ đều phải tăng lên, lượng chi tiêu không phải con số nhỏ. Nhưng bọn họ không ngờ Long Chiến Thiên lại đồng ý. Tôi đại diện cho chiến bộ đồng ý 3 điều kiện của cậu. Từ nay về sau cậu chính là quân chủ của quân Thiên Sách, quân hàm thăng lên trung tướng 6 sao. Long Chiến Thiên nói. Nghe vậy không chỉ vài vị quân đoàn trưởng quân Thiên Sách sợ ngây người, ngay cả đám người Hắc Uyên, Thiết Thủ cũng bị chấn động. Tôi không muốn làm quân chủ quân Thiên Sách, quân chủ quân Thiên Sách vĩnh viễn là Lục sư phụ của tôi. Diệp Phàm nói thẳng. Nếu Tiêu Thiên Sách giao ấn Thiên Sách cho cậu, chứng minh hắn ta cũng tán thành cậu trở thành quân chủ quân Thiên Sách. Long Chiến Thiên lên tiếng. Được rồi, không cần phải nói, quân chủ quân Thiên Sách vĩnh viễn chỉ có Lục sư phụ của tôi. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Vậy được rồi. Nhưng quân hàm của cậu vẫn là trung tướng 6 sao, tôi định cậu đảm nhiệm chức vụ Tổng Chỉ huy Long Hồn. Long Chiến Thiên nói. Tổng Chỉ huy Long Hồn. Diệp Phàm liếc nhìn Long Chiến Thiên, ngài đủ khôn khéo, sao hả? Muốn cậu tôi và chiến bộ mấy người lại cùng một chỗ. Diệp Phàm, thân phận cậu càng cao thì những người khác mới càng kiêng kỵ cậu. Hơn nữa dù cậu đảm nhiệm chức vụ Tổng Chỉ huy này, cậu vẫn tự do, tôi sẽ không can thiệp cậu làm cái gì, cũng không cần cậu xử lý việc hàng ngày ở Long Hồn. Long Chiến Thiên nói. Được rồi, tôi đồng ý. Diệp Phàm bĩu môi. Mặc dù hắn không muốn liên lụy quá nhiều với chiến bộ, nhưng vừa rồi đối phương đã đồng ý 3 yêu cầu của hắn, lúc này hắn cũng không thể từ chối đối phương. Hơn nữa có danh hiệu Tổng Chỉ huy Long Hồn, đến lúc đó hắn có thể sử dụng Long Hồn, chuyện này cũng không tệ. Còn không bái kiến Tổng Chỉ huy. Long Chiến Thiên liếc nhìn Hắc Uyên và Thiết Thủ. Bái kiến Tổng Chỉ huy. Hắc Uyên và Thiết Thủ lập tức kêu to. Được rồi, đừng bày mấy nghi thức xã giao đó làm gì, tôi không thích. Diệp Phàm nói. Cậu có yêu cầu gì nữa có thể liên hệ với tôi? Long Chiến Thiên nói. Không có, chỉ vậy thôi. Diệp Phàm bĩu môi. Sau đó đám người Long Chiến Thiên rời đi. Thiếu quân chủ, ngài quá lợi hại, nói ra điều kiện lớn như vậy, hơn nữa Long Soái còn đồng ý, thậm chí còn giao Long Hồn cho ngài, đây chính là vương bài của chiến bộ. Đoạn Đao chấn động nói. Hừ, ông ta dám không đồng ý. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đúng rồi, Long Tuyền Sơn Trang chế tạo chiến giáp binh khí đến đâu rồi? Diệp Phàm hỏi. Bẩm thiếu quân chủ, bọn họ đã đúc được gần nửa. Mộ Bạch nói. Bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ, 10 vạn kiện vẫn chưa đủ, còn phải tiếp tục đúc thêm. Tiếp theo mấy người chỉ có 2 nhiệm vụ, một lập tức trưng binh, mở rộng quân Thiên Sách, 2 tăng lên thực lực tổng thể của quân Thiên Sách. Diệp Phàm nói. Vì nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu tổng thể của quân Thiên Sách, hắn đã chế tạo ra một nước thuốc cùng với kế hoạch tu luyện phù hợp. Thậm chí hắn còn đặc biệt nghiên cứu ra chiến thuật sát chiêu thích hợp cho các chiến sĩ quân Thiên Sách luyện tập, có thể giúp bọn họ mạnh hơn trên chiến trường giết địch. Lúc này bên ngoài nơi dừng chân quân Thiên Sách, quân Đao nhìn Long Chiến Thiên, hỏi, Long Soái, nội các sẽ đồng ý 3 điều kiện kia của Diệp Phàm sao? Hiện tại bọn họ không có lá gan không dám đồng ý. Long Chiến Thiên lạnh lùng nói. Long Soái, ngài thật sự muốn cậu ta trở thành Tổng Chỉ huy Long Hồn. Thiết Thủ lên tiếng. Sao, ông cảm thấy cậu ta không thể? Long Chiến Thiên nói. Cậu ta đủ thực lực, nhưng cậu ta không quen thuộc Long Hồn, hơn nữa nếu cậu ta trở thành Tổng Chỉ huy Long Hồn, tôi sợ. Thiết Thủ nói. Tôi biết ông đang lo gì, nhưng tôi tin tưởng cậu ta có thể xử lý tốt. Long Chiến Thiên nói. Thiếu quân chủ. Lần này Dương Thiên Hổ và Hùng Thiên đều đã chết, nên xử lý 2 quân đoàn này thế nào? Đặc biệt là Dương Thiên Hổ, hắn ta bị giết, sợ rằng gia tộc kia muốn ra tay. Hắc Uyên lo lắng nói. Nhắc đến gia tộc này, ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Đổi quân Bạch Hổ và quân Bạo Hùng thành người của chúng ta, còn tên nhóc kia, sau lưng cậu ta là võ thần, lo cái gì? Long Chiến Thiên cười nói. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. Diệp Phàm chế định xong kế hoạch tăng lên thực lực cho quân Thiên Sách,
định trở về Thiên Hải. Tiếp theo có chuyện gì thì gọi cho tôi. Diệp Phàm nói. Rõ. Mọi người gật đầu nói. Đúng rồi, không phải Quân Thiên Sách có 9 vị quân đoàn trưởng hay sao? Vậy quân đoàn trưởng thứ 9 đâu? Sao ông ta vẫn luôn không xuất hiện? Đột nhiên Diệp Phàm tò mò hỏi. Đám người Thiên Khuyết, Hoàng Bộ Thương nghe thấy Diệp Phàm nhắc đến quân đoàn trưởng thứ 9, sắc mặt tối lại, không tốt lắm. Năm đó sau trận chiến với Liên quân năm nước, quân đoàn trưởng thứ 9 mất tung tích, lúc trước quân chủ cũng cho người đi tìm nhưng không tìm được gì cả, ngay cả thi thể của hắn cũng không tìm thấy. Mộ Bạch nặng nề nói. Nếu không tìm thấy thi thể, vậy có khả năng còn sống, tiếp tục nghĩ cách tìm. Diệp Phàm nói. Rõ. Mọi người gật đầu. Mấy người cũng phải tăng lên thực lực, ít nhất đều phải bước vào thiên cảnh, thậm chí là tông cảnh. Diệp Phàm nói với 8 vị quân đoàn trưởng và Tần Thành. Hắn lại truyền thụ một vài tâm pháp cho vài vị quân đoàn trưởng, sau đó dẫn theo Nhị Hổ rời khỏi nơi dừng chân của Quân Thiên Sách. Màn đêm buông xuống. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh, bên ngoài biệt thự số 3. Diệp Phàm về đến nơi, đi thẳng vào nhà. Bà xã, anh đã về rồi. Diệp Phàm đi vào biệt thự, nhìn thấy Đường Sở Sở dầu dĩ không vui đang ngồi trên sofa. Đường Sở Sở nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt đong đầy nước mắt, lao đến ôm lấy đối phương. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở bật khóc. Bà xã, em sao vậy? Ai bắt nạt em? Diệp Phàm dò hỏi. Cô ấy cho rằng chiếc máy bay anh ngồi đã xảy ra chuyện. Huyết Cơ đi đến. Sở Sở, xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Diệp Phàm duỗi tay lau nước mắt cho cô. Anh không sao là tốt rồi. Đường Sở Sở lau khô nước mắt, mỉm cười nói. Yên tâm, anh sẽ không sao. Mấy ngày anh không có ở đây, em không gặp phải nguy hiểm chứ? Diệp Phàm hỏi. Sáng nay có 5 người muốn bắt em, may mắn Huyết Cơ ra tay trợ giúp. Đường Sở Sở nói. Biết là ai không? Sắc mặt Diệp Phàm lạnh xuống. Không biết, nhưng bọn họ đều rất mạnh. Đường Sở Sở nói. Không lẽ là hắn ta? Diệp Phàm suy đoán là người đứng sau lưng Sở Hà gây ra chuyện này. V. Cảm ơn. Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ, nói. Vậy cho tôi ở nơi này làm thù lao đi. Huyết Cơ nói. Đúng rồi, cô nhóc Trần Tiểu Manh đâu? Sao không thấy con bé? Diệp Phàm nhìn quanh biệt thự, dò hỏi. Hình như nhà của Tiểu Manh có chút việc nên con bé chờ. Anh Tiểu Phàm, anh chưa ăn cơm đúng không? Em đi nấu cơm cho anh. Đường Sở Sở nói. Để anh làm cho, bồi thường vì em đã rơi nước mắt. Diệp Phàm mỉm cười nói. Trong lúc Diệp Phàm trở lại Thiên Hải. Đế Đô, ở một nơi nào đó. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xám đang ngồi uống trà, một người đàn ông đứng trước mặt người này, đây chính là thiếu quân chủ Xích Lân quân Kỳ Lân. Cha, tên Diệp Phàm này rất mạnh. Xích Lân nói với người đàn ông trung niên. Ông ta chính là quân chủ quân Kỳ Lân, Xích Tiêu, một trong tứ đại chiến thần của Long Quốc. Có thể giết liên tiếp 2 vị quân chỉ trong nháy mắt, quả thật là rất mạnh, hơn nữa ta nhận được tin tức. Ở nước ngoài hắn ta giết chết mấy tên cường giả của thế lực nhất lưu, ngay cả người của quân đoàn Ma Vương cũng chết trong tay hắn. Trong thế hệ trẻ của Long Quốc, thực lực của người này sợ là chẳng có mấy người có thể so sánh. Xích Tiêu nhấp một ngụm trà nói. Nghe cha mình nói vậy, hai mắt Xích Lân híp lại, tràn đầy ý chí chiến đấu. Sao nào, bị kích thích? Xích Tiêu bật cười nhìn con trai. Cha, con sẽ đánh bại hắn ta. Xích Lân trầm giọng nói. Không sao, thắng bại là chuyện thường của người dùng binh, năm đó cha cũng thua bởi Tiêu Thiên Sách, bây giờ con không bằng đệ tử của ông ta cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng lần này cậu ta giết chết Dương Thiên Hổ, sợ là chọc phải phiền phức lớn rồi, cứ để xem Tiêu Thiên Sách có bảo vệ được người đệ tử này của ông ta hay không. Xích Tiêu nói, ánh mắt ông ta lóe lên. Trong một sân nhà khác ở Đế Đô. Không biết đại trưởng lão của nội các đang xem cái gì. Lúc này, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện phía sau đại trưởng lão. Cậu tới đây vì lãnh quân. Đại trưởng lão lên tiếng. Lãnh quân là người của tôi, hắn chết rồi, tôi nhất định phải cho người của Tổ Long một câu trả lời. Giọng nói của người đàn ông lạnh đến thấu xương. Sau lưng cậu ta là minh chủ Võ Minh. Đại trưởng lão nội các nói. Vậy thì sao? Long Quốc cũng không phải do ông ta định đoạt.
Cho dù ông ta là võ thần, nhưng ông ta dám ra tay không? Nếu ra tay thì tất sẽ có người đối phó. Người đối diện lạnh nhạt đáp. Không diệt được người này thì quả là một mối tai họa, nhưng ngươi không được ra tay. Ta tự có cách, ngươi không cần quan tâm, điều mà ngươi cần làm là hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho. Đại trưởng lão nội các xoay người nhìn đối phương nói. Rõ. Người kia gật đầu, bóng người cũng biến mất. Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một trong những nguyên lão của Thương hội Thiên Long, Nhan Hòa Đàn ở trong một gian biệt thự tại Đế Đô, sau khi biết được những chuyện đã xảy ra ở chiến khu Trung Bộ, trên mặt ông đầy ý cười. Quả nhiên, không hổ là. Nhan Hòa còn chưa nói xong, một người đàn ông mặc Âu phục đã bước nhanh tới, chủ nhân, có chuyện rồi. Tình huống gì? Nhan Hòa hỏi ngay lập tức. Hứa Tài Thần đã triệu tập các thần tài, ngày mai sẽ tổ chức hội nghị. Nội dung hội nghị là gì thì tạm thời vẫn chưa rõ. Người đàn ông mặc Âu phục nhanh chóng nói. Xem ra, người này đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Nếu đã vậy thì không thể trách ta được. Đã tới lúc phải chỉnh đốn lại Thương hội Thương Long rồi. Nhan Hòa híp mắt lạnh giọng nói, trên người ông ta tản ra hơi thở vô cùng uy áp. Chớp mắt, ngày mới đã đến. Diệp Phàm vừa thức dậy thì Đường Sở Sở đã dùng xong bữa sáng. Sở Sở, sao em dậy sớm vậy? Diệp Phàm nói. Hôm nay là ngày sản phẩm mới của Đường Thị được đưa ra thị trường, em phải dậy sớm đến công ty. Anh Tiểu Phàm, tạm biệt. Đường Sở Sở nói rồi đứng dậy rời đi. Nào, hôn một cái. Diệp Phàm bước lên ôm lấy cô hôn một cái, Đường Sở Sở mang theo vẻ mặt thẹn thùng rời khỏi biệt thự. Mà vẻ mặt Diệp Phàm cũng thỏa mãn, chuẩn bị trở về phòng điều dưỡng thân thể. Tối qua hắn đã sử dụng gốc hỏa linh chi, nhờ có hỏa linh chi ngàn năm kia, vết thương trong cơ thể hắn đã hồi phục được 7, 8 phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn định điều hòa lại một lần. Nhưng hắn vừa xoay người đã thấy huyết cơ đứng ở phía sau. Cô đứng đây làm gì? Dọa chết tôi rồi. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn huyết cơ. Anh thích cái gì ở Đường Sở Sở? Huyết cơ nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Cô hỏi cái này làm gì? Liên quan gì tới cô? Diệp Phàm khó hiểu. Tôi muốn xem, tôi có chỗ nào kém cô ta? Huyết cơ nói. Không lẽ cô yêu tôi rồi? Diệp Phàm bật cười nhìn huyết cơ. Muốn tôi yêu anh, không dễ như vậy. Hơn nữa nếu tôi yêu anh, vậy thì ngày chết của anh sắp tới rồi. Huyết cơ lạnh lùng nói. Ý gì? Diệp Phàm nhíu mày. Lúc trước tôi đã nói, sự tồn tại của tôi chính là để kéo dài huyết mạch cho huyết hoàng. Nếu tôi yêu người khác, người kia sẽ bị cả huyết tộc truy sát, chết là điều không phải nghi ngờ. Huyết cơ thản nhiên đáp. Thế sao, tôi lại không thấy vậy? Chỉ bằng cô thử yêu tôi, xem tôi có chết không? Diệp Phàm đột nhiên ôm lấy huyết cơ, thân thể hai người dán chặt, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, bầu không khí giữa bọn họ trở nên mập mờ. Vẻ mặt huyết cơ thay đổi, cô đẩy Diệp Phàm ra rồi xoay người rời đi. Diệp Phàm nhếch miệng cười. Lúc này, U Ảnh xuất hiện nói với Diệp Phàm, thiếu chủ, Khương Uyên tới rồi. Bảo ông ta vào đây. Diệp Phàm ngồi xuống sofa, Khương Uyên, chủ phân điện Long Vương ở huyện Giang Nam bước vào. Tham kiến thiếu chủ. Khương Uyên cung kính gọi Diệp Phàm. Sao ông lại tới đây? Diệp Phàm hỏi.